bị người hãm hại, khiến bản thân chịu oan ức ngồi tù 3 năm. Sau khi ra tù, hắn thành một đại nhân vật mà ai ai cũng khiếp sợ, chỉ một cái lật tay, cũng khiến mọi thứ chao đảo. Tùng món nợ, tính không sót món nào. Trong thế giới xa hoa này, hiện sống tiêu điều tự tại, ai dám nói không? Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 1. Tội thành, tử ngục. Đúng như tên gọi, đây là một nhà tù đầy tội ác, đồng thời cũng là nhà tù được canh gác nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Là nơi có 102. Nhà chính trị có quyền lực nhất, người giàu có vô cùng, hay chiến thần dũng cảm và mạnh mẽ, giỏi chiến đấu. Đều có thể tìm thấy trong nhà tù này. Những người này đều từng phạm những tội ác tày trời, nhưng vì thân phận khá đặc biệt của họ nên chính phủ các nước vẫn không thể xử tử, chỉ có thể bỏ tù vô thời hạn. Thưa đại đương gia, lão Hắc đã đưa hai cô gái từ nước Anh Hoa tới. Dáng người và mặt mũi đều tuyệt vời, hơn nữa còn là xử nữ, đêm nay bảo họ đến phục vụ ngài nhé. Một người đàn ông nhỏ gầy, mặt mũi có vẻ hèn hạ nịnh nọt nói. Ngồi trước mặt gã là một thanh niên da vàng, độ tuổi ngoài đôi mươi, dáng người cao lớn, đường nét ngũ quan sắc nét. Nếu đặt cái xác này ở ngoài giới giải trí, chắc chắn có thể khiến vô số cô gái phát cuồng. Lý Trạch Vũ, ông Hoàng vô đối trong tử ngục. Là một cậu ấm quần là áo lượt rất nổi tiếng xuất thân từ nhà họ Lý giàu có bậc nhất nước Hạ, nhân vật nam chính trong vụ án chơi bời trăng hoa ở Hoàng Thành của nước Hạ vào 3 năm trước. Đêm đó, Lý Trạch Vũ dưới sự xúi dục của đám bạn xấu đã cưỡng bức Diệp Khuynh Thành, mỹ nữ số 1 Hoàng Thành. Nếu Diệp Khuynh Thành chỉ là một cô gái của một gia đình bình thường, với sức ảnh hưởng của nhà họ Lý, đương nhiên có thể giải quyết cho hắn. Đáng tiếc Diệp Khuynh Thành cũng xuất thân từ nhà họ Diệp giàu có bậc nhất. Nếu như không phải ông cụ nhà họ Lý bảo vệ nghé con, e rằng tên này không thể sống đến giờ. Nghe nói khi đó ông cụ nhà họ Diệp một tay chống gậy, tay kia cầm khẩu súng lục Mauser đã cất giữ hàng chục năm xông thẳng vào nhà họ Lý tuyên bố muốn đập chết Lý Trạch Vũ. Ông cụ nhà họ Lý tuyên bố nếu ông cụ nhà họ Diệp dám động vào một sợi lông của che mình thì sẽ kéo đối phương cùng đi gặp tổ tiên. Sau đó, với sự thuyết phục của người trẻ hai nhà, hai ông cụ mới dần dần nguôi giận. Vì đối lý, nhà họ Lý đã lấy ra rất nhiều lợi ích để bồi thường cho nhà họ Diệp, còn công khai xin lỗi nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp đã lấy được lợi ích, còn có bậc thang để xuống nên cũng đồng ý dẹp yên chuyện. Có điều, ông cụ nhà họ Diệp cảm thấy mình đã bị ông cụ nhà họ Lý coi thường, nên nhất quyết phải dạy cho Lý Trạch Vũ một bài học. Kết quả là, tên này đã bị đưa đi vào tử ngục. Hả? Lý Trạch Vũ đứng dậy duỗi người, cong môi nói, cô gái gia đình bình thường sao? Vậy tôi miễn cưỡng nhận vậy. Vâng, tiếng cười của gã đàn ông hèn hạ vang lên. Đúng lúc này, một người quản giáo da trắng chạy tới, đại đương gia, ba vị đại gia, mời ngài qua đó. Lý Trạch Vũ là ông hoàng của tử ngục, những người có thể được gọi là đại gia ở đây đương nhiên là ba người sư phụ của hắn. Mấy lão lại muốn làm gì nữa đây? Không phải lại muốn đuổi mình ra khỏi tù đấy chứ? Lý Trạch Vũ vừa nói vừa đứng dậy rời đi. Gã đàn ông hèn hạ và quản giáo nhìn vào bóng lưng hẳn, trên mặt cũng là vẻ thắc mắc, khó hiểu. Người khác nghĩ mọi cách cũng không ra được, đại đương gia thì hay rồi, ba vị đại gia chủ xin ngài ấy đi, ngài ấy. Cũng không đi. Suy nghĩ của đại đương gia không phải thứ mà hai chúng a có thể đoán. Cả hai thầm thở dài. Vài phút sau, Lý Trạch Vũ đến bên ngoài một tòa nhà sang trọng nhất trong nhà tù. Hôm nay nói sao cũng phải đưa thằng nhóc đó đi. Đúng vậy, nếu thằng nhóc còn không đi, có lẽ nó có thể đưa tiễn ba người chúng ta được rồi. Tiếng trò chuyện của hai ông lão vang lên. Hai ông đừng kích động quá, ngự long thần công của Trạch Vũ sắp luyện tới tầng 9 đại viên mãn rồi, chắc thằng nhóc muốn chờ sau khi đột phá mới rời đi. Giọng nói của một bà lão vang lên. Ba người chúng ta hợp lại cũng chưa chắc đánh được thằng nhóc, nó ra bên ngoài cũng không có đối thủ rồi, đột phá chỗ nào thì có liên quan gì chứ? Ông lão lên tiếng đầu tiên phản bác nói. Lý Trạch Vũ đứng ngoài cửa nhếch môi nở một nụ cười tà ác, sau đó ấn xuống rồi kéo tay nam đẩy cửa bước vào. Ba người già trong phòng ngồi cạnh nhau, hai nam một nữ. Trong đó có một ông lão đầu trọc, trên người mặc áo hòa thượng, nhưng áo cà sa lại buộc ngang eo, thoạt nhìn trông chẳng ra sao. Một ông lão khác tóc dài buộc cao, cằm có chòm râu dài màu trắng, trong tay cầm cây phất trần. Nếu trong miệng ông không ngậm điếu xì gà lớn trong miệng thì trông cũng có dáng vẻ như thần tiên. Cuối cùng, bà lão nhìn có vẻ bình thường, tuy tóc đã bạc và có nếp nhăn trên mặt,
nhưng khí chất trên người rất tốt, ngũ quan tinh xảo chưa hề kém đi, không khó để nhìn ra khi còn trẻ cũng là một người đẹp tao nhã có một không hai. Thỏ con, à không, đồ nhi ngoan. Lão đạo sĩ kịp thời sửa lời nói, vi sư quan sát thiên tượng ban đêm, tính toán hôm nay là ngày lành, thích hợp ra tù nhất. Trăm năm sau sẽ không có ngày nào thích hợp hơn ngày hôm nay, cho nên. Hôm nay con đi ngay đi. Con không đi, tuyệt đối không đi. Lý Trạch Vũ tìm một cái ghế gỗ, tự mình ngồi xuống, nghiêm túc nói, con đi rồi thì không còn ai hiếu kính với ba vị sư phụ nữa, đồ nhi không thể bất hiếu. Bốp, hòa thượng vỗ vào cái đầu hói của mình, khuôn mặt già nua nhăn nhó đến mức gần như biến dạng, tức giận nói, con làm vậy là có hiếu với chúng ta sao? Ta thấy con chỉ mong sao, ba chúng ta sớm ngày về trời thôi. Sư phụ Nhất Trinh, người nói vậy không đúng rồi. Lý Trạch Vũ xắn tay áo lên, bắt đầu nói không ngớt. Nếu không phải con ở đây, mỗi ngày người có rượu có thịt để ăn sao? Còn tấm ngọc bồ đoàn không còn sản xuất ở dưới gối của ngươi nữa, là ai đã đưa cho người? Còn nữa, ai đã cho người toàn bộ đĩa XXX của thầy thương cho người? Vậy mà vừa rồi người lại nói những lời đó, lương tâm của người không đau sao? Nói đến cuối, Lý Trạch Vũ còn bày ra dáng vẻ vô cùng đau đớn. Hòa thượng Nhất Trinh bị nói đến độ mặt đỏ tía tai, hận không thể tìm một vết nứt trên mặt đất để chui xuống. Thật không ngờ hòa thượng lại là loại người này, ai nói không phải chứ? Lão đạo sĩ và bà lão mắt to trợn mắt nhỏ, vẻ khinh thường không hề che giấu. Khụ khụ, cây phất trần trong tay lão đạo sĩ đổi hướng vung, ông. Hằng giọng nói, đồ nhi ngoan, chúng ta đều biết con có lòng hiếu thảo, nhưng... Nói đến đây, giọng điệu của ông bỗng trở nên nặng nề hơn, bởi vì cái gọi là nam nhi tốt trí tại bốn phương, sao người trẻ tuổi có thể thu mình lại ở nơi khắc nghiệt, không có tương lai này chứ? Con nên ra bên ngoài thể hiện tài năng, xông pha đất trời. Sư phụ vô trần, con chỉ là một cậu ấm đời thứ hai chỉ muốn an phận, không có lý tưởng hoài bão lớn như vậy. Lý Trạch Vũ mặt không đỏ tim không đập, nói với vẻ như lẽ đương nhiên. Khóe miệng lão đạo sĩ vô trần kịch liệt co giật mấy cái. Rõ ràng bị đồ nhi ác nghiệt trước mặt làm cho tức giận. Trạch Vũ, sao con có thể coi thường bản thân đến thế? Con là kỳ tài luyện võ hiếm thấy trong ngàn năm qua. Chỉ thời gian 3 năm ngắn ngủi đã học được những tài nghệ cả đời của ba người chúng ta, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Bà lão nói đến đây còn cố ý nghiêm nghị, cất lời thấm thía, nếu ông trời đã yêu ái con nên có tấm lòng hào hiệp, ra thế giới bên ngoài giúp đỡ chính nghĩa, trừng phạt cái ác nêu cao cái thiện. Làm một người có tài có trí người người kính trọng ngưỡng mộ. Ngọc Linh Lung nói đúng quá. Rất tốt, rất tốt. Lời nói của Ngọc Linh Lung đúng đến mức hòa thượng Nhất Trinh và đạo sĩ vô trần gần như vỗ tay khen ngợi. Thế nhưng Lý Trạch Vũ lại ngoái tai, trong miệng phun ra một câu. Xó gì, con không có hứng. Không có hứng. Nhìn Lý Trạch Vũ bất cần đời, trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh chóng. Ánh sáng trong con ngươi của hòa thượng Nhất Trinh tan đi, suýt thì viên tịch ngay tại chỗ. Đạo sĩ vô trần tức giận đến độ rear map cũng dựng đứng. Ngọc Linh Lung trước giờ luôn hiền hòa cũng run rẩy cả người. Dễ nhận thấy cả ba người đều bị nội thương với mức độ khác nhau do tức giận. Lý Trạch Vũ vẫn không tim không phổi, dửng dưng cười nói, so với thế giới đấu đá lẫn nhau ở bên ngoài, nơi này chắc chắn là thiên đường. Thế nên con quyết định ở bên bầu bạn với ba vị sư phụ cả đời này, không rời không bỏ. À, lão nạp sắp không chịu được nữa rồi. Đừng ai ngăn ta, lão đạo thể phải thanh lý môn hội. Hai ông bình tĩnh cái quỷ gì, đánh cho lão nương. Ba người già hoàn toàn bùng nổ, nếu mềm mỏng không được, vậy chỉ có thể cứng rắn. Này này này, quân tử động khẩu chứ không động thủ. Lý Trạch Vũ còn chưa nói xong, ba lão già đồng thời phát động thế tấn công. Bốp, bốp, đây là âm thanh va chạm của quyền trưởng. Loảng xoảng, đồ đạc trong phòng bị đập nát tan tành. Lý Trạch Vũ nhảy nhót tưng bừng, trốn đông trốn tây. Thật ra với thân thủ của hắn hoàn toàn có khả năng chống đỡ, nhưng làm sao hẳn có thể ra tay với ba ân sư của mình được. Một lúc lâu trôi qua. Vù vù vùi ha ha ha. Ba người già kiệt sức thở hổn hển, đuổi một lúc lâu ngay. Cả góc áo của Lý Trạch Vũ cũng không chạm vào được. Đánh nữa không? Không đánh thì con đi trước nhé. Lý Trạch Vũ cười hì hì hỏi, dáng vẻ cực kỳ gợi đòn. Khoan đãi. Ngay khi Lý Trạch Vũ rời đi, Ngọc Linh Lung đột nhiên lên tiếng. Lý Trạch Vũ theo lời dừng bước, quay người khuyên nhủ, sư phụ Ngọc,
các người thật sự đánh không được con, đừng lãng phí sức lực nữa. Ai nói vì sư phụ muốn đánh con? Ngọc Linh lung trợn mắt. Hả? Còn chuyện gì nữa thế? Vẻ mặt Lý Trạch Vũ khó hiểu. Ngọc Linh lung, đạo sĩ Vô Trần và Hòa Thượng Nhất Trinh nhìn nhau rồi gật đầu. Cuối cùng, Ngọc Linh lung tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, con có biết cô bé nhà họ Diệp sắp kết hôn không? Cô bé nhà họ Diệp. Phải mất một lúc Lý Trạch Vũ mới hiểu người Ngọc Linh lung chỉ là ai, mày lập tức nhíu lại. Thằng nhóc thối, một đêm vợ chồng ân nghĩa trăm năm, con đừng phụ bạc người ta chứ. Đạo sĩ Vô Trần khuyên bảo bằng lời nói tốt đẹp, chậc chậc. Lý Trạch Vũ nhún vai, khinh thường nói, người ta sắp kết hôn là chuyện tốt, con đi xem náo nhiệt gì chứ. A-di-đà Phật. Hòa Thượng Nhất Trinh chắp tay trước ngực, đồ nhi ngoan, mọi việc đều có nhân mới có quả. Năm đó con đã hủy hoại sự trong sạch của người ta, giờ lẽ ra nên đi cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng, bởi vì đây là chuyện con nợ đối phương. Những lời này khiến sắc mặt Lý Trạch Vũ tối sầm. Xuất thân từ gia đình giàu có, hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng con cái của gia tộc lớn không có hạnh phúc chính đáng, hôn nhân chỉ là thủ đoạn để gia tộc đổi lấy lợi ích lợi mà thôi. Đồ nhi. Ngọc Linh lung nặng nề lên tiếng. Năm đó, cha con được mọi người gọi là chiến thần đệ nhất nước Hạ nhưng lại bị chúng độc chết ở chiến trường phía Nam. Còn mẹ con có tính cách cởi mở, rộng rãi, dù có tình cảm sâu đậm với cha con nhưng sao nhẫn tâm bỏ con trong khi chưa cai sữa mà đi tự tử vì cha con chứ? Nói đến đây, bà đã không thể nói tiếp. Đạo sĩ Vô Trần thở dài một tiếng rồi hỏi, con của hiện giờ có năng lực này, lẽ nào không muốn cha rõ chân tướng năm đó sao? Biểu cảm trên mặt Lý Trạch Vũ đặc biệt nghiêm trọng, hai nằm đấm siết chặt. Cha, mẹ, im lặng một lúc lâu. Ba sư phụ bảo trọng, đồ nhi có thời gian sẽ quay lại thăm mọi người. Sau khi để lại câu nói, Lý Trạch Vũ tiêu sái quay người rời đi. Nửa giờ sau, cánh cửa lớn của nhà tù đầy khí thế được ai đó mở ra. Một người đàn ông da trắng để râu quai nón, hai tay hai chân bị trói xích sắt bước vào nhà tù dưới sự hộ tống của mấy binh lính mang vác súng trên vai. Cũng vào lúc này, cung tiễn đại đương ra ra tù. Cung tiễn đại đương ra ra tù. Hơn nghìn tên tội phạm đồng thanh hô lên, trong chốc lát âm thanh làm rung chuyển cả bầu trời. Tên khốn nào dám ra oai trước mặt ông đây, không muốn sống nữa hải. Người đàn ông da trắng bị còng tay chửi bới, vẻ mặt không vui. Dưới ánh mắt đổ dồn của mọi người, Lý Trạch Vũ đổi bộ quần áo Tôn Trung Sơn ung dung đi về phía cửa lớn nhà tù. Khi đi ngang qua người đàn ông da trắng hẳn dừng bước, quay đầu nhìn người đàn ông da ngăm đen. Tài ban, mỗi ngày để tên này một ngày nhặt xà phòng 3 lần, thiếu 1 lần tao sẽ đánh gãy chân mày. Nước Hạ, sân bay quốc tế Hoàng Thành. Sau khi tránh được mấy cô gái muốn nhân cơ hội chấm mút, Lý Trạch Vũ bước ra khỏi lối đi dành riêng cho hành. Khách. Một lúc sau, một chiếc Bentley màu vàng với biển số 8 chạy tới. Két két. Thiếu gia. Thiếu gia. Hai người nam hơn 20 tuổi lần lượt xuống xe, sau đó lao tới với tốc độ gần 100 mét. Chết tiệt! Lý Trạch Vũ phản ứng nhanh chóng, cơ thể hơi nghiêng dễ dàng tránh được thế hổ vồ của hai người nam. Bịch, bị chi ui cha! Hai người nam ngã mạnh xuống sấp mặt. Lý Trạch Vũ bĩu môi, tức giận nói, tôi không có hứng thú với đàn ông. Hai người hãy tự trọng đi. Hai người nam một người tên Cẩu Phú Quý, người còn lại tên Vật Tương Vong. Nghe có vẻ khó tin. Nhưng đó là tên thật của họ, và người đặt cho họ cái tên này là đại quan nhân Lý Trạch Vũ của chúng ta. Thiếu gia, mấy năm nay anh không ở đây em không ăn không ngon ngủ không yên. Cảm ơn trời cảm ơn đất, cuối cùng đã để thiếu gia mà em mong mỏi về rồi, hu hu hu. Không ngờ Cẩu Phú Quý nói đến cuối lại bật khóc. Trong lòng Vật Tương Vong thầm nghĩ hay quá nhỉ, vì nịnh hót mà nói được cả những lời buồn nôn thế kia. Đầu óc gã xoay chuyển, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Nghẹn ngào nức nở, thiếu gia, nỗi nhớ của em với anh như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Ngày nào cũng lại 3 lần trước ảnh của thiếu gia, mong ông trời phù hộ thiếu gia bình an trở về. Có vẻ Lý Trạch Vũ hiểu được đức hạnh của hai tay sai đắc lực này của mình nên không hề lung lay, dứt khoát ngồi vào ghế sau chiếc Bentley. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong đều ngơ ngác, tôi nhìn cậu nhìn tôi. Thiếu gia đây là sao vậy? Không phải trước đây anh ấy thích lời nịnh nọt của chúng ta nhất à? Vật Tương Vong cũng ngẩn tò te. Cậu Phú Quý liếc xéo gã, trách mảng, chắc chắn là cậu nịnh chưa đủ tốt, mỗi ngày lại ba lạy trước ảnh của thiếu gia gì chứ, khốn khiếp, cậu tế bái đấy à? Cái rằm.
Phật Tương Vong không vui phản bác, rõ ràng là cậu nịnh vừa buồn nôn vừa kinh tởm, còn dám trách tôi. Mẹ nó, đều tại cậu, đâu tại cậu. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong mỗi người xắn tay áo lên, dáng vẻ muốn lao vào đánh nhau. Lý Trạch Phú hạ cửa sổ, không kiên nhẫn nói, 3 giây không lên xe thì hai người đi bộ về đi. Lời vừa dứt, vù vù, dầm, dầm. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong lại leo lên xe với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Cả hai không dám chất vấn lời Lý Trạch Vũ nói, với tính cách tùy hứng của người này, nói được là làm được, thật sự sẽ bắt bọn họ đi bộ về nhà đó. Chiếc Bentley màu vàng đi cả đoạn đường thông suốt, sau mười mấy phút dừng lại bên ngoài một tòa dinh thự rộng rãi khí thế có diện tích hơn 1000 mét vuông. Nhà họ Lý. Biển hiệu trên cửa lớn khắc hai chữ lớn rất sống động, vừa nhìn đã biết xuất xứ từ Tây Danh ra. Sau khi Lý Trạch Vũ xuống xe thì ngắm nhìn bốn phía, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. 3 năm chưa về, mọi thứ nơi này như đã thay đổi nhưng dường như cũng không đổi gì hết. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa khiến Lý Trạch Vũ phục hồi tinh thần, nhìn kỹ mới thấy một con chó Scotland đang sủa hẳn. Lý Trạch Vũ sải bước đi tới nhấc chú chó Scotland lên cao, tát bốp bốp vào cái miệng rộng của nó. Ẳng ẳng, đôi mắt chó Scotland lóe lên sao kim. Bị chi Lý Trạch Vũ tiện tay ném cho Vật Tương Vong, dặn dò, làm thịt, tối đến dùng nó nấu nồi lẩu. AI Vật Tương Vong ngây ngốc tại chỗ, có lòng tốt nhắc nhở, thiếu gia, đây chính là Lassie trước kia anh thương nhất đó, thật sự muốn làm thịt hả? Mẹ nó, chó ngoại chính là chó ngoại, mới mấy năm không gặp ngay cả bố mày cũng không nhận ra. Loại xúc sinh này giữ lại có ích lợi gì? Sau khi vứt lại một câu, Lý Trạch Vũ nhanh chân đi vào trong phủ. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước thì ngừng chân và xoay người. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong vốn cho rằng hắn đổi ý, chẳng ngờ người này nói thẳng, nhớ cho nhiều cậu kỳ tí. Đậu xanh. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong lần lượt ngã quy. Đúng lúc này, Lý Trạch Vũ vừa đi vào cửa lớn nhà họ Lý, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo vest thẳng thớm đúng lúc tiến vào. Em họ. Lúc người đàn ông trông thấy Lý Trạch Vũ thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Giống như gặp ma giữa ban ngày. Lâu rồi không gặp, anh họ. Lúc Lý Trạch Vũ nói chuyện, nơi khóe miệng nở nụ cười gian xảo. 3 năm không gặp không lâu lắm cũng không tính là ngắn, đủ để khiến hắn bình tĩnh lại đi phân biệt ai là người ai là ma. Ngay cả Lý Tu trước mặt, từ nhỏ đến lớn chăm sóc hẳn chu đáo tỉ mỉ, thậm chí là nói gì nghe nấy. Chỉ là vụ án phong lưu 3 năm trước, người sau lưng giật dây hẳn khiếm nhã với Diệp Khuynh Thành chính là người anh họ này. Lý Trạch Vũ vô cùng thông suốt. Hẳn là dòng độc đỉnh của nhà họ Lý mà Lý Tu chỉ là dòng thứ, nếu như hẳn xảy ra chuyện gì thì Lý Tu chính là người được chọn duy nhất cho vị trí người kế thừa gia chủ nhà họ Lý tương lai. Thứ tốt như vậy có thể khiến anh em trở mặt thành thù cũng không có gì lạ. Em họ, em trở về lúc nào vậy? Vẻ hoảng sợ hiện rõ trên mặt Lý Tu. Mặc dù mấy ngày trước anh ta nghe tin đồn gia tộc muốn móc nối quan hệ nên lôi Lý Trạch Vũ từ nơi quỷ quái kia ra. Nhưng không phải còn chưa bả đầu tiến hành sao? Hơn nữa cho dù tiến hành thì ít nhất cũng mất nửa năm đến một năm, nào có nhanh như vậy? Ha ha ha, chuyện này nói ra rất dài dòng. Lý Trạch Vũ vỗ vai Lý Tu, cười nói, hôm nào đợi em rảnh sẽ chọn thời gian từ từ kể cho anh. Chẳng biết vì sao, nụ cười trên mặt Lý Trạch Vũ càng rực rỡ. Trong lòng Lý Tu lại càng cảm thấy không rét mà run. Cảm giác này giống như bị hồng hoang mãnh thú để ý vậy, khiến anh ta cực kỳ khó chịu. Trạch Vũ bỗng nhiên một giọng nói đanh thép truyền tới. Lý Trạch Vũ dương mắt nhìn lên, một ông lão mặc quân trang, tóc mai hai bên chẳng xóa đi như bay tới. Ông nội, Lý Tu hơi cúi đầu, cung kính gọi một tiếng. Người đến tên Lý Định Quốc, gia chủ hiện tại của nhà họ Lý, nguyên soái quân đoàn Hổ Khiếu, cũng là ông nội ruột của Lý Trạch Vũ. Lão Lý. Lý Trạch Vũ gãi đầu một cái, cười ha ha nói, mấy năm không gặp, phong thái ông vẫn hệt như xưa. Khoảnh khắc nhìn thấy cháu trai, nguyên soái quân đoàn chinh chiến hơn nửa đời người như Lý Định Quốc kích động đến rơi nước mắt. Con trai con dâu còn trẻ chết sớm, điều khiến ông ấy lo lắng nhất chỉ có người cháu Lý Trạch Vũ này. Sau khi kích động thì Lý Định Quốc bỗng hình như nghĩ tới điều gì, mặt mũi đầy sợ hãi hỏi, sao cháu trở về đây? Đương nhiên là đi máy bay về. Cũng không thể đi bộ về chứ. Lý Trạch Vũ cười ha ha. Đừng có đùa giỡn với ông hỏi cháu làm sao đi ra khỏi chỗ đó. Lý Định Quốc bỗng cao giọng. Sắc mặt Lý Trạch Vũ vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi, lão Lý,
ông cũng đừng hung dữ với cháu, còn hung dữ với cháu ông có tin cháu bảo ông cố Lý đánh ông không? Thứ vô liêm sỉ, Lý Định Quốc lập tức thẹn quá thành giận, khó chịu nói, thằng nhóc cháu lại dám uy hiếp ông đây. Lúc đang nói chuyện, ông ấy quen tay cởi dây thắt lưng bên hông xuống, dáng vẻ muốn đánh người. Thấy một màn này, Lý Trạch Vũ nhanh chân chạy vào trong. Lúc này Lý Định Quốc đuổi theo. Trước nhà chính có một vườn rau, mới trồng một số loại rau quả theo mùa. Một cụ già râu hoa râm, mặt đầy nếp nhăn cầm một cái cuốc, đang chuyên tâm nhổ cỏ trong ruộng. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở lá cây chiếu vào trên người ông ấy, từng vệt loang lổ giống như thần tích. Lý Viễn Sơn, ông cụ nhà họ Lý, một trong những người có công lớn còn sót lại của nước Hạ, dậm chân một cái đủ khiến cả nước Hạ rung chuyển vì nó, cho dù là Long chủ đương thời cũng phải khách khí ba phần với ông ấy. Ông cố Lý, đứa con bất hiếu ngoài kia của ông lại muốn đánh cháu kìa, ông vẫn có tâm trạng ở đây chơi bùn à. Nghe được ba chữ ông cố Lý, bỗng nhiên toàn thân Lý Viễn Sơn rung động. Trong ký ức, trên đời này chỉ có một người dám gọi ông ấy như vậy. Đúng như dự đoán. Lúc Lý Viễn Sơn xoay người lại, bóng hình quen thuộc kia đập vào mắt, ông ấy ngay lập tức không kìm được nước mắt nói, ha ha ha, thằng nhóc thối, cháu trở về thật à. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, vui không, kích động không? Ha ha ha, Lý Viễn Sơn bước lên bờ ruộng, sau đó đi vòng quanh Lý Trạch Vũ hai vòng, vô cùng kích động nói, lớn rồi, mấy năm không gặp lại đẹp trai hơn, cơ thể cũng càng rắn chắc hơn. Lý Trạch Vũ cười hì hì, đang muốn mở miệng. Thằng nhóc con, cháu đứng lại cho ông. Lý Định Quốc bước nhanh tới. Mắt thấy con trai nổi giận đùng đùng chạy tới, hơn nữa trong tay còn cầm một cái dây lưng, gương mặt Lý Viễn Sơn lập tức tối sầm. Mẹ nó, con lại muốn đánh chất trai cưng của cha à? Không phải, cha nghe con nói. Lý Định Quốc lập tức giống như đứa trẻ mắc sai lầm, cũng không dám thở mạnh. Lý Viễn Sơn khoát tay áo một cái, vẻ mặt và giọng nói đều ỏ ra nghiêm túc mà ngắt lời, cha không nghe giải thích gì hết, sau này nếu con còn dám động đến một cọng lông của chất trai cha, con có tin ông đây lột da con không? Vâng vâng vâng, Lý Định Quốc gật đầu lia lịa. Trên đời này có thể khiến cho vị nguyên soái quân đoàn hổ khiếu này cúi đầu, e rằng chỉ có vị cha già trước mắt ông ấy. Thôi, nhìn ông cố dạy dỗ ông nội, Lý Trạch Vũ xém chút nữa bật cười. Lý Định Quốc âm thầm lườm hẳn một cái, dường như lại muốn nói, thằng nhóc thối, cháu đợi đấy cho ông. Đúng rồi, bỗng nhiên Lý Viễn Sơn nhíu mày, nghiêng đầu dò hỏi Lý Trạch Vũ, thằng nhóc cháu làm sao trở về từ nơi quỷ quái kia được thế? Vừa nãy đã nói với lão Lý một lần rồi. Ông cố Lý lại hỏi nữa. Lý Trạch Vũ bĩu môi, dáng vẻ mất kiên nhẫn. Ngoại trừ đi máy bay về, cháu còn có thể đi bộ về sao? Đúng là... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giỡn hả, sắp xếp trước một cuộc hôn nhân cho cháu. Lý Trạch Vũ sờ gương mặt khôi ngô của mình, khó tin nổi chất vấn, chỉ với gương mặt này của cháu, điều kiện gia đình như vậy, ông còn sợ cháu cô đơn ư? Thằng nhóc cháu lại không lớn không nhỏ. Lý Định Quốc vốn định răn dạy một phen, nhưng nhìn thấy ánh me hung ác đe dọa của cha mình, ông ấy lập tức nuốt lại những gì chưa nói xong. Lý Viễn Sơn vỗ vai Lý Trạch Vũ, cười nhạt nói, ông xem ảnh chụp của cô gái kia rồi, mặt mũi tướng vượng phu, có thể lấy được nó là phúc đã tu luyện từ kiếp trước của cháu. Khóe miệng Lý Trạch Vũ co quắp mấy lần, trêu chọc nói, ông cố Lý, ông biết coi bói từ khi nào vậy? Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nếu như đối phương là người cực kỳ xinh đẹp, vậy nói không chừng hẳn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng lỡ như là người vớ va vớ vẩn thì sao? Dù là tướng vượng phu trong miệng người thế hệ trước, bình thường đều là loại mặt tròn. Lý Trạch Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, đồng thời trong lòng thầm quyết định, tuyệt đối không chấp nhận tập tục xấu như hôn nhân do sắp đặt này, vụ hôn nhân này nhất định phải từ chối. Ông đã nói với cháu rồi, cuộc hôn nhân này là chính miệng ông cố cháu đồng ý, cháu cưới cũng phải cưới. Không cưới cũng phải cưới. Lý Định Quốc nghiêm túc ra lệnh. Bốp! Ui ra! Lý Viễn Sơn gõ cho Lý Định Quốc một cú, tức giận nói, có phải con không nhớ không, hay cảm thấy trên vai mình có năm sao, ông đây không dám động tới con. Không dám không dám. Lý Định Quốc rụt cổ lại, trên gương mặt mo lộ ra vẻ cười khổ, ngay sau đó bỗng nhiên ôn hòa nói với Lý Trạch Vũ, cháu ngoan, ông cố cháu từ trước tới nay nói lời giữ lời, nếu chính miệng đã. Được rồi, Lý Trạch Vũ không nhịn nổi, lập tức ngắt lời, chuyện này tự cháu sẽ xử lý. Nói xong thì xoay người bỏ chạy. Đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Trạch Vũ rời đi,
Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc nhìn nhau. Cha, Trạch Vũ trở về trong thời điểm then chốt này, thực sự có hơi. Vẻ mặt Lý Định Quốc lo lắng, muốn nói lại thôi. Nhà họ và nhà họ Khương ở Tân Thành sắp liên hôn, Lý Trạch Vũ lại xuất hiện vào lúc này chẳng khác nào khiến người ta nhớ tới vụ án Phong Lưu Anh động cả Hoàng Thành 3 năm trước. Kể từ đó rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đây là hành động cố ý của nhà họ Lý, mục đích đúng là muốn làm khó nhà họ Diệp. Lý Viễn Sơn liếc con trai, ngang ngược nói, chắc trai của cha trở về nhà mình thôi mà, ai dám nói ra nói vào. 3 năm trước đưa Lý Trạch Vũ đến nơi quỷ quái kia, ông già này đau lòng không thôi. Nếu không phải Lý Định Quốc liên tục bảo đảm chỉ đưa Lý Trạch Vũ đi cải tạo một phen, 3 năm sau sẽ bình yên vô sự đón người về thì ông ấy thể nào cũng sẽ không đồng ý. Cho dù có cá chết lưới rách với nhà họ Diệp cũng sẽ không tiếc. So với cái này, cha càng muốn biết làm sao thằng nhóc thối này trở về từ nơi quỷ quái kia hơn. Lý Viễn Sơn nheo mắt lại. Nghe vậy, Lý Định Quốc khẽ nhíu mày, nói thẳng, con còn tính đợi qua một thời gian sau khi xử lý việc vui nhà họ Diệp. Xong sẽ lặng lẽ đón thằng nhóc thối kia về, không ngờ nó vậy mà tự mình trở về rồi. Nhưng nó trở về kiểu gì, thật kỳ lạ. Muốn biết còn không đi cha, sao ông đây lại sinh ra đứa con ngu ngốc như con được vậy nhỉ? Lý Viễn Sơn nghiêm mặt, Lý Định Quốc nuốt một ngụm nước bọt, mặt đầy cay đắng. Phải, con đi cha đây. Buổi tối, mùi vị lẩu thịt chó không tệ, Lý Trạch Vũ ăn đến mức miệng đầy mỡ. Thiếu gia, có một việc không biết có nên nói không? Cậu Phú Quý ấp a ấp úng. Ồ, mấy năm không gặp, cậu vậy mà học được thừa nước đục thả câu rồi. Hai tay Lý Trạch Vũ bóp đốt ngón tay của mình, phát ra tiếng răng rắc, vẻ uy hiếp không cần nói cũng biết. Thấy một màn này, cậu Phú Quý vội ngượng ngùng cười nói, thiếu gia đừng kích động, em sai rồi, thật ra em muốn nói có lẽ 3 năm trước anh đã trúng kế. Đúng, Phật Tương Vong một bên lau miệng, hùa theo nói, Phú Quý nói không sai, mấy năm qua em suy nghĩ vô số đêm. Dựa vào IQ có thể sánh ngang Einstein của em cuối cùng đã đoán ra được kết quả, trước đây có người cố ý hãm hại thiếu gia. Mẹ nó cậu nói láo, rõ ràng kết quả này là tôi đoán ra. Cậu Phú Quý nhìn thấy công lao thuộc về mình sắp bị cướp đi thì tức giận đến mức muốn bóp chết Phật Tương Vong. Phật Tương Vong hoàn toàn không sợ, tiếp tục giành công nói, thiếu gia, anh đừng nghe Phú Quý nói vớ vẩn, em nói anh nghe, trước đây người hãm hại anh 8 phần 10 là Lý Tu. Đúng. Chính là tên tiểu nhân ra vẻ đạo mạo kia. Cậu Phú Quý gạt bỏ định kiến, tỏ ra tán thành nói. Khóe miệng Lý Trạch Vũ hơi nhếch lên, khen ngợi, hai người các cậu không hổ là tâm phúc đắc lực nhất của tôi, quả nhiên tôi không nhìn lầm hai cậu. Phải, tụi em nguyện lên núi đao, xuống biển lửa, nhảy chảo dầu vì thiếu gia. Phật Tương Vong còn muốn tiếp tục thể hiện lòng trung thành thì đã bị Lý Trạch Vũ khoát tay ngắt lời, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ hai người cùng tôi ra ngoài một chuyến. Thiếu gia, anh muốn tới phường Hương Lan à? Chỗ đó mấy ngày nay có hàng phương Tây tới, gương mặt kia, dáng vẻ kia, chật chật. Nửa tiếng sau, một chiếc máy bay bay từ Hoàng Thành đến Tuyên Thành. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong ngồi sát nhau, anh nhìn tôi một cái, tôi nhìn anh một cái. Thiếu gia sao vậy nhỉ, đêm hôm khuya khoắt không tới phường Hương Lan mà mang theo chúng ta tới Tuyên Thành làm gì? Sao tôi biết được? Mẹ nó không phải cậu nói độ thông minh của mình có thể sánh ngang Einstein sao? Cậu Phú Quý tỏ ra xem thường. Phật Tương Vong hừ một tiếng, kiêu ngạo nói khoác thì phạm pháp à? Pháp luật nào quy định không thể khoác lác? Phía bên kia, Lý Trạch Vũ cầm tạp chí trong tay, trông như, thể đang hết sức tập trung xem, nhưng ai cũng không phát hiện trong 2 phút ngắn ngủi, ánh me của hẳn đang đánh giá người phụ nữ bên cạnh không dưới 10 lần. Tuổi của người phụ nữ trông khoảng 20. Các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo đến mức như thể được chạm khắc, môi hồi răng trắng, da trắng xinh đẹp. Vóc dáng đầy đặn, trong vẻ đẹp dường như kèm theo một luồng khí thư thái. Đẹp không sao tả xiết. Lý Trạch Vũ tự nhận từng gặp không ít người xinh đẹp, trừ Diệp Khuynh Thành từng có một đêm phong tình với mình kia, những người khác trước mặt người phụ nữ này cũng phải ảm đạm phai mờ. Trần Thanh Giao luôn cảm thấy có người đang thăm dò mình, nhưng mà ngam nhìn bốn phía nhiều lần, tất cả hành khách đều ngồi theo quy định. Mặc dù thanh niên tài trí bất phàm bên cạnh cũng không hề có động tác quá đáng. Nhưng cô tin tưởng trực giác của mình sẽ không sai. Anh đẹp trai, có phải anh luôn nhìn lén tôi không? Trần Thanh Giao cười híp mắt hỏi. Lý Trạch Vũ để tạp chí trong tay xuống, ngay sau đó chỉ vào mũi mình hỏi ngược lại, cô đang nói chuyện với tôi sao? Trần Thanh Giao khẽ gật đầu.
tôi có nhìn cô, Lý Trạch Vũ thẳng thắn thừa nhận. Hả? Câu trả lời này không khỏi khiến Trần Thanh Giao khẽ giật mình, cô vốn tưởng rằng Lý Trạch Vũ sẽ thể thốt chống chế nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ hào phóng thừa nhận. Cô không thích tôi nhìn lén cô, Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười. Như vậy đi, tôi quang minh chính đại nhìn. Đã nhìn lén người khác mà lại nói đứng đắn như vậy, còn bày ra dáng vẻ làm theo lẽ thường. Vô liêm sỉ là gì? Chính là người đàn ông trước mặt này. Xin chào. Trần Thanh Giao đang định gọi tiếp viên hàng không để yêu cầu đổi chỗ cho mình, nhưng mới nói được một nửa thì cô vội im bặt. Chỉ thấy một gã đầu đội mũ lưỡi chai, nửa bên mặt có một vết sẹo dài, gã thấp giọng nói, Trần Tiểu Thư, tôi khuyên cô tốt. Nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ trước khi máy bay hạ cánh. Trần Thanh Giao nhìn lại, phía sau cô bị một nòng súng đen xì chĩa thẳng vào. Người của Hưng Nghĩa Các, Trần Thanh Giao gặp nguy không dối, cô cực kỳ bình tĩnh. Người đàn ông cười lạnh nói, nghe đồn Trần Tiểu Thư thông minh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Trung Hổ cho anh bao nhiêu tiền, tôi có thể trả gấp đôi. Mặt Trần Thanh Giao không đổi sắc, cô nói, mặc dù tôi rất thích tiền, nhưng đáng tiếc tôi không có lá gan phản bội băng đảng của tôi, vậy nên Trần Tiểu Thư đừng có suy nghĩ gì kỳ lạ. Chờ một chút, tôi có cảm giác hai người đang coi thường tôi. Lý Trạch Vũ bỗng mở miệng. Người đàn ông hung ác nhìn Lý Trạch Vũ. Gã lạnh giọng uy hiếp, người trẻ tuổi à, tôi khuyên anh tốt nhất không nên xen vào chuyện của người khác, nếu không sẽ phải ăn quả đắng đó. Nếu tôi càng muốn xen vào thì sao? Dứt lời, Trần Thanh Giao và gã đàn ông kia đều đồng loạt nhìn về phía Lý Trạch Vũ. Đôi mắt xinh đẹp của Trần Thanh Giao nhìn chằm chằm, rõ ràng không ngờ Lý Trạch Vũ lại to gan như vậy, dù sao vị trí hắn ngồi có thể nhìn thấy rõ ràng họng súng trong tay tên đàn ông. Người này vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đến cả chết cũng không sợ sao. Ha ha. Gã đàn ông cười khinh thường, gã cảnh cáo nói, anh thanh niên tốt nhất vẫn không nên cậy mạnh, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Không cậy mạnh thì còn gọi là thanh niên sao? Lý Trạch Vũ nói xong, gã đàn ông chỉ thấy hoa mắt, súng lục trong tay lập tức biến mất. Sao có thể? Gã đàn ông hoảng sợ, cầm suýt nữa rớt xuống. Súng, không phải nghịch như vậy. Dĩ nhiên súng của gã kia đang nằm trong tay Lý Trạch Vũ. Băng bả hằng. Trần Thanh Giao mở to hai mắt, chỉ trong vài giây, Lý Trạch Vũ đã tháo khẩu súng trong tay thành 7-8 mảnh. Bây giờ anh nói cho tôi biết xem sẽ có hậu quả gì. Lý Trạch Vũ trêu tức nhìn chằm chằm gã đàn ông. Tôi chính là giang hồ lăn lộn trong xã hội, là người của Hưng Nghĩa Các đó. Vẻ mặt tên đàn ông sợ hãi, trong lòng gã đã biết đêm nay mình đụng phải tấm ván sắt. Vì thế gã ta lôi thân phận của mình ra hy vọng có thể dọa đối phương. Nhưng mà... Chát! Lý Trạch Vũ tát gã ta một cái, hắn nhắc lại, anh còn chưa nói cho tôi biết có hậu quả gì đâu. Động tĩnh ở đây nhanh chóng khiến những hành khách khác chú ý. Vài tiếp viên hàng không nghe tiếng thì tiến lên, cứu mạng, người này đánh tôi. Người đàn ông chỉ cảm thấy đầu nở đầy sao, gã chỉ vào Lý Trạch Vũ, mồm miệng nói không rõ. Bốp bốp! Cẩu Phú Quý đi lên đánh gã đàn ông mấy cú, thiếu gia bọn tao đánh mày là cho mày mặt mũi, vậy mà mày còn dám khóc nhè. Khục, phẹt. Cuối cùng hẳn còn không nhổ một ngụm nước miếng lên mặt gã đàn ông, nếu còn diễn nữa, tao sẽ ném máy ra khỏi. Máy bay. Giờ phút này, hai người họ thể hiện vô cùng rõ ràng bốn chữ kiêu ngạo hống hách. Tiếp viên hàng không vốn định tiến lên ngăn cản đều khựng lại, những hành khách khác càng không dám lên tiếng. Là gã nói sang bậy. Đúng lúc này Trần Thanh Giao đứng dậy nói, người này định giở trò với tôi, lúc quyết định. Nói đến đây, cô chỉ vào Lý Trạch Vũ, nói tiếp, là vị tiên sinh này đã cứu tôi. Anh hùng cứu mỹ nhân, ra vậy. Lý Trạch Vũ cười khẽ, hắn ra vẻ khiêm tốn nói, trừng gian trừ ác chính là trách nhiệm của binh sĩ nước hạ, mỹ nữ không cần để trong lòng. Đương nhiên nếu cô muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn, nhân tiện đi xem phim điện ảnh hay gì đó, tôi cũng sẽ không từ chối. Phụt. Trần Thanh Giao không nhịn được che miệng cười. Nửa tiếng sau, máy bay vững vàng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tuyên Thành. Lý Trạch Vũ đi trước, đi sau còn có Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong, ba người cùng nhau đi ra khỏi sân bay. Cộp cộp cộp, này, chờ tôi chút. Trần Thanh Giao đi giày cao gót đuổi theo. Thiếu gia, xem ra đêm nay có mỹ nữ muốn lao vào lòng anh. Vẫn là thiếu gia châu bò, đi đến đâu cũng gặp hoa đào. Vẻ mặt Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong hâm mộ. Câm miệng. Lý Trạch Vũ nghiêng đầu tức giận nói,
Sau đó hắn tươi cười đi về phía Trần Thanh Giao, mỹ nữ còn chuyện gì nữa sao? Tên bại hoại kia đã bị người của phòng pháp phụ dẫn đi rồi, thật sự cảm ơn NHTL. Trần Thanh Giao chân thành cảm ơn. Vừa nãy ở trên máy bay, nếu Lý Trạch Vũ không dũng cảm ra tay, cô thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn không cho là đúng nói, chỉ là chút việc nhỏ thôi, cô không cần để trong lòng. Trần Thanh Giao lấy một tấm thẻ mạ vàng trong túi ra đưa cho Lý Trạch Vũ, tôi là Trần Thanh Giao, đây là số điện thoại của tôi, khi nào anh rảnh rỗi nhớ liên lạc với tôi mời anh ăn. Cơm bây giờ tôi có việc gấp, đi trước đây. Sau đó cô vội vàng lên một chiếc xe thương vụ xa hoa, xem ra là thật sự có việc gấp. Sao thiếu gia lại để cho mỹ nữ chạy mất nhỉ? Vật tương vong nghỉ hoặc. Cẩu Phú Quý lắc đầu, suy đoán, có lẽ thiếu gia đã đổi tính. Buổi sáng hôm sau, tập đoàn Thanh Dương. Lý Trạch Vũ lững thững đi vào tòa nhà cao tầng, Cẩu Phú Quý và Vật tương vong theo sát sau. Gái đẹp đều là tiêu điểm, đương nhiên trai đẹp cũng không ngoại lệ. Người kia là ai vậy? Là ngôi sao nào vừa mới ra mắt sao? Trời ơi, có lẽ đêm nay tôi sẽ mất ngủ, trong đầu tôi đều là anh chàng đẹp trai kia. Dung mạo của Lý Trạch Vũ quả thật có hơi yêu nghiệt, hơn nữa cả người toát ra khí chất nam tính, đi qua chỗ nào cũng đều thu hút được vô số ánh mắt. Trong đó hơn một nửa là của phụ nữ. Lý Trạch Vũ đi đến quầy lễ tân, hắn đang định mở miệng. Anh đẹp trai, mấy anh đến xin làm bảo vệ sao? Mỹ nữ ở quầy lễ tân kích động hỏi. Trong công ty có một anh bảo vệ đẹp trai như vậy, đi làm cũng có tâm trạng tốt hơn. Bình hoa không phải từ chỉ để hình dung phụ nữ. Lý Trạch Vũ ngạc nhiên. Hai tên Cẩu Phú Quý và Vật tương vong này nhìn cũng bình thường, có thể hiểu nhầm được bọn họ đến xin làm bảo vệ. Thế nhưng, ông đây giống bảo vệ ở chỗ nào? Cô hiểu lầm rồi, tôi đến để. Trần Thanh Tuyết, nếu bây giờ cô không cho tôi một câu trả lời thuyết phục, có tin tôi khiến cô hối hận không? Lý Trạch Vũ còn chưa nói xong, phía sau truyền đến một giọng nói kiêu ngạo. Khi hắn quay lại nhìn thì sửng sốt. Một thanh niên áo mũ chỉnh tề, đầu nhuộm màu trắng, vẻ mặt có hơi hung ác cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng mà ánh mắt của Lý Trạch Vũ lại nhìn chằm chằm người phụ nữ phía sau chàng trai kia. Thiếu gia, đây không phải mỹ nữ trên máy bay tối qua sao? Cẩu Phú Quý cười ha ha nói. Lý Trạch Vũ lắc đầu, hắn lập tức phủ định. Người phụ nữ trước mặt này rất lạnh lùng kiêu ngạo, giống như một tòa băng sơn không thể chạm tới. Mặc dù có thể nói khuôn mặt giống Trần Thanh Giao tối qua bọn họ gặp y đúc, thậm chí ngay cả dáng người cũng na ná nhau, nhưng hắn có thể khẳng định hai người này không phải cùng một người. Là một cặp song sinh sao? Suy nghĩ không tệ, Lý Trạch Vũ có hơi hưng phấn. Thân là thiếu chủ của Hưng Nghĩa Các, có thể nói ở Tuyên Thành, Lâm Đông Cường muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hễ là người phụ nữ gã ta coi trọng, sẽ không có ai thoát được lòng bàn tay của gã ta. Gã ta cực kỳ tin tưởng, nữ tổng giám đốc lạnh lùng trước mặt này cũng không ngoại lệ. Cái gì? Lâm Đồng Cường mơ hồ thấy có một người đang nhìn chăm chằm Trần Thanh Tuyết, vì thế gã ta liếc nhìn bốn phía xung quanh. Quả đen, móc mắt tên tiểu bạch kiểm kia cho tôi. Lâm Đồng Cường vô cùng tức giận. Trong tiềm thức của gã ta đã coi Trần Thanh Tuyết là người phụ nữ của mình. Những người đàn ông khác chỉ liếc nhìn Trần Thanh Tuyết một cái thôi là bất kính với gã tai. Vâng, một người đàn ông lực lưỡng, tóc mái chéo đi về phía Lý Trạch Vũ. Rất nhiều nhân viên thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt đồng cảm với Lý Trạch Vũ. Đặc biệt là những nhân viên nữ. Bọn họ muốn tiến lên chia sẻ hoạn nạn với Lý Trạch Vũ, nói không chừng có thể giành được ấn tượng tốt từ hắn. Nhưng từ khi biết được bối cảnh của Lâm Đông Cường, bọn họ đều xua tan suy nghĩ này trong đầu. Trai đẹp đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Phú Quý, hai anh em ta gặp không ít người ham sống, thế nhưng lại gặp khá ít mấy tên tự đâm đầu vào chỗ chết. Đúng vậy, Cẩu Phú Quý và Vật tương vong hoàn toàn khác những người khác, hai bọn họ nhìn Lâm Đông Cường đầy thương hại. Lâm Đông Cường, đang ở công ty của tôi, nếu anh còn dám sang bậy, tôi sẽ lập tức thông báo cho phòng pháp phụ. Trần Thanh Tuyết bỗng đi đến đứng trước mặt Lý Trạch Vũ. Cô cứng rắn ngăn bước chân quả đen lại. Tên mặt trắng này là cô bao nuôi à? Sắc mặt Lâm Đông Cường xanh mét, thậm chí gã ta còn có cảm giác vợ ngoại tình. Miệng chó không phun được ngà voi. Trần Thanh Tuyết hờ hững đáp lại, giọng lạnh như băng. Lâm Đông Cường hừ lạnh, gã ta nói, bây giờ chỗ này là công ty cô, nhưng nhanh chóng thôi sẽ không phải nữa,
cô có thể bảo vệ được tên mặt trắng này một lúc, chứ có thể bảo vệ được hắn cả đời sao? Nói xong, gã ta vung tay lên, chúng ta đi. Thế nhưng trước khi rời đi, gã ta còn không quên cho Lý Trạch Vũ ánh mắt chọc tức. Giống như đang nói, thằng nhóc, mày chờ chết đi. Ông đây cho mày đi rồi sao? Một giọng nói khí phách vang lên trong đại sảnh. Lâm Đồng Cường dừng lại, gã ta trợn mắt nói, thằng nhóc kia, mày vừa mới nói gì? Phú Quý, cậu lên hay là tôi lên? Thân là tâm phúc của Lý Trạch Vũ, Phật Tương Vong sao có thể không đoán được tâm tư của lão đại chứ? Cậu Phú Quý nhún vai, hắn khinh thường nói, loại bụi đời này không đáng để tôi ra tay, giao cho cậu xử lý là được rồi. Phật Tương Vong trừng mắt nhìn hắn, gã tức giận nói, cậu không giả vờ thì chết hải. Vừa dứt lời, chỉ thấy gã bước dài vọt đến chỗ Lâm Đông Cường. Muốn chết này, Quạ Đen phản ứng nhanh nhẹn, lập tức vòng người qua chân Thanh Tuyết ngăn Phật Tương Vong lại, đồng thời đánh một quyền ra phía sau. Vẻ mặt Phật Tương Vong khinh thường, gã cũng nghênh đón quyền đó. Bốp, bốp, răng rắc, hai nắm tay va vào nhau. A, à, tên Quạ Đen cao 1m8 trực tiếp bay ra ngoài, hắn ta ôm cánh tay nằm trên đất đau đến mức chết đi sống lại. Kỹ năng kinh động bốn phía. Tao khinh, phẹt. Phật Tương Vong vỗ vỗ cho bụi trên người, gã nhổ một ngụm nước miếng chuẩn xác lên mặt Quạ Đen. Cả người Lâm Đông Cường ngây ngẩn, gã ta khiếp sợ không nói lên lời. Gã ta rất rõ ràng thân thủ của Quạ Đen, một mình đấu 10 hoàn toàn không là vấn đề, thế nhưng bây giờ lại bị một quyền của một người đánh phết. A, à, á, à. Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, hắn thản nhiên nói, bẻ hai chân hắn rồi ném ra ngoài. Tuân lệnh, Phật Tương Vong cười lạnh. Gã đi từng bước về phía Lâm Đông Cường. Đừng tới đây, tao chính là thiếu chủ của Hưng Nghĩa Các đói. Nếu mày dám động đến tao, cả nhà mày sẽ phải chôn cùng. Lâm Đông Cường luống cuống, dưới tình thế cấp bách lập tức nói thân phận của mình ra. Ôi thân phận trâu bò quá, làm tao sợ muốn chết. Quỳnh, răng rắc, Phật Tương Vong ra tay rất nhanh, tất cả mọi người còn chưa nhìn thấy, đã nghe tiếng xương gáy vang lên. Sau đó nhìn thấy Lâm Đông Cường nằm trên đất không đứng dậy được. Chân của tao. A, à, chân của tao. Một phút trước còn huênh hoang thân là thiếu chủ của Hưng Nghĩa Các, lúc này lại nằm kêu rên không ngừng như con chó. Phật Tương Vong nghe theo lời Lý Trạch Vũ phân phó, một tay lôi Quạ Đen, một tay lôi Lâm Đông Cường, ném hai bọn họ ra ngoài cửa như ném gà con. Hết thảy nhìn có vẻ thong thả, nhưng thực ra lại không đến 2 phút. Dù Trần Thanh Tuyết cũng chứng kiến rất nhiều tình cảnh, nhưng vẫn bị chấn động bởi cảnh vừa rồi. Ánh mắt cô đánh giá Lý Trạch Vũ. Khí chất hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng. Đàn ông như vậy khiến người đã từng không thể quên được, vậy nên Trần Thanh Tuyết có thể khẳng định mình chưa từng gặp đối phương. Anh là ai? Trần Thanh Tuyết cảnh giác hỏi. Khụ khụ, nghe cho rõ, thiếu gia chúng tôi. Khiêm tốn. Cẩu Phú Quý đang định nói thân phận của Lý Trạch Vũ, thì lại bị người phía sau quát bảo ngừng. Lý Trạch Vũ cực kỳ tiêu sái đi đến trước mặt Trần Thanh Tuyết, hắn nghiêm mặt nói, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lý Trạch Vũ, nếu cô là Trần Thanh Tuyết, vậy tôi đây chính là vị hôn phu của cô. Vị hôn phu, ba chữ này như một quả bom cực kỳ có sức tàn phá, khiến xung quanh ổ lên. Tổng giám đốc có vị hôn phu. Mặc dù tôi rất thích anh đẹp trai kia, nhưng không thể không nói, tổng giám đốc và anh ấy rất xứng đôi. Đúng vậy, hai người bọn họ quả thật là trai tài gái sắc. Nhân viên vây xem châu đầu ghé tai lại bàn tán. Anh đuổi giúp tôi một con ruồi bọ đáng ghét, mặc dù tôi rất cảm kích, nhưng làm phiền anh tôn trọng một chút, không cần nói hưu nói vượn. Mặt Trần Thanh Tuyết hiếm khi đỏ ửng. Trước không đề cập đến chuyện cô hoàn toàn không biết mình có vị hôn phu, cho dù có, chẳng lẽ cô còn không biết vị hôn phu của mình sao? Trong nháy mắt, cô kết luận đây là phương thức theo đuổi mới. Giọng điệu cũng vô thức khôi phục sự lạnh lùng. Cô không biết tôi là vị hôn phu của cô. Lý Trạch Vũ thấy cô không giống giả vờ, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Địa chỉ đúng, tên cũng đúng, ông Cố và lão Lý không có khả năng đùa giỡn hắn. Trần Thanh Tuyết không tiếp tục đề tài này nữa, cô nói, tôi cho rằng anh không phải người bình thường, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh, Lâm Đông Cường kia không phải người dễ chọc. Nói xong, cô lấy một tờ chỉ phiếu trong túi ra, điền một giấy số. Sau đó đưa cho Lý Trạch Vũ, anh cầm lấy số tiền này, hãy rời khỏi Tuyên Thành ngay lập tức. Lý Trạch Vũ cũng không nhận lấy chi phiếu, hắn vẫy tay bảo Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong rời đi. Hắn muốn làm rõ ràng có phải mình tìm nhầm người không.
Trần Thanh Tuyết thấy cảnh đó, vẻ mặt cô trở nên phức tạp. Một lát sau, khi ba người Lý Trạch Vũ vừa đi ra khỏi tòa nhà, lập tức có hai mươi mấy người mặc Âu phục, người nào cũng hung dữ vây quanh bọn họ. Danh con, nói cho tao biết bây giờ mày muốn chết như thế nào. Lâm Đông Cường được hai người đỡ. Trong vài phút ngắn ngủi, gã ta đã tập hợp được một đoàn đến đây, hơn nữa còn cố nhịn đau không đi bệnh viện, chỉ vì muốn tự báo thù rửa hận. Thiếu gia đừng sợ, em và Phú Quý có thể giải quyết được đám tép siêu này. Vật Tương Vong vỗ ngực Trần An nói. Cậu Phú Quý cũng gật đầu phụ họa, cho bọn em 10 phút là đủ rồi. Lý Trạch Vũ liếc hai người họ, hắn bĩu môi nói, tôi sợ hãi khi nào. Thiếu gia đây rất mạnh đó, có tin tôi dùng một quyền là có thể giải quyết đám nhãi con này không? Nghe vậy, cậu Phú Quý và Vật Tương Vong nhìn nhau, ánh mắt hai người đều nói. Hình như tài ba hoa của thiếu gia có tiến bộ rồi. Hiển nhiên cậu Phú Quý và Vật Tương Vong không để lời Lý Trạch Vũ trong lòng. Ngay sau đó, hai người nhảy lên, giống như hai con mãnh hổ trên núi nhảy vồ vào đàn cừu. A, ôi, mỗi lần cậu Phú Quý và Vật Tương Vong ra tay đều sẽ có một tên mặc đồ đen ngã xuống, tiếng kêu rên vang vọng. Vẻ mặt Lâm Đông Cường cứng đờ, gã ta dần lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Trạch Vũ thì lại ngồi xuống ghế đá bên ven đường, chân bắt chéo. Miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ. Chỉ trong vài phút, mấy chục thành viên của Hưng Nghĩa Các đều nằm liệt trên mặt đất, 7-8 người còn lại không hẹn mà cùng lùi về phía sau, không ai dám tiến lên. Thiếu chủ, hai tên này có vẻ là võ giả, hay là chúng ta đi trước đi? Một gã tóc vàng lo lắng nhắc nhở. Lâm Đồng Cường gật đầu, đi mau. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng còi báo động truyền đến. 4-5 xe của phòng pháp phụ lần lượt dừng lại. Hơn chục nhân viên pháp phụ xuống xe. Tất cả dừng tay cho tôi, ôm đầu ngồi xuống đất. Đội trưởng lớn tiếng quát. Cùng lúc đó, Trần Thanh Tuyết vội vàng chạy ra, cô thấy người của phòng pháp phụ đã đuổi tới thì thở phào. Rõ ràng là cô gọi người phòng pháp phụ đến, bởi vì lo lắng cho sự an toàn của ba người Lý Trạch Vũ. Mấy anh không sao chứ? Trần Thanh Tuyết đi đến bên cạnh Lý Trạch Vũ, vẻ mặt quan tâm. Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn bâng quơ nói. Tôi có thể có chuyện gì được. Đội trưởng Phùng, anh đến đúng lúc lắm. Bọn họ bẻ gấy chân tôi, anh mau bắt bọn họ lại. Lâm Đông Cường nhìn thấy người của phòng pháp phụ thì không sợ hãi, ngược lại gã ta còn thở phào nhẹ nhõm. Phùng Thương nhìn Lâm Đông Cường không thể đứng thẳng được, anh ta có hơi khó tin. Ở Tuyên Thành vậy mà lại có người dám ra tay với thiếu chủ Hưng Nghĩa Các. Đội trưởng Phùng, chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Trần Thanh Tuyết chỉ vào Lâm Đông Cường, cô giải thích, rõ ràng là gã ta tập hợp mấy chục tên đàn em gây bất lợi cho bạn tôi chỉ là phòng vệ chính đáng. Phùng Thương khoát tay áo, anh ta nói, mấy người không cần nhiều lời, đội trưởng tôi đương nhiên sẽ điều tra rõ chuyện này. Anh ta vừa nói chuyện vừa đi đến trước mặt Lý Trạch Vũ, anh ta nhướng mi hỏi, là anh đánh gãy chân ngài Lâm. Anh không có tư cách nói chuyện với thiếu gia của bọn tôi. Vật Tương Vong nắm tay lại. Gã khí phách nói, đi gọi trưởng phòng pháp phụ đến. Hít, mọi người ở đây đều hít sâu. Mặc dù Phùng Thương là một đội trưởng nhỏ của phòng pháp phụ nhưng dù sao cũng là người của cơ quan, đến Lâm Đông Cường là thiếu chủ của Hưng Nghĩa Các cũng không dám dễ dàng đắc tội. Lý Trạch Vũ đứng dậy, hắn trêu tức nhìn Phùng Thương, anh muốn ra mặt thay cho đám bại hoại kia. Làm phiền anh nói chuyện chú ý một chút. Phùng Thương nhíu mày, anh ta vỗ đồng phục trên người, mạnh mẽ nói. Bọn tôi sẽ không ra mặt thay cho bất cứ ai, chúng tôi chỉ biết xử lý công bằng theo pháp luật. Tốt lắm. Lý Trạch Vũ thản nhiên cười hỏi, một khi đã như vậy, anh còn không mau bắt đám cặn bã kia lại. Chúng tôi biết nên làm như thế nào, không cần người khác dạy. Phùng Thương nói xong, anh ta hạ giọng nói tiếp với Lý Trạch Vũ, cá nhân tôi cho rằng anh đánh rất đúng. Cái tên vô liêm sỉ kia nên bị dạy dỗ. Hưng Nghĩa Các có tiếng xấu ở Tuyên Thành. Nếu không phải không có đầy đủ bằng chứng, phòng pháp phụ đã sớm trừng trị bọn họ. Phùng Thương biết được có người đánh gãy chân Lâm Đông Cường, nếu không phải thân phận của mình đặc biệt, anh ta suýt chút nữa vỗ tay khen ngợi. Ừ, mấy anh không làm thất vọng bộ đồng phục trên người. Lý Trạch Vũ vừa lòng khen. Lâm Đông Cường tức giận, gã ta gằn giọng chất vấn, đội trưởng Phùng, chân của tôi bị anh ta đánh gãy, chẳng lẽ anh muốn bao che cho hung thủ sao? Tôi đã nói rồi. Phòng pháp phụ chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, không phải mấy người nói gì là được. Phùng Thương hừ lạnh đáp lại, anh, vẻ mặt Lâm Đông Cường vô cùng giận dữ.
Phùng Thương khoát tay, anh ta nói, dẫn toàn bộ bọn họ về trước đãi. Anh dám động đến thiếu gia của bọn tôi thử xem. Cẩu Phú Quý đứng chắn trước mặt Phùng Thương. Lý Trạch Vũ khoát tay, hắn nói, không có quy củ. Lui ra cho ông đây. À, vâng. Cẩu Phú Quý ngượng ngùng lui sang một bên. Lý Trạch Vũ nhìn Phùng Thương, đội trưởng Phùng đúng không, tôi cũng không muốn làm khó anh, nhưng tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không? Tôi cũng muốn gọi điện thoại. Lâm Đồng Cường không cam lòng yếu thế. Lúc này gã ta muốn cầu cứu cha mình. Phùng Thương im lặng một lát, sau đó anh ta nhíu mày nói, cho mấy người một phút. Lâm Đồng Cường nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho dãy số đầu tiên, rồi nói một tràng dài, sau khi cúp điện thoại, gã ta cười lạnh. Danh con, lát nữa mày sẽ phải khóc, vậy để xem người khóc là ai. Lý Trạch Vũ cong miệng, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Lâm Đồng Cường cười khinh thường. Mặc dù gã ta là một tên quân áo lụa là, nhưng gã ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được Lý Trạch Vũ không phải người bình thường. Nhưng thế thì sao? Nơi này là Tuyên Thành, là sân nhà của Hưng Nghĩa các bọn họ. Cho dù ở nơi khác có là rồng là hổ, nhưng đã tới đây thì cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra, hắn đơn giản nói một câu, phòng pháp vụ Tuyên Thành. Muốn đưa tôi đi, anh giải quyết đi. Phùng Thương thấy hai người đều đã gọi điện xong, anh A vung tay, dẫn hết đi. Nhưng vừa dứt lời, điện thoại anh ta vang lên. Là cấp trên ở phòng pháp vụ gọi đến. Vẻ mặt Lâm Đông Cường không hề sợ hãi, gã ta cười ha ha, đội trưởng Phùng, để anh nói chuyện điện thoại xong thì quyết định lại nhé. Người làm bậy trời đều nhìn thấy, tôi khuyên anh đừng nên quá kiêu ngạo. Phùng Thương nắm chặt hai tay, tiếp theo anh ta ấn bắt máy. Lâm Đông Cường liếc Lý Trạch Vũ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Trân Thanh Tuyết, gã ta chọc tức nói, muốn tôi buông tha cho tên mặt trắng của cô thì buổi tối đến biệt thự tư nhân của tôi tìm tôi. Hầu hạ ông đây thoải mái, nói không chừng ông đây có lòng từ bi sẽ tha cho nó. Trân Thanh Tuyết vô cùng giận dữ, cô đang định mở miệng. Chó cắn cô một miếng, cô cũng không thể cắn lại, dù sao người và súc sinh cũng khác nhau. Lý Trạch Vũ giành trước nói. Trân Thanh Tuyết khẽ gật đầu. An ủi, không cần lo lắng, tôi sẽ không để anh gặp chuyện gì đâu. Mặc dù cô không quen biết Lý Trạch Vũ, nhưng dù sao người ta cũng vì cô nên mới chọc phải Lâm Đông Cường, vậy nên cô không thể mặc kệ được. Tôi xin nhận ý tốt của cô, thế nhưng tôi rất muốn biết, cô thật sự không biết tôi là vị hôn phu của cô sao? Lý Trạch Vũ nghiêm túc hỏi. Tôi không có vị hôn phu, tôi lại càng không quen NHL. Trần Thanh Tuyết không nhịn được khinh thường. Đến lúc nào rồi mà vẫn nghĩ đến chuyện linh ta linh tinh. Phùng Thương cúp điện thoại rất nhanh. Đội trưởng Phùng, thế nào? Bây giờ vẫn muốn tôi về phòng pháp vụ với anh sao? Lâm Đông Cường cười ha ha hỏi. Phùng Thương không thèm để ý, anh ta liếc nhìn Lý Trạch Vũ đầy thâm ý, sau đó mới xoay người nhìn Lâm Đông Cường, anh ta chỉ vào bọn họ, ra mệnh lệnh, chỉ cần dẫn bọn họ về là được. Diễn trò gì vậy? Vẻ mặt Lâm Đông Cường ngậu ệt ra. Từ khi Lâm Đông Cường bị Phùng Thương dẫn đi, khoảng một lúc lâu sau, Trần Thanh Tuyết mới phản ứng lại. Miệng cô khẽ nhếch lên, đôi mắt mở to, như thể không tin được chuyện này là thật. Anh, rốt cuộc anh là ai? Trần Thanh Tuyết nhìn Lý Trạch Vũ. Ha ha, nói ra thân phận của thiếu gia bọn tôi chỉ sợ sẽ dọa đến cô. Cẩu Phú Quý đắc ý cướp lời. Vẻ mặt Trần Thanh Tuyết càng phức tạp hơn, bởi vì trong lòng cô đã nghiễm nhiên coi Lý Trạch Vũ là người theo đuổi mình. Thẳng thắn mà nói, một Lâm Đông Cường đã đủ khiến cô phiền não, bây giờ lại có người có bối cảnh lớn hơn người trước. Cô thật sự không biết mình có thể thoát được khỏi lòng bàn tay của đối phương không? Kệ đi! Còn hơn tên cặn bã Lâm Đông Cường, nhìn người trước mắt này có vẻ thuận mắt hơn khá nhiều. Suy nghĩ thay đổi nhanh, tâm trạng của Trần Thanh Tuyết cũng bình tĩnh lại, cô nghiêm mặt nói, Ngài Lý, tôi biết anh là nhân vật lớn, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, Trần Thanh Tuyết tôi không thích đàn ông. Cho dù anh là hoàng thái tử cũng vô dụng. Dứt lời, cô xoay người rời đi. Nhưng Lý Trạch Vũ lại giơ chân ra cản đường cô. Anh muốn làm gì? Trần Thanh Tuyết nhướng mày. Lý Trạch Vũ không đáp, hắn hỏi ngược lại, Trần Khánh An là gì của cô? Cái gì? Mặt Trần Thanh Tuyết lạnh đi, cô cảnh giác nói, là ông nội tôi, sao thế? Vậy đúng rồi, Lý Trạch Vũ gật đầu cười. Hắn biết ông cố và lão Lý sẽ không lừa hắn. Hắn nói, đưa tôi đi gặp ông nội cô, đến lúc đó cô sẽ biết tại sao. Trần Thanh Tuyết nghi hoặc, cô
cô đang định nói thì điện thoại bỗng vang lên. Chỉ thấy cô nhanh chóng bắt máy, không nói lời nào, đồng thời trong nháy mắt vẻ mặt trầm xuống. Không phải anh muốn gặp ông nội tôi sao? Đi theo tôi. Trần Thanh Tuyết để lại một câu, cô đi giày cao gót vòng qua Lý Trạch Vũ đi về phía bãi đậu xe, sau đó lên một chiếc Maserati màu xanh. Đi thôi. Lý Trạch Vũ cũng không do dự, hắn bảo Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đi cùng. Ba người lần lượt lên xe, vừa mới đóng cửa xong, Trần Thanh Tuyết đã dậm chân ga. Dọc đường vượt qua 6 cái đèn giao thông, 10 phút sau Maserati dừng tại bệnh viện hàng đầu Tuyên Thành. Bốn người đi vào trong một căn phòng bệnh cao cấp. Một ông lão 70 tuổi nằm trên giường bệnh, mặt đeo bình dưỡng khí, hai mắt nhắm chặt, nhìn tần suất điện tâm đồ đủ để thấy tình trạng cơ thể của ông rất nguy cấp. Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi. Ông nội thế nào? Trần Thanh Tuyết vội vàng hỏi. Là anh. Trần Thanh Giao đang định trả lời, thì lại vô tình nhìn thấy ba người Lý Trạch Vũ đi sau chị gái. Thật là trùng hợp. Lý Trạch Vũ gật đầu cười, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao hắn đã sớm đón được kết quả họ là song sinh. Hai người quen nhau, Trần Thanh Tuyết ngạc nhiên. Trần Thanh Giao gật đầu, cô nói, tối qua trên chuyến bay từ thủ đô về, là vị tiên sinh này đã cứu em. Trần Thanh Tuyết nghe lời này thì như lọt vào trong sương mù, thế nhưng trước mắt cô không có thời gian để quan tâm, cô lo lắng hỏi, mau nói tình huống của ông nội với chị. Ông nội không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ nói chỉ có thể thử thực hiện cách cuối là phẫu thuật ghép gan. Trần Thanh Giao lo lắng nói. Trước đó bệnh viện từng đưa ra đề nghị này, thế nhưng với tuổi và tình trạng sức khỏe của ông nội, tiến hành phẫu thuật là rất mạo hiểm, khả năng cao ông không thể bước xuống bàn mổ, vậy nên mấy ngày nay chỉ có thể áp dụng trị liệu bảo thủ. Trần Thanh Tuyết nhìn ông cụ hô hấp yếu ớt, hốc mắt cô phiếm hồng. Cha mẹ mất sớm, hai chị em bọn họ được một tay ông nội nuôi lớn, tình cảm vốn rất sâu nặng. Tránh ra một chút. Lúc này, một vị bác sĩ mặc áo blau đi đến, dò hỏi, người nhà bệnh nhân đã có quyết định chưa? Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao nhìn nhau, cả hai đều do dự. Bác sĩ thấy vậy không khỏi tiếp tục khuyên nhủ, bệnh nhân chỉ còn cách cuối cùng là phẫu thuật, kéo dài một phút. Đồng hồ thôi cũng sẽ nguy hiểm hơn. Trong nháy mắt, không khí trong phòng bệnh càng nặng nề hơn. Nếu làm phẫu thuật cấy ghép này, chỉ sợ mới đẩy bệnh nhân vào chỗ chết. Lý Trạch Vũ im lặng nửa ngày bỗng mở miệng. Hắn vừa nói vậy, lập tức nhận được ánh mắt của mọi người. Bao gồm cả tên bác sĩ Kiều. Người anh em à, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói lung tung. Bác sĩ cười nhạt. Lý Trạch Vũ khinh thường nhìn anh ta, thế nhưng hắn cũng lười nhiều lời, mà đi thẳng đến trước mặt ông cụ, lấy ra một túi châm nhỏ trên người. Anh muốn là gì? Trần Thanh Tuyết lập tức ngăn cản. Lý Trạch Vũ bình thản nói. Nếu không muốn ông nội cô gặp Diêm Vương thì lập tức tránh ra. Anh biết chữa bệnh, Trần Thanh Giao cũng đi theo tới. Biết một ít. Lý Trạch Vũ bâng quơ nói. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong bên cạnh tôi nhìn cậu nhìn tôi. Phú Quý, thiếu gia lại bắt đầu nói khoác, làm sao đây? Cứ để cho thiếu gia nói đi. Vật Tương Vong tập mãi cũng thành quen, gã nói. Cậu Phú Quý lắc đầu, hắn nói. Nhìn thiếu gia bày ra vẻ chữa bệnh cho ông nội người ta, ngộ nhỡ không chữa được thì sao? Không chữa được thì bồi thường, không cần hoảng. Vật Tương Vong bình tĩnh đáp. Cẩu Phú Quý đồng ý, dáng vẻ nói rất có lý. Vị tiên sinh này, tôi phỏng đoán anh đang nghi ngờ kết quả kiểm tra của bệnh viện chúng tôi. Bác sĩ bất mãn hỏi. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn nói, không phải tôi nghi ngờ, mà là phủ định. Vẻ mặt bác sĩ trở nên xanh mét, anh ta hừ lạnh nói, bệnh viện chúng tôi có thiết bị khám chữa bệnh tiên tiến nhất, kết quả chẩn đoán là thứ anh có thể dùng vài câu là có thể phủ định. Ngay sau đó, anh ta nhìn hai chị em Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao, nhắc nhở, tôi xin nhắc nhở trước, nếu người khác trị liệu, bệnh nhân xảy ra chuyện gì không may, bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Một câu này khiến tim của Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao như treo trên cổ họng. Xảy ra chuyện gì thì ông đây chịu trách nhiệm, Lý Trạch Vũ khi phách nói. Giữa bệnh viện và Lý Trạch Vũ, hễ là người bình thường sẽ đều chọn tin tưởng cái trước. Thế nhưng, anh thật sự có thể chữa khỏi cho ông nội tôi sao? Trần Thanh Giao có vẻ như là người không bình thường. Trần Thanh Tuyết thấy em gái như vậy, cô trừng to hai mắt, Giao, em định làm gì? Chị, hay để anh ấy thử xem, dường như Trần Thanh Giao đã hạ quyết tâm. Bác sĩ rất tức giận.
anh ta lại cảnh cáo, xảy ra chuyện gì bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Ồn ào. Đưa anh ta ra ngoài, trong vòng 10 phút không ai được vào đây. Lý Trạch Vũ phân phó như đinh đóng cột. Vị bác sĩ này, anh muốn tự ra ngoài, hay là để bọn tôi tiễn anh ra ngoài? Cẩu Phú Quý vênh váo hỏi. Khóe miệng bác sĩ giật giật, anh ta bất mãn hét lên, mấy người đừng hối hận. Trần Thanh Tuyết cũng không biết bản thân sao lại thế này, thế nhưng ma xui quỷ khiến cô cũng đi ra khỏi phòng bệnh theo em gái. Giao Giao, em quen người kia như thế nào? Còn có, em dựa vào đâu mà tin tưởng đối phương có thể chữa khỏi cho ông nội? Nếu như tự chấm điểm cho mình, Lý Trạch Vũ cảm thấy mình có thể đạt 99 điểm. Nhiều thêm một điểm thì sợ mình quá kiêu ngạo. Bởi vì ngoại trừ việc không thể sinh con, dường như không có gì là hắn không làm được. Y thuật, đối với hắn mà nói thật sự chỉ là trò con nít. Tục ngữ có câu kim châm độ hồn, ngân châm độ người, có thể nói Trần Khánh An đã bước nửa bước vào cửa tử, ba hồn thì có hai hồn bảy phách thất lạc, ngân châm bình thường đã không còn tác dụng. Chỉ có dùng kim châm. Túi kim ép phẳng, sáu cây kim châm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lý Trạch Vũ, áo của Trần Khánh An bị hắn vén lên. Sáu cây kim châm chia ra đâm vào những huyệt khác nhô. Động tác cực nhanh, làm liền một mạch. Cũng tại ngay lúc này, Trần Thanh Tuyết không thể yên tâm được, mạnh mẽ tông cửa vào bất chấp sự ngăn cản của em gái Trần Thanh Giao. Kỹ thuật của Lý Trạch Vũ giống như ảo ảnh đập vào mi mắt, cô không những không cảm thấy Lý Trạch Vũ rất lợi hại. Trái lại còn cảm thấy rất dọa người. Không phải cô chưa từng nhìn thấy châm cứu chữa bệnh, làm gì có chuyện đâm loạn như vậy. Hoàn toàn xem mạng người như cỏ rác, anh dừng tay, nếu như không phải bị em gái ôm lại thật chặt, ước chừng Trần Thanh Tuyết đã muốn tiến lên liều mạng với Lý Trạch Vũ. So với sự lo âu bất an của hai chị em, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong trố mắt nghẹn họng. Khoảnh khắc kim châm sắp đâm vào cơ thể của Trần Khánh An, tay của Lý Trạch Vũ vận động hết sức mềm mại, kỹ thuật bậc này nhìn phát là biết người lão luyện có kinh nghiệm. Không chỉ có vậy, ở mỗi cây kim châm đâm xuống, đồng thời có một nguồn năng lượng vô hình xuất hiện dưới lòng bàn tay của Lý Trạch Vũ, ngay sau đó lặng lẽ chui vào bên trong cơ thể của Trần Khánh An. Phú Quý, chúng ta không nhìn lầm đó chứ? Vật Tương Vong nuốt nước miếng một cái, tựa như thấy quỷ vào ban ngày. Cẩu Phú Quý ngơ ngác lắc đầu. Lấy khí điều khiển kim, kim đi khí tồn tại. Họ đã từng nhìn thấy kỹ thuật này từ một tên có y thuật lừng danh khi khám nghiệm tử thi của ông Lý mấy năm trước. Hai người chưa bao giờ tưởng tượng được thiếu gia nhà mình mà cũng biết được kỹ thuật thần kỳ này. Trong lòng rung động căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Chị bình tĩnh một chút. Trong lòng Trần Thanh Giao cũng không dám chắc, sở dĩ tin tưởng Lý Trạch Vũ hoàn toàn là vì dựa vào trực giác của phụ nữ. Cũng may mà Lý Trạch Vũ không làm cô thất vọng. 15 phút sau, chỉ nhìn thấy có một luồng khí trắng bốc hơi lên từ cơ thể của Trần Khánh An, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ, môi của ông khẽ động đậy. Trong mắt giật một cái, rõ ràng là có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Trạch Vũ thuận tay gỡ máy thở của ông ra, ngay sau đó dùng một tay đỡ người dậy. Bộp bộp, hai ngón tay giơ lên, chợt đâm mấy cái sau lưng Trần Khánh An. Phụt, Trần Khánh An khạc ra một ngụm máu đen lớn. Ông nội, Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao nhanh chóng tiến lên, một trái một phải bảo vệ Trần Khánh An. Nếu ông nội của tôi xảy ra chuyện bất chắc, tôi sẽ liều mạng với NHTL. Hàm răng của Trần Thanh Tuyết cũng sắp cắn nát, mắt lom lom nhìn về phía Lý Trạch Vũ. Tôi phát hiện cô nói nhảm nhiều thật, Lý Trạch Vũ liếc nhìn cô một cái, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh, bóng người nhanh chóng biến mất giữa. Hành lang. Một cảnh này không khỏi làm Trần Thanh Tuyết nghi ngờ, có phải hắn sợ tội nên lẻn trốn hay không? Nghĩ như vậy, cô không hề nghĩ ngợi mà muốn đuổi theo. Nhưng vào lúc này, chị... Trần Thanh Giao đột nhiên kêu một tiếng. Trần Thanh Tuyết dừng bước xoay người, nhìn thấy Trần Khánh An từ từ mở hai mắt ra, thoạt nhìn mặc dù không có sức, nhưng rõ ràng sắc mặt đã tốt hơn so với trước đó nhiều. Ông nội, ông có sao không ạ? Trần Thanh Tuyết mừng đến chảy nước mắt. Suốt ba ngày, cuối cùng Trần Khánh An cũng tỉnh lại. Trần Khánh An tựa lưng vào vạc giường, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Thanh Tuyết, Thanh Giao, hai đứa không cần lo lắng, ông nội không sao. Không sao là tốt rồi. Hai mắt Trần Thanh Giao đỏ hoe. Tên điên kia vừa đi rồi, bệnh nhân đã được chữa hết. Mắt thấy Lý Trạch Vũ rời đi, bác sĩ đang định bước vào đùa giỡn một phen, nhưng mới nói được nửa câu thì đã ngây người như phỗng. Mẹ nó sao có thể?
nhìn thấy Trần Khánh An đã tỉnh lại, căm của bác sĩ cũng muốn rớt ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết anh ta cũng không dám tin chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà một người sắp chết như Trần Khánh An lại sống lại. Thằng nhóc kia thật sự là thần y sao? Lang băm, cút ra ngoài. Trần Khánh An nổi giận, quát một tiếng. Bác sĩ không còn mặt mũi nào, chỉ có thể ngượng ngùng lui ra khỏi phòng bệnh. Thanh Tuyết, người trẻ tuổi mới vừa rồi đâu? Nhanh chóng tìm cậu ấy trở về. Trần Khánh An nhẹ giọng dặn dò. Mặc dù lúc đầu rơi vào trong hôn mê nhưng thính lực của ông vẫn không biến mất, thế nên vẫn có thể nghe rõ. Từng chữ một trong cuộc đối thoại của mấy người này. Sở dĩ ông có thể trốn về từ cửa chết đều là nhờ có Lý Trạch Vũ. Trần Thanh Tuyết cũng biết mình trách lầm Lý Trạch Vũ, nhất thời không có mặt mũi đi tìm đối phương. Thấy cảnh này, Trần Thanh Giao hiểu lòng người chủ động nói, chị ở lại chăm sóc ông nội đi, em đi tìm anh ấy. Trần Thanh Tuyết khẽ đáp. Trần Thanh Giao gần như là chạy ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo xuống dưới lầu, cuối cùng cũng tìm được bóng người của Lý Trạch Vũ trong sân cỏ. Hẳn là ông nội của cô tỉnh lại rồi. Lý Trạch Vũ ngậm thuốc lá, dáng vẻ thoạt nhìn bất cân đời. Đúng vậy, thật sự rất cảm ơn anh. Trần Thanh Giao cảm kích từ trong thâm tâm, nói. Nếu như tối hôm qua không có Lý Trạch Vũ trượng nghĩa ra tay, sợ rằng cô đã giữ nhiều lành ít, hôm nay còn cứu được ông nội của cô. Đây là hai ân tình cực lớn. Tỉnh lại là được, để ông nội cô nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày sau là có thể xuất viện. Lý Trạch Vũ nhàn nhạt nói. Trần Thanh Giao gật đầu, ngay sau đó hiếu kỳ nói, đúng rồi, sao anh lại ở cùng một chỗ với chị tôi? Chuyện này nói ra rất dài dòng, một trong những mục đích tôi đến Tuyên Thành là để tìm chị của cô. Tìm chị tôi? Phải, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi chính là anh rể của cô. Hả? Trần Thanh Giao trố mắt nghẹn họng. Rơi vào trong sương mù. Cái gì gọi là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì sẽ là anh rể của cô? Vậy nếu như không xuất hiện chuyện bất ngờ thì sao? Lý Trạch Vũ bình thản nói, giữa tôi và chị cô có một mối hôn sự, tôi đến tìm cô ấy chính là để hủy hôn, thế nên trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì mối hôn sự này tôi đã quyết định sẽ rút lui. Đóa hàn mai Trần Thanh Tuyết này quá kiêu ngạo, hắn sợ mình sẽ chết rét. Và lại, quả thật hắn không thể nào tiếp nhận được một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Nhưng trái với mong đợi, tai nạn luôn đến một cách lặng lẽ. Lý Trạch Vũ vừa dứt lời, điện thoại trong túi reo lên. Là Lý Định Quốc gọi tới. Thằng nhóc thối, có phải cháu đi tìm cô con gái nhà họ Trần không? Gặp người ta chưa, có phải là rất đẹp hay không? Có phải cảm thấy động lòng rồi không? Điện thoại vừa kết nối, Lý Định Quốc đã hỏi liên tiếp mấy câu hỏi. Lý Trạch Vũ nhất thời không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu, chỉ có thể nhàn nhạt nói, ngoại hình tạm được, miễn cưỡng lọt vào mắt của cháu, nhưng mà. Không có nhưng mà. Lý Định Quốc ngắt lời như định chém sắt, nói, ông đã điều tra về cô con gái nhà họ Trần rồi, là một cô gái tốt, nếu cháu dám bắt nạt người ta thì quay lại xem ông đây có đánh cháu hay không. Lão Lý, ông không nên hiếp người quá đáng. Lý Trạch Vũ gấp đến nỗi mặt đỏ tới mang tai. Lý Định Quốc hừ một tiếng. Bỗng tăng cao giọng nói. Mối hôn sự này chính là do ông cố của cháu đích thân đồng ý, nếu thằng nhóc nhà cháu dám không vâng lời ý của ông ấy, ông sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà. Đám cưới của nhà họ Diệp và nhà họ Khương vẫn còn một khoảng thời gian nữa, Lý Trạch Vũ vốn định giải quyết cuộc hôn nhân sắp đặt của ông Lý trước nhưng chuyện lại không như mong muốn. Thái độ của Lý Định Quốc kiên định lạ thường, thậm chí còn không tiếc lợi dụng điểm yếu đuổi hắn ra ngoài để uy hiếp người khác. Bà nội nói. Lý Trạch Vũ có chút chết lặng. Chờ đã. Mình không thể lui, nhưng có thể để người ta chủ động lui. Mẹ nó, mình đúng là thông minh phết. Lý Trạch Vũ tự khen mình nhanh trí ở trong lòng. Khụ khụ, Thanh Giao, tôi càng ngày nhìn càng cảm thấy cô rất giống với bạn gái mối tình đầu của tôi. Chưa nói ra lời khiến người kinh sợ thì chết chưa yên. Chợt nghe thấy lời nói trêu chọc của Lý Trạch Vũ, gương mặt nhỏ nhắn của Trần Thanh Giao không khỏi đỏ lên. Anh rể tương lai, anh đừng lấy tôi ra tìm niềm vui. Một tiếng anh rể tương lai khiến Lý Trạch Vũ cảm thấy tê dại, trong lòng thầm nói cô gái nhỏ này thú vị hơn chị gái của mình nhiều. Tôi cũng không đùa giỡn cô, tôi thề, đây đều là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của tôi. Lý Trạch Vũ ngoài mặt thề thốt nhưng trong lòng âm thầm bổ sung một câu, nếu như nói láo nửa câu thì cứ để ông trời phạt tôi đẻ 10 thằng con trai. Anh, Trần Thanh Giao chỉ cảm thấy tim mình loạn nhịp. Dựa vào nhan sắc của cô không hề thiếu người theo đuổi,
ngược lại, đàn ông theo đuổi cô cộng lại có thể tạo thành mấy đội banh. Nhưng cô từ trước đến nay chưa từng có cảm giác này. Động lòng sao? Không được, hắn là chồng sắp cưới của chị gái. Trần Thanh Giao vội vàng trừ khử ý tưởng vô lý trong đầu mình, ép buộc mình tỉnh táo lại, anh rể, ông nội tôi muốn gặp anh. Dứt lời liền trốn đi. Thấy một cảnh này, ánh mắt Lý Trạch Vũ có chút trống rỗng. Hắn vốn định mập mờ với Trần Thanh Giao một chút, để Trần Thanh Tuyết cho rằng hắn là một kẻ đa tình, từ đó chủ động hủy hôn. Nhưng hắn quên mất một vấn đề. Nhớ đâu Trần Thanh Giao yêu hắn thì sao? Dẫu sao trên đời không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được một người đàn ông ưu tú như hắn. Một cặp sinh đôi, chỉ cao ngạo như tuyết, em nhiệt tình như lửa. Kết hợp giữa băng và lửa, khó khăn làm sêu. Khi Lý Trạch Vũ trở về phòng bệnh, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đang hút thuốc trên hành lang. Si, ha, Tương Vong, cậu nói xem thiếu gia học y thuật của ai nhỉ? Đến giờ mà tôi vẫn chưa suy nghĩ ra. Tôi đoán chắc là khi thiếu gia vô tình rơi xuống vách núi, sau đó vừa khéo tìm được một quyển sách y học thượng cổ, từ đó luyện được y thuật vô thượng. Mẹ nó, Lâm tiểu thuyết hả? Cẩu Phú Quý vô cùng khinh bỉ. Vật Tương Vong hừ một tiếng, có biết ăn nói không vậy? Tôi đây là trí tưởng tượng phong phú. Khụ khụ. Hai người đang thì thầm cái gì đó. Lý Trạch Vũ đột nhiên mở miệng. Bộp. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong, thuốc lá trong miệng rụng đầy đất. Thiếu gia, anh xuất hiện lúc nào vậy? Vật Tương Vong kinh ngạc hỏi. Dựa vào thân thủ của gã và Phú Quý thì không thể không phát hiện Lý Trạch Vũ đến gần. Kỳ quái, nhắng nhít, né sang một bên. Lý Trạch Vũ đẩy hai người ra, một mình đi vào phòng bệnh. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ thiếu gia thật sự là tuyệt thế cao thủ? Cẩu Phú Quý run rẩy nói. Vật Tương Vong gật đầu đáp, thiếu gia rơi xuống vách núi, ngoại trừ nhặt được sách y học thượng cổ, nói không chừng còn nhặt được một bộ tâm pháp thần công vô thượng. Bịch! Cẩu Phú Quý tặng cho gã một quả hạt rẻ, tức giận nói, cậu còn đang nằm mơ đúng không? Hắn cũng không tin mấy chuyện vớ vẩn mà Vật Tương Vong nói, rất có thể là do vừa rồi tán gẫu mất tập trung nên không phát hiện ra Lý Trạch Vũ đến gần. Ừ, nhất định là như vậy. Bên trong phòng bệnh, nhìn thấy Lý Trạch Vũ trở lại, Trần Thanh Tuyết có hơi lúng túng, không có cả dũng cảm để nhìn hắn. Trần Khánh An vững chắc mỉm cười, hòa ái nói, cậu trai trẻ, cảm ơn cậu đã ra tay cứu ông già này một mạng. Ông nội Trần quá lời rồi, Lý Trạch Vũ cười ha ha nói. Trần Khánh An là cấp dưới cũ của Lý Viên Sơn, tòng quân cả đời, bảo vệ quốc gia. Về công về tư, ông cụ này đáng để hắn ra tay cứu chứ ổ gọi tôi là ông nội Trần, không biết cậu là. Trần Khánh An không biết thân phận của hắn. Con tên là Lý Trạch Vũ, Lý Viễn Sơn là ông cố của con ồ Lý Trạch Vũ tự tiết lộ thân phận của mình. Chà! Trần Khánh An nghe nói như vậy thì kích động đến nỗi đứng bật dậy, đáng tiếc là bây giờ ông không có sức. Ông nội, ông đừng đứng dậy. Trần Thanh Tuyết tò mò đánh giá Lý Trạch Vũ. Cô cũng không biết ba chữ Lý Viễn Sơn đại diện cho điều gì, thế nên cũng muốn biết tại sao ông nội mình lại kích động đến vậy. Được được được. Trần Khánh An nói ba chữ được liên tiếp, vô cùng kích động nói, không hổ là hậu nhân của cựu chỉ huy, quả nhiên là rông giữa loài người. Nghe thấy ba chữ cựu chỉ huy, Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao nhìn nhau. Hai chị em các cô biết ông nội từng nhập ngũ khi còn trẻ, chẳng qua là sau khi giải ngũ trở về, ông chưa bao giờ nhắc tới chuyện cũ trong quân đội với bất kỳ người nào. Ông nội Trần khách khí rồi. Trần Khánh An càng nhìn càng hài lòng. Trước đó vài ngày, ông cảm thấy sức khỏe của mình không ổn, muốn gặp lại cựu chỉ huy một lần trước khi đi, thế. Nên ông đã một mình đến Hoàng Thành một chuyến. Nào ngờ sau khi Lý Viên Sơn biết được ông có cháu gái thì nói gì mà phải kết thành xui ra với ông. Lòng Trần Khánh An như gương sáng, dựa vào quyền thế hôm nay của nhà họ Lý, cháu trai của cựu chỉ huy muốn cưới kiểu phụ nữ gì mà không được. Sở dĩ nhất định phải cưới nhà ông là vì sợ hai người cháu gái của ông không nơi nương tựa sau khi ông đi. Tâm niệm nơi này, nước mắt của Trần Khánh An trực tuôn trào, ông chỉ Trần Thanh Tuyết rồi giới thiệu, đây là cháu gái lớn của ông, chắc hẳn là con đã biết. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, khóe miệng nâng lên một nụ cười đau khổ. Thanh Tuyết, Trần Khánh An lại chỉ Lý Trạch Vũ giới thiệu, sau này cậu ấy chính là chồng của con, chờ sau khi ông xuất viện sẽ tìm ngày lành tháng tốt để lo liệu hôn sự cho hai đứa. Hả? Trần Thanh Tuyết ngây người như phỗng. Lúc trước nghe thấy Lý Trạch Vũ tự xưng là chồng sắp cưới của mình,
cô còn tưởng rằng đối phương vì muốn theo đuổi cô nên mới tính kế. Người ta đâu có nói láo về tình cảm đâu. Ông nội, con không muốn lấy chồng. Trần Thanh Tuyết có hơi chống cự. Nghe vậy, Trần Khánh An lập tức nghiêm mặt khiển trách, từ xưa tới nay cha mẹ là người mai mối, cha mẹ con không còn ở đây, chẳng lẽ con cũng không nghe lời ông nội nói hay sao? Ông nội, con. Trần Thanh Tuyết không muốn làm ông nội nổi giận nhưng trong lúc nhất thời, cô không tiếp nhận nổi kết quả này. Không thể gả, muôn ngàn lần không thể gả. Lý Trạch Vũ cũng kích động khuyên nhủ, ông nội Trần, chúng con là người trẻ tuổi, yêu đương là phải tự do, ép duyên đã cổ hủ lắm rồi, hơn nữa. Con là một tên vô học, con nhà giàu chỉ biết ăn rồi chờ chết, đứng đầu bảng xếp hạng công tử bột quần là áo lụa của nước Hạ không ai qua mặt được con. Cháu gái của một nhân tài như vậy, một cây củ cải trắng không thể bị con làm hại đâu. Lý Trạch Vũ tự chê trách mình không những không hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn có chút đắc ý. Trần Khánh An nhìn lại hắn, nói một câu chắc chắn, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con cháu của cựu chỉ huy sao lại có thể là một đống bùn nát. Vừa nói, ông vừa nhìn về phía Trần Thanh Tuyết, giọng nói vang vang có lực, con gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, trừ khi con không nhận người ông này là ông nữa. Má nó, ông đây đã không tiếc tự hạ thấp bản thân mình mà ngài còn không chịu thay đổi quyết định là sao? Lý Trạch Vũ có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hạo Đô Minh Nguyên là khu dân cư của người giàu nổi tiếng ở Tuyên Thành. Bên trong có rất nhiều biệt thự tư nhân xa hoa, sắc mặt người đứng đầu Hưng Nghĩa Các Lâm Trung Hổ xanh mét, không nói lời nào. Thậm chí người đàn ông cao lớn để tóc húi cua đứng bên cạnh còn không dám thở mạnh. Lát sau, người của phòng pháp vụ còn chưa thả thiếu ra hay sao? Giọng nói của Lâm Trung Hổ rất trầm, sự tức giận hoàn toàn lộ rõ. Con hắn ta bị người khác đánh gãy chân mà còn bị người của phòng pháp vụ bắt đi, chuyện này không phải chỉ là sự khiêu khích mà còn sỉ nhục. Từ khi nào ba chữ Hưng Nghĩa Các đã không còn đủ sức trấn áp tại Tuyên Thành? Bây giờ bọn họ đang muốn chống đối hắn ta à? Lão gia, phòng pháp vụ sống chết không chịu thả người. Người đàn ông tóc húi cua cẩn thận trả lời. Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Trung Hổ càng nghiêm túc hơn. Dẫu sao hắn ta cũng là một trong 10 doanh nhân đứng đầu Tuyên Thành, theo lý mà nói, trước khi có chứng cứ xác thực thì phòng pháp vụ sẽ không lật bài ngửa với hắn ta. Liên hệ với phó thành chủ Tống cho tôi. Lâm Trung Hổ chợt cảm giác được nguy hiểm. Người đàn ông tóc húi cua nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm số điện thoại rồi đưa tới trước mặt Lâm Trung Hổ. Nếu ông muốn tôi giúp ông cứu con trai ông ra ngoài thì tôi khuyên ông nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói trầm thấp mang theo ý tứ cảnh cáo vang lên. Lâm Trung Hổ lập tức nheo mắt, trầm ngâm nói, Tống phó thành chủ, dù sao tôi cũng là một doanh nhân nổi tiếng ở Tuyên Thành, từng giúp ông lập được rất nhiều thành tích, vậy mà ông định hy sinh tôi hay sao? Gì kịp? Tống Minh cười lạnh và nói, lời nói của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Con trai của ông đã đắc tội với nhân vật lớn rồi. Còn nữa, đừng nhắc đến công ty của ông với tôi, nếu ông cảm thấy Tuyên Thành không tốt thì có thể rời nhà máy tới nơi khác, đừng có mà ra oai trước với tôi. Nói xong, Tống Minh tắt máy trước. Lâm Trung Hổ cũng không nổi giận, bởi vì hắn ta đang suy nghĩ xem người mà ngay cả một phó thành chủ như Tống Minh cũng phải gọi là nhân vật lớn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lễ nào là người đến từ Hoàng Thành? Nghĩ đến đây, trên trán Lâm Trung Hổ đổ mồ hôi lạnh. Tên xúc sinh nhà mình sẽ không xui xẻo đến mức đó chứ. Diều Hâu, lúc nãy cậu nói do thiếu gia đắc tội với một người trẻ tuổi nên mới bị phòng pháp vụ bắt đi đúng không? Dạ phải. Đã điều tra bối cảnh của đối phương chưa? Chưa điều tra, Diều Hâu nơm nớp lo sợ trả lời. Lâm Trung Hổ lạnh mặt rít gào, con mẹ nó, mau đi điều tra. Diều Hâu vội vàng rời đi, nhưng hắn ta chưa đi được mấy bước thì Lâm Trung Hổ bất ngờ đổi ý. Không cần điều tra, cậu mau dẫn tôi đến gặp người kia. Nếu xác định được đối phương là người có thân phận không tầm thường thì việc điều tra chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cùng lúc đó, tại khoa học kỹ thuật Vân Dương, tất cả những nhân viên kỳ cựu trong công ty đều biết tầng 32 là khu vực riêng của chủ tịch, dù là ngày nghỉ hay lúc làm việc Trần Thanh Tuyết đều ở đó, ngoại trừ ông cụ Trần Khánh An thì chưa từng có người đàn ông nào được đặt chân vào nơi ấy. Nhưng hôm nay, quy định này đã bị phá vỡ. Lý Trạch Vũ ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa trông vô cùng nhàn nhã. Uống gì, cà phê hay trà? Hiếm khi Trần Thanh Tuyết lại tỏ ra khách khí như vậy. Dù sao người ta cũng chữa khỏi bệnh của ông nội cô. Không cần, cô ngồi xuống đi,
chúng a tâm sự một lát. Lý Trạch Vũ giơ tay lên mời. Sau vài giây đắn đo, cuối cùng Trần Thanh Tuyết vẫn ngồi xuống vị trí đối diện hắn, thong thả nói, anh muốn trò chuyện với tôi về việc gì? Tâm sự về hôn ước của chúng ta, Lý Trạch Vũ nói thẳng. Nghe vậy, nhịp tim của Triệu Thanh Tuyết đập nhanh hơn nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thường như thường. Là thế này, tôi nghĩ mỗi người nên giữ vững lập trường của bản thân, không nên nghe người ta khuyên vài câu thì lập tức đổi ý, nhất là việc lớn như hôn nhân, cô thấy sao? Lý Trạch Vũ nghiêm túc nói. Trần Thanh Tuyết nhíu mày, cô nói, anh đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng đi. Được, tôi cũng thích nhanh gọn dứt khoát. Lý Trạch Vũ nhếch môi cười nói, tôi biết cô cũng không thích bị ép xuyên, tiếc là người lớn trong hai gia đình của chúng ta đều là người bảo thủ, thế nên chúng ta phải làm hết mọi cách để họ thay đổi suy nghĩ. Anh không muốn cưới tôi? Trần Thanh Tuyết vô thức hỏi một câu như vậy. Câu hỏi của cô làm Lý Trạch Vũ hơi bất ngờ, hắn hỏi ngược lại, cô hy vọng tôi cưới cô sao? Cô đừng quên tôi là một công tử nổi tiếng ăn chơi, cô chỉ tùy tiện tìm một người ở Hoàng Thành hỏi thăm cũng biết tôi không lừa cô, nếu gả cho tôi cô chắc chắn sẽ hối hận. Đôi khi phụ nữ là vậy đấy, lúc người ta càng quan tâm họ thì họ sẽ càng lạnh lùng nhưng nếu không được quan tâm nữa thì họ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trần Thanh Tuyết cũng giống vậy. Từ khi vào đại học cô đã nhận được sự chú ý từ tất cả mọi người, được mọi người vây quanh, số người theo đuổi cô nhiều như cá giết trong sông. Nhưng bây giờ cô lại cảm nhận được sự ghét bỏ từ Lý Trạch Vũ, điều này khiến cô không thể chấp nhận được. Nếu tôi vẫn muốn gả cho anh thì sao? Trần Thanh Tuyết hờn dỗi nói. Chậc, Lý Trạch Vũ giật mình, hắn lập tức phẩy tay ngăn cản, cô hãy bình tĩnh. Lúc nãy tôi mới nói cho cô biết về bản chất của tôi thôi, bây giờ tôi muốn nói thêm cho cô biết rằng tính cách của tôi cũng không tốt lắm. Thậm chí, có khả năng tôi sẽ đánh cả vợ của mình nữa đấy. Cho nên cô đừng kích động. Hắn càng nói, Trần Thanh Tuyết càng bực bội. Việc cô có thể quản lý cả một công ty lớn như khoa học kỹ thuật Vân Dương đã chứng tỏ rằng cô thông minh hơn người bình thường. Vì vậy, cô hoàn toàn hiểu được rõ ràng vì không muốn cưới cô nên Lý Trạch Vũ mới miêu tả bản thân giống như một người đầy rẫy tội ác. Khốn kiếp thật! Hắn cho rằng bản thân là bảo bối thật sao? Bà đây cũng không muốn gả cho hắn đâu. Hai câu này Trần Thanh Tuyết không nói ra, mà cô lại sụ mặt nói, tôi không thể cãi lại lời của ông nội tôi. Cô đùa gì thế? Lý Trạch Vũ nôn nóng, tôi nói nhiều như vậy mà cô còn chưa chịu từ bỏ ý định với tôi ư. Về phía ông nội cô, tôi cho rằng chỉ cần cô cương quyết phản đối hoặc dùng cái chết để uy hiếp ông cụ sẽ đổi ý thôi. Tại sao người dùng cái chết để uy hiếp không phải là anh? Trần Thanh Tuyết chất vấn. Ặc, bởi vì tôi khá sợ chết, Lý Trạch Vũ mặt dày trả lời. Hừ, anh còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không thì mời anh đi cho. Trần Thanh Tuyết lên tiếng đuổi khách. Lý Trạch Vũ bất đắc dĩ đứng dậy từ sofa, lúc đi tới cửa hắn đột nhiên dừng bước, xoay người lại và nói, thật ra. Người tôi thích là em gái của cô, cho nên cô không thể gả cho tôi được. Vậy thì anh hãy nói với ông nội tôi, bảo ông gả em gái của tôi cho anh. Trần Thanh Tuyết tức giận nói. Lý Trạch Vũ lập tức ngậm miệng. Hắn không dám nói như vậy với Trần Khánh An, bởi vì dù nghĩ bằng mông hắn cũng có thể đoán được ông sẽ từ chối. Khốn kiếp! Mắt thấy Lý Trạch Vũ đã bước vào thang máy rời đi, Trần Thanh Tuyết tức tới mức dậm chân. Đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông ghét bỏ như vậy. Tại một nơi khác, sau khi bước ra khỏi tòa nhà của khoa học kỹ thuật Vân Dương, Lý Trạch Vũ vừa ngậm điếu thuốc vào miệng thì mấy chiếc xe Mercedes-Benz đã dừng ngay trước cửa, những người trên xe lần lượt bước xuống. Người đi đầu chính là Lâm Trung Hổ. Mẹ nó, ồn đây đang bực bội mà các người còn dám tới chọc tôi. Lý Trạch Vũ vừa nhìn đã nhận ra đối phương là người của Hưng Nghĩa Các, hắn lập tức giận tím mặt. Thấy vậy, Lâm Trung Hổ vội trấn an, chú em đừng hiểu lầm, tôi đến để nhận lỗi với cậu. Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì còn cần luật pháp làm gì nữa. Và lại ông đây cũng không muốn nhận lời xin lỗi. Lý Trạch Vũ phất tay. Phú quý, tương vong, đánh chết bọn họ cho tôi. Buổi sáng thiếu gia Hưng Nghĩa Các mới bị đánh gãy chân mà buổi chiều người đứng đầu Hưng Nghĩa Các lại bị đánh thành đầu heo. Đây chắc chắn là tin tức lớn gây chấn động Tuyên Thành. Thoáng chốc, tất cả những người có quyền thế ở Tuyên Thành đều ra sức hỏi thăm xem rốt cuộc thần thánh phương nào đã làm ra chuyện này. Ban đêm, tại một phòng tập quyền anh dưới lòng đất ở ngoại ô Tuyên Thành. Trên sàn đấu, trong sự chú ý của tất cả mọi người, một người đàn ông vạm vỡ đi lên sàn đấu và vẫy tay với khán giả xung quanh. Tối nay tôi đã cược 3 triệu tệ rằng Thiết Ngưu sẽ thắng,
nếu gã thừa, đêm nay tôi sẽ phải ngủ trên sân thượng. Yên tâm, tôi cũng cược 5 triệu tệ cho chiến thắng của Thiết Ngưu, tối nay gã tuyệt đối sẽ không thua. Đúng vậy, Thiết Ngưu đã lập được thành tích chiến thắng liên tục 32 lần, còn đối thủ của gã chỉ là một kẻ không có tiếng tăm gì. Tất cả mọi người trong khán phòng đều xì xâm bàn tán với nhau. Ngay sau đó, người khiêu chiến của tối nay đi lên sàn đấu. Người bầy khoảng 30 tuổi, màu da hơi tối, tuy rằng người nói cao khoảng 1m8 nhưng vẫn thấp hơn Thiết Ngưu cao 1m9 khá nhiều. Thoạt nhìn anh ta trông khá bình thường, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ nhìn thấy trong mắt anh ta lộ ra một luồng sát khí. Hoan nghênh người khiêu chiến đêm nay, sói đen, trọng tài đứng trên sàn đấu và nói theo kịch bản. Bấy giờ, ba người Lý Trạch Vũ đang ngồi trên dãy ghế cuối cùng trong khán phòng. Tương Vong, đi mua vé cược 100 triệu sói đen thắng. Lý Trạch Vũ nhàn nhã nói. Đã rõ. Vật Tương Vong lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Mặc dù gã không đánh giá cao người khiêu chiến tên sói đen này nhưng nếu Lý Trạch Vũ đã ra lệnh thì gã sẽ nghe. Theo vô điều kiện, dù thiếu gia nổi tiếng là kẻ phá của nhưng chỉ là 100 triệu thôi mà, thua cũng không sao. So với Vật Tương Vong, Cẩu Phú Quý lại suy nghĩ nhiều hơn, hắn tò mò hỏi, thiếu gia, anh quen người kia à? Anh ta là anh em của tôi. Lý Trạch Vũ cười đáp. Trên sàn đấu, trọng tài xem giờ, báo cáo về số tiền đặt cược cuối cùng trong ngày đã có, vì thế trọng tài thổi còi bắt đầu trận. Đấu dưới sự hối thúc của khán giả. Thật đáng thương khi tối nay người mày phải đối đầu là Tạo. Thiết Ngưu thoải mái bước tới, khinh thường nói, nếu bây giờ mày quỳ xuống dập đầu với Tạo ba cái, Tạo sẽ tha mạng cho mày. Nói nhiều quá. Ánh mắt của sói đen lộ ra sát khí. Giây tiếp theo tại vị trí anh ta vừa đứng chỉ còn lại tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh. Thấy vậy, Thiết Ngưu lập tức nhận ra tối nay bản thân đã gặp được cao thủ nên không dám lơ là nữa. Ngay sau đó, sói đen vốn đứng cách Thiết Ngưu 5 bước đã xuất hiện trước mặt gã. Đi chết đi, Thiết Ngưu giơ chân đá về phía đầu đối phương. Sói đen không né tránh mà thẳng tay đánh ra một quyền, cú đấm này đánh trúng ngay đầu gối của Thiết Ngưu. Răng rắc, tiếng xương bị gãy vang lên. Âm, sói đen tiếp tục đấm một quyền thật mạnh vào đầu Thiết Ngưu, gã còn chưa kịp kêu đau thì đã ngã xuống sàn. Toàn bộ trận đấu chỉ kéo dài khoảng 10 giây, cả khán phòng đều reo hò. Ngay cả trọng tài cũng sững sờ hồi lâu mới giật mình tỉnh táo lại, người chiến thắng là sói đen. Những người cược Thiết Ngưu thắng mặt cắt không còn giọt máu, còn những người cược sói đen thắng thắng. Thịt đang nhảy múa ăn mừng. Phú Quý, thiếu gia thắng tiền rồi, đúng là kỳ tích. Vật Tương Vong khó tin nói. Cẩu Phú Quý cũng sửng sốt. Thiếu gia từ trước đến nay chỉ biết phá của đã khi nào kiếm được tiền đâu. Vài phút sau, sói đen đi vào hậu trường. Không tồi. Một người đàn mập mạp với khuôn mặt hung dữ và mái tóc trải ngược về phía sau xuất hiện sau lưng anh ta. Sói đen không quay đầu mà chỉ hờ hững nói, tôi phải tham gia bao nhiêu trận đấu nữa thì các người mới thả con gái tôi ra. Ông chủ vừa nói với tôi rằng ông ấy muốn anh đi giết một người. Sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, con gái anh sẽ trở về bên cạnh anh. Người đàn ông trung niên mập mạp cười lạnh nói. Nghe vậy, sói đen lập tức quay đầu lại, giết ai? Là người này. Người đàn ông mập mạp vừa nói vừa móc một bức ảnh từ trong ngực ra rồi đưa tới trước mặt sói đen. Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi đã tới rồi. Một giọng nói hài hước bất ngờ vang lên. Người đàn ông trung niên mập mạp nhanh chóng quay đầu lại. Không biết từ khi nào sau lưng ông ta lại xuất hiện ba gã thanh niên. Khoan đã. Ông ta lập tức nhìn lại bức ảnh trước mặt sói đen rồi cẩn thận quan sát chàng trai đứng đầu. Chính là hắn, anh giết hắn là có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người đàn ông trung niên mập mạp kích động ra lệnh. Thế nhưng sói đen từ trước đến nay đều ngoan ngoãn nghe lời lại sững sờ đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Đại đương gia. Lúc này, một người đàn ông máu lạnh như sói đen lại đỏ mắt. Anh ta nghẹn ngào nói. Lý Trạch Vũ nhếch môi cười nói, có người muốn cậu giết tôi. Phịch, ánh mắt sói đen lạnh lẽo, người đàn ông trung niên mập mạp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu đã nở hoa, máu tươi và chất lỏng màu trắng văng tung tóe khắp nơi. Ông ta chết vô cùng khó coi. Sao cậu lại rơi tới bước đường này? Lý Trạch Vũ nhíu mày hỏi. Ái ra, sói đen thở dài, nước mắt lưng tròng. 3 năm trước. Một kẻ quyền thế nào đó đã cường bạo vị hôn thê của anh ta giận dữ vì người đẹp nên đã giết chết cả nhà kẻ đó trong một đêm.
Có một nhân vật lớn đánh giá cao võ công của anh ta nên muốn thu nạp anh ta để sử dụng, vì vậy người đó đã dùng tất cả mọi cách để giữ lại mạng sống của anh ta, nhưng đến cuối cùng sói đen vẫn bị đẩy tới nhà tù chết chóc tại thành phố tội lỗi. Nửa năm trước, dưới sự sắp xếp của Lý Trạch Vũ, sói đen đã an toàn ra tù. Sau khi quay về nước Hạ, anh ta mới biết vị hôn thê vì quá nhớ thương anh ta nên đã lâm bệnh nặng qua đời, có điều vị hôn thê cũng để lại cho anh ta một cô con gái. Nhưng mà, con gái của anh ta đã bị nhân vật lớn kia khống chế. Vì con gái, anh ta mới trở thành con rối trong tay nhân vật lớn kia. Đối phương là ai? Giọng Lý Trạch Vũ lạnh xuống. Hắn nhất định phải giết chết kẻ đó vì dám đối xử với anh em của hắn như vậy. Dù là ông trời cũng không ngăn cản được hắn. Tôi không biết, sói đen âm thầm nắm chặt hai tay. Từ trước đến nay anh ta chỉ được nhìn thấy ảnh chứ chưa từng được gặp tận mặt con gái mình lần nào. Phú Quý, sai phượng vệ đi điều tra. Lý Trạch Vũ dõng đạc nói. Cậu Phú Quý gật đầu rồi một mình rời khỏi hậu trường. Yên tâm đi. Lý Trạch Vũ vỗ vai sói đen và nói, tôi đảm bảo con gái cậu sẽ không sao, hơn nữa. Tôi cũng sẽ giúp cậu lấy đầu đối phương xuống. Năng lực tình báo của phượng vệ dưới trướng nhà họ Lý rất mạnh, không hề thua kém long tổ của chính phủ. Chỉ cần đối phương còn ở nước Hạ thì sẽ không thể trốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Cảm ơn đại đương gia. Sói đen nước mắt rưng rưng nói. Được rồi, một người đàn ông trưởng thành không nên mít ướt như các bà các mẹ như thế, đi uống rượu với tôi nào. Lý Trạch Vũ ôm cổ sói đen kéo anh ta rời đi. Hơn 10 phút sau, tại một quán ăn khuya, Lý Trạch Vũ và sói đen uống rượu cùng nhau. Đại đương gia, cậu quay về từ khi nào vậy? Tôi nhớ lúc trước cậu đã từng nói muốn ở nơi đó đến 30 tuổi mới trở về mà. Sói đen tò mò hỏi. Lý Trạch Vũ đặt ly rượu xuống, hắn thở dài rồi nói, cuộc sống 89 phần đều không thể như ý chúng ta muốn, cho dù tôi muốn như vậy nhưng cũng chẳng thể làm được. Sói đen cực kỳ đồng tình với câu nói này. À phải rồi đại đương gia, cậu tới tìm tôi chắc là có chuyện gì khác nữa đúng không? Thoạt nhìn bề ngoài sói đen là một người thô thiển nhưng thật ra nội tâm anh ta rất tinh tế. Lý Trạch Vũ thoáng trầm ngâm, sau đó hắn nhếch môi cười nói, đúng là có việc cần cậu giúp. Sói đen nhíu mày nói, đại đương gia, nếu cậu thật lòng xem tôi là anh em thì không nên khách sáo như vậy. Được rồi, tôi cũng không màu mè nữa, cậu hãy đi bắt một người giúp tôi. Lý Trạch Vũ cười nói, nếu người anh họ Lý Tu đã vô tình không nhận người thân thì cũng đừng trách hắn vì đại nghĩa diệt thân. Đêm đã khuya, Lý Tu mua say trở về, mới vừa vào cửa thì phát hiện có một người đàn ông trung niên chờ đợi đã lâu. Chát thấy người đến. Lý Tu tỉnh táo lại không ít từ men say. Lý Tông Bình gõ ngón tay lên bàn trà nhỏ, trong miệng nặn ra một chữ, ngồi. Lý Tu như đi trên băng mỏng, ngồi nghiêm chỉnh ở một bên. Con bây giờ càng ngày càng buông thả mình nhỉ. Lý Tông Bình hơi bất mãn. Lý Tu đối mặt với chỉ trích không dám thở chút nào, nơm nớp lo sợ nói, cha, duy trì quan hệ đôi khi gặp dịp cần phải diễn trò, đây là điều mà cha đã dạy con. Đúng thật là cha đã dạy con như vậy, nhưng cũng phải nhìn xem tình huống. Lý Tông Bình nói đến đây thì đột nhiên tăng cao giọng nói, chẳng lẽ con không biết thằng em họ tốt của con đã trở lại? Con biết. Trong lúc vô thức, trán của Lý Tu toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Đối mặt với cha mình, có lúc anh ta cảm thấy áp lực còn lớn hơn cả khi đối mặt với Lý Định Quốc. Cha, thật ra con cảm thấy ông và bác đối xử với chúng a cũng không tệ, chúng ta như bây giờ cũng rất tốt. Dầm. Lý Tu còn chưa dứt lời, Lý Tông Bình đã giận dữ đập bàn mắng, vô liêm sỉ, con người luôn bước lên cao, cũng như nước luôn chảy vào chỗ chúng, sao mày lại không ôm chí lớn như thế? Lý Tu khẽ cúi đầu, không dám đáp lại. Lý Tông Bình liếc nhìn con trai một cái, trầm ngâm nói, Tu Nhi, nếu như năm đó không có ông của con liều mình cứu giúp thì lão già Lý Viễn Sơn kia làm sao có thể có được ngày hôm nay? Nghe thấy lời này, Lý Tu dần dần có chút bất bình giận dữ. Năm đó Lý Viễn Sơn và ông của anh ta cùng nhau chinh chiến xa trường, vì nước Hạ mới mà tạo ra chiến công hiển hách. Đáng tiếc trong chiến dịch cuối cùng để bình định thiên hạ, ông của anh ta vì bảo vệ cho Lý Viễn Sơn mà hy sinh. Nếu không phải như vậy, cha con bọn họ hiện giờ làm sao có thể lưu lạc làm dòng thứ. Tất cả mọi thứ ở nhà họ Lý đều là của chúng ta, trong lòng con không cần cảm thấy có bất kỳ gánh nặng gì. Lý Tông Bình thành khẩn nói, giạt, Lý Tu nắm chặt hai quả đấm. Không cam lòng nói, đồ thuộc về chúng ta, con nhất định sẽ tự mình giành trở lại. Thấy vậy,
Lý Tông Bình hài lòng nói, ừ, thật ra thằng nhóc kia trở về bây giờ cũng không phải là chuyện xấu. Hả, cha, ý của cha là? Lý Tu Hoài nghi không hiểu. Lý Tông Bình châm một điếu thuốc, rít vài hơi, hiện giờ hôn lễ giữa nhà họ Diệp và nhà họ Khương sắp diễn ra, thằng nhóc kia đột nhiên xuất hiện vào lúc này, khặc khặc khặc. Nói đến đây, gã không nhịn được cười âm hiểm mấy tiếng. Vẻ mặt Lý Tu vô cùng kinh ngạc nói, năm đó nhà họ Diệp nhận được nhiều lợi ích từ nhà họ Lý chúng ta, chẳng lẽ họ còn có thể lật lọng? Cha không nói nhà họ Diệp, mà là nhà họ Khương. Lý Tông Bình cười lạnh nói, ông cụ nhà họ Khương kia vì có thể làm chủ hoàng thành mà không tiếc để đứa cháu đích tôn cưới ả đàn bà hư đốn của nhà họ Diệp. Lý Trạch Phú trở về lúc này chẳng khác nào rắc muối lên vết thương của nhà họ Khương, có lẽ ngoài mặt họ không dám làm gì cả, nhưng sau lưng thì chưa chắc. Lý Tu bày ra dáng vẻ, hóa ra là vậy, đột nhiên lại có chút không hiểu hỏi, nhà họ Khương không có gan ra tay tàn nhẫn với người em họ đó của con, dẫu sao họ cũng không gánh nổi lửa giận của lão già bất tử Lý Viễn Sơn đó. Chuyện này thì cần chúng ta châm thêm một cây đuốc nữa. Khi Lý Tông Bình nói chuyện, ánh mắt lóe lên một tia tàn bạo. Chỉ cần ra tay giết chết Lý Trạch Vũ vào thời khắc mấu chốt là có thể giá họa lên trên đầu nhà họ Khương. Vậy thì đứa con trai đầu tiên cũng có thể hợp lẽ trở thành người thừa kế. Một mũi tên trúng hai con chim. Biết chuyện này nên làm thế nào rồi chứ? Lý Tông Bình nheo đôi mắt lại. Gương mặt của Lý Tu căng thẳng, gật đầu nói, biết rồi. Trước khi Lý Tông Bình rời đi còn vỗ một cái lên bả vai của con trai, tin tưởng cha, trong tương lai con sẽ là người đứng đầu gia tộc giàu có nhất nước Hạ. Người đứng đầu gia tộc giàu có nhất. Cơn say trên người Lý Tu đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sự phấn khích tiềm ẩn. Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp. Quyền lợi, tài sản, phụ nữ, đứng trên đỉnh thế giới. Hừ! Trong lúc mơ hồ, Lý Tu cảm giác giống như có người đang chăm chú nhìn mình. Không đúng, cha đã đi rồi, người làm cũng đã sớm nghỉ ngơi. Lý Tu chợt ngẩng đầu nhìn về phía sau, dưới ánh sáng sáng ngời bất ngờ có một người đàn ông đang đứng. Cậu là... Lý Tu mới vừa mở miệng, người nọ đã tung người vọt đến bên cạnh anh ta, ngay sau đó là bàn tay bổ một nhát. Cùng lúc đó, tại Tuyên Thành, Tổng đàn Hưng Nghĩa Các. Đầu của Lâm Trung Hổ bị băng bó thành một cái bánh trưng lớn, trong ánh mắt thâm trầm tỏa ra cơn giận dữ ngút trời. Hắn ta nằm mơ cũng không ngờ có một ngày sẽ bị người ta đánh thành cái đầu heo. Không chỉ có vậy. Bởi vì hai chân của con trai hắn ta không được chữa trị kịp thời mà nửa đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Đi ẩu hâu, liên lạc với thập tuyệt môn cho tôi. Chỉ cần họ có thể giết chết được thằng con hoang đó, tôi nguyện ý trả 100 triệu thù lao. Trong mắt Lâm Trung Hổ lóe lên tia dữ tợn, dặn dò nói. Thập tuyệt môn, tổ chức sát thủ đứng đầu nước Hạ, bên trong hàng ngũ có rất nhiều sát thủ hàng đầu. Một khi bị tổ chức này để mắt tới, cho dù là những tông sư võ giả thì cũng khó mà thoát thân. Điều quan trọng nhất, thập tuyệt môn vĩnh viễn sẽ không bán đứng thông tin của người thuê. Thế nên Lâm Trung Hổ không cần lo lắng sau khi Lý Trạch Vũ chết, thế lực đứng sau lưng đối phương sẽ tra ra được đầu của mình. Cha, con nhất định phải cưới được Trần Thanh Tuyết, còn có. Em gái của cô ta cũng không thể bỏ cua. Lâm Đông Cường điên cuồng gầm thét. Lâm Trung Hổ gật đầu trấn an nói, con yên tâm. Chỉ cần không có tai nạn bất ngờ xảy ra, tập đoàn Thanh Dương của ông ngoại con đã đánh lén khoa học kỹ thuật Vân Dương của nhà họ Trần trên thị trường chứng khoán, ha ha ha. Tập đoàn Thanh Dương có giá trị thị trường hơn 100 tỷ đồng, là tập đoàn lớn nhất khu vực Giang Đông. Mặc dù khoa học kỹ thuật Vân Dương là một trong 10 xí nghiệp hàng đầu ở Tuyên Thành, nhưng ở trước mặt tập đoàn Thanh Dương vẫn không đáng kể. Lâm Đông Dương tin chắc nhiều nhất cũng chỉ cần 3 ngày nữa là khoa học kỹ thuật Vân Dương sẽ hoàn toàn mất. Giá trị, trở thành vật trong túi của hai cha con họ. Tương vong, tại sao trên đời này luôn có người thích nằm mơ ban ngày nhỉ? Ban ngày, chắc là do khá thoải mái đó. Hai âm thanh liên tiếp vang lên. Ai đó? Diều Hâu giật mình. Ba người nghe tiếng động đều đồng thời nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai thanh niên xa lạ chẳng biết đã xuất hiện ở bên. Trong biệt thự từ lúc nào? Vật Tương Vong nhún vai một cái, nói, ban ngày tôi ra tay rồi. Bây giờ đến lượt cậu đó. Cũng được, cậu Phú Quý dí dỏm nhìn chằm chằm Diều Hâu, nói, Diều Hâu này mạnh hơn quả đen lúc sáng một chút, đáng cho tôi ra tay. Diều Hâu đánh hơi được mùi nguy hiểm, lập tức cảnh giác. Lâm Trung Hổ cũng không phải kẻ ngu,
lập tức gọi thuộc hạ ở bên ngoài tiến vào hộ tống hắn ta. Xoẹt xoẹt xuất, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, ít nhất phải có tới 60-70 thành viên của Hưng Nghĩa các lục tục chạy tới. Phật Tương Vong chặn cửa lại một mình, rất có khí thế, một người giữ cửa quan, vạn người không mở được. Một bên khác, Diều Hâu tích lũy sức mạnh và chờ thời cơ để hành động, trực giác trong lòng hắn ta nhắc nhở hắn ta không được phép khinh thường người trước mắt này. Sự thật đúng là vậy. Cẩu Phú Quý chỉ nâng lên một quả đấm, trêu đùa, một đấm này của tao có 20 năm công lực, không biết mày có chặn nó lại được hay không? Vừa dứt lời, toàn thân hắn như mũi tên rời cung, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác giận sôi. Sáng sớm hôm sau, một tin tức chấn động trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ Tuyên Thành. Hưng Nghĩa các bị lật đổ. Với bằng chứng vô cùng xác thực, phòng pháp vụ đã điều động hàng trăm người và bắt giữ hơn 20 thành viên cốt lõi của Hưng Nghĩa các. Hai cha con Lâm Trung Hổ đã bị bắt giam, thứ chờ đợi họ chính là luật pháp xét xử. Bệnh viện hàng đầu Tuyên Thành. Trần Thanh Giao biết được tin tức này thì không khỏi nhảy cẳng lên hoan hô. Khoảng thời gian trước chỉ có cạnh tranh với xí nghiệp Hưng Nghĩa các trên mặt ngoài, sau đó đắc tội với người khác. Thế là, Lâm Trung Hổ đưa ra một tuyên bố ngang ngược yêu cầu khoa học kỹ thuật Vân Dương nhượng 60% cổ phần, nếu không sẽ khiến nhà họ Trần phải trả giá đắt. Bây giờ Hưng Nghĩa các đã ngã xuống, cũng có nghĩa là hai cô không cần lo lắng nữa. Nhóc con, sao con không thử đoán xem tại sao bọn chuột nhắt không được lên bàn tiệc kia lại ngã xuống? Trần Khánh An đột nhiên mở miệng. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt của ông rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, đoán chừng khoảng 2-3 ngày nữa là có thể xuất viện. Trần Thanh Giao ngẩn người, kinh ngạc nói, ông nội, ông muốn nói gì ạ? Con thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không đoán được ý của ông nội sao? Ông nội, ông đang nói, sở dĩ Hưng Nghĩa các ngã xuống là do anh rể tương lai ra tay. Ha ha ha, Trần Khánh An chỉ cười không đáp. Hưng Nghĩa các tốt xấu gì cũng là thế lực cố thủ mười mấy năm ở Tuyên Thành, mà Lý Trạch Vũ mới đến Tuyên Thành được khoảng một ngày. Si, nghĩ tới đây, Trần Thanh Giao không nhìn được hít vào một hơi khí lạnh, tò mò hỏi, ông nội, anh rể tương lai là cháu trai của sếp ông, cuối cùng nhà họ có lai lịch thế nào? Hoàng Thành, nhà họ Lý. Trần Khánh An nghiêm nghị nói. SSS, Trần Thanh Giao lại hít thêm một hơi khí lạnh nữa. Cô thật sự không ngờ Lý Trạch Vũ lại xuất thân từ một gia tộc giàu có nhất nước Hạ. Khoan đất có một người anh rể châu bò như vậy thì chẳng phải là đang nói sau này mình có thể xông pha khắp toàn bộ nước. Hạ Sêu, ông nội, con sẽ bảo hộ Lý tới chăm sóc cho ông, con vào công ty một chuyến đãi. Nội tâm kích động của Trần Thanh Giao không che giấu chút nào, cô chuẩn bị nói tin tức này cho chị gái biết. Trần Khánh An cười nói, con đi đi, không cần lo lắng cho ông nội. Nếu như có chuyện gì thì ông sẽ gọi điện thoại cho con. Nửa giờ sau, khi Trần Thanh Giao đi đến khoa học kỹ thuật Vân Dương thì lập tức cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng. Tất cả nhân viên trong công ty đều luống cuống tay chân, tựa như đang trải qua một trận đại chiến kinh doanh. Thư ký Từ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiến vào thang máy, Trần Thanh Giao đụng phải chị gái thư ký ở đối diện. Phó Tổng Giám đốc Trần. Không biết vì nguyên nhân gì mà tập đoàn Thanh Dương đang không ngừng điên cuồng đánh lén công ty của chúng ta trên thị trường chứng khoán. Những nhà đầu tư bán lẻ đó nhận thấy đà không ổn, trong lúc nhất thời điên cuồng bán tháo cổ phiếu của công ty chúng ta. Đinh đong, cửa thang máy mở ra, thư ký Từ ôm văn kiện dẫn đầu chạy ra ngoài. Trần Thanh Giao cũng tăng nhanh nhịp bước đi đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Vào giờ phút này, Trần Thanh Tuyết đang chau mày, từng cuộc điện thoại lần lượt gọi tới. Trần Thanh Giao không dám làm phiền, lặng lặng ngồi một bên chờ đợi. Cuối cùng, mười mấy phút trôi qua, Trần Thanh Tuyết mới đặt điện thoại xuống, yếu ớt ngồi xuống ghế dựa. Chị, em nhớ hình như tập đoàn Thanh Dương là Lâm Đông Dương. Ừ, Trần Thanh Tuyết gật đầu ngắt lời nói, không cần đoán, nhất định là bởi vì tên khốn kia. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Thanh Giao có hơi mất hết hồn vía. Thư ký Từ vừa mới nói với cô rằng chỉ trong một đêm mà giá trị thị trường của khoa học kỹ thuật Vân Dương đã giảm xuống 1/5. Nếu tình thế của tập đoàn Thanh Dương cứ kéo dài mạnh mẽ thế này thì khoa học kỹ thuật Vân Dương sẽ rơi xuống vực sâu trong vòng chưa đầy 3 ngày nữa. Chị, chúng ta nhất định phải giữ chặt công ty. Đây là do cha mẹ để lại cho chúng ta. Trần Thanh Giao kiên định nói. Trần Thanh Tuyết nhìn em gái một cái, muốn nói lại thôi.
Mặc dù khoa học kỹ thuật Vân Dương phát triển rất nhanh nhưng nó không có một chút sức mạnh nào để chống lại một gã khổng lồ như tập đoàn Thanh Dương. Chị, chúng ta đi tìm anh rể nhờ hỗ trợ đi. Trước mắt Trần Thanh Giao đột nhiên sáng lên. Cái gì? Trần Thanh Tuyết mất một lúc lâu mới phản ứng lại được anh rể trong miệng em gái mình là ai, không khỏi khiển trách, em đừng nói bậy nói bạ được không? Bây giờ chị đã thấy phiền lắm rồi. Nhưng em không có nói nhảm, bây giờ ngoại trừ anh rể ra thì không còn ai có thể giúp được chúng ta nữa. Trần Thanh Giao nói một cách chắc chắn. Vẻ mặt của Trần Thanh Tuyết đông cứng lại, còn chưa nói tên kia có nguyện ý giúp chúng ta hay không, cho dù hắn nguyện ý giúp, có khi cũng là có lòng mà không có sức. Vẫn có thể khẳng định Lý Trạch Vũ không phải là người bình thường, nhưng mà... cho dù bối cảnh của đối phương siêu phàm, chẳng lẽ còn có thể chống lại gã khổng lồ như tập đoàn Thanh? Dương! Anh rể lợi hại lắm, em nghĩ chỉ cần chị mở miệng thì chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối đâu. Trần Thanh Giao nói vô cùng khẳng định. Hắt xì! Ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị ai đó đẩy ra. Chỉ nhìn thấy Lý Trạch Vũ có chút lười biếng đi tới, vừa đi vừa nói. Thanh Tuyết cô nương, tôi cảm thấy cô nhất định phải giữ vững lập trường của mình, ngàn lần không thể xem mối hôn sự này là thật. Thanh Giao cũng ở đây à? Sắc mặt của Lý Trạch Vũ thoáng thay đổi, khẽ mỉm cười, cô ăn cơm chưa? Buổi trưa tôi đến nhà hàng Vân Cẩm đặt bàn, cô có muốn góp mặt không? Nhà hàng Vân Cẩm là nhà hàng tình nhân nổi tiếng ở Tuyên Thành, hai chị em nghe nói như vậy đều biến sắc. Gương mặt nhỏ nhắn của Trần Thanh Giao đỏ lên. Lúng túng nghĩ muốn tìm một cái khe hở rồi chui vào. Mà vẻ mặt của Trần Thanh Tuyết rất cứng nhắc. Dù thế nào đi chăng nữa, Lý Trạch Vũ ít nhất vẫn là vị hôn phu trên bề ngoài của cô, nhưng bây giờ lại ở ngay trước mặt cô dụ dỗ em gái cô. Đúng là đồ không ra gì. Anh rể, anh đến đúng lúc lắm. Để tránh xấu hổ, Trần Thanh Giao đặc biệt cắn răng nhấn mạnh hai chữ anh rể, anh có thể giúp chúng tôi một chút được không? Hừ, nhận ra được cô gái nhỏ có chút bối rối. Lý Trạch Vũ ngơ ngác hỏi, xảy ra chuyện gì? Tập đoàn Thanh Dương đối với công ty chúng tôi. Lúc này Trần Thanh Giao kể lại đầu đuôi toàn bộ sự tình một lần. Mẹ kiếp! Mấy tên đó lại dám bắt nạt cô, đúng là không biết sống chết. Lý Trạch Vũ nhanh chóng bày ra khí thế giận dữ vì người đẹp, ngang ngược nói, yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Anh thật sự sẽ giúp chúng tôi sao? Đột nhiên Trần Thanh Tuyết mở miệng hỏi. Vốn dĩ Lý Trạch Vũ đã lấy điện thoại ra rồi, nghe thấy âm thanh của cô bèn nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, cười ha ha nói, đương nhiên tôi sẽ giúp, có điều cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Trần Thanh Tuyết bật thốt lên hỏi. Hôn sự của hai chúng ta, cô muôn ngàn lần không thể đồng ý. Lý Trạch Vũ thành thật nói. Wow! Sắc mặt của Trần Thanh Tuyết lại một lần nữa biến đổi, cặp mắt to đó dần dần đỏ lên, nước mắt xuất hiện không ngừng. Chỉ cần nhẹ nhàng chớp mắt một cái là nước mắt có thể trào ra khỏi mi mắt. Tên khốn này. Trần Thanh Tuyết quát một tiếng, đứng dậy ra khỏi nơi làm việc. Lý Trạch Vũ gãi đầu một cái, có hơi không hiểu rõ. Anh rể, anh thật quá đáng. Chị tôi là mỹ nữ nổi danh Tuyên Thành, người đàn ông nào nhìn thấy chị ấy mà sẽ không động lòng chứ? Trừ khi người đó không được bình thường. Trần Thanh Giao nói đến đây, giống như nghĩ đến gì đó. Cặp mắt trợn to nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Chẳng lẽ anh rể, không được bình thường. Tầng 32. Trần Thanh Tuyết đứng trước nhà vệ sinh, mặc dù rửa mặt nhưng nước mắt vẫn còn hiện rõ trên mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị người khác chê bai như vậy, hơn nữa còn là một người đàn ông, tự tôn bị đả kích nặng nề. Tên khốn đáng ghét, đàn ông theo đuổi tôi có thể xếp thành hàng từ Tuyên Thành đến Hoàng Thành, anh cho rằng anh rất giỏi sao? Anh không muốn cưới. Bà đây cũng chẳng muốn gả đâu. Không, nếu như anh không muốn cưới, vậy thì tôi càng phải gài. Vào giờ phút này, trong đầu Trần Thanh Tuyết nhớ tới một câu nói. Nếu như hận một người đàn ông, vậy thì phải sinh cho hắn thêm mấy thằng con trêu. Cho hắn mệt chết luôn. Một khi phụ nữ tàn nhẫn thì đúng là rất dọa người, ít nhất Trần Thanh Tuyết cũng bị cái suy nghĩ điên cuồng này của mình làm cho sợ hết hồn. Này, cô có sao không? Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Thân thể mềm mại của Trần Thanh Tuyết khẽ run, xoay người phát hiện Lý Trạch Vũ đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào. Tôi không muốn nhìn thấy anh đi đi. Trần Thanh Tuyết cắn răng quát. Lý Trạch Vũ gãi đầu một cái, nói, tôi cảm thấy cô nên cho tôi một cơ hội giải thích. Tôi không nghe, mời anh lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Bảo vệ?
Lý Trạch Vũ vốn muốn nói, cô cứ gọi đi, dù có gọi rát cổ họng thì cũng vô dụng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tình cảnh hiện tại không thích hợp nói ra những lời đó. Hắn bĩu môi, cố gắng hạ thấp giọng nói, là thế này, tôi thừa nhận cô là một cô gái vô cùng hoàn mỹ, cô xinh đẹp hào phóng, thân thiện, năng lực xuất chúng. Giản lược 3.000 chữ. Nghe hắn lại nhải ca ngợi không ngừng, tâm trạng của Trần Thanh Tuyết mới dần dần chuyển biến tốt, thậm chí cô còn không nhịn được cười một tiếng trong lúc Lý Trạch Vũ phóng đại. Hết giận rồi. Con người Lý Trạch Vũ đảo qua đảo lại. Ai nổi giận với anh, tôi cũng không phải là. Lý Trạch Vũ có hơi không muốn nghe những lời này, vì vậy uyển chuyển đổi đề tài, cô rõ ràng rất ưu tú, nhưng còn tôi. Một anh chàng quần là áo lụa, một con cóc ghẻ như tôi làm sao có thể xứng với một con thiên nga trắng như cô chứ? Phụt! Trần Thanh Tuyết không nhịn được lại cười một tiếng. Cô cho rằng tôi không muốn cưới cô sao? Đừng có nói đùa với tôi nữa, ông đây cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, chẹp, lạc đề rồi, tôi nói thẳng vậy, tôi không cưới cô là vì tôi là một lãng tử, đời này cuối cùng cũng sẽ không ổn định. Sau này kết hôn, tôi không thể ăn chơi đàng điếm nữa, hoàn toàn cách xa một cuộc sống trụy lạc, vậy còn không bằng giết tôi luôn đi. Tôi không muốn vì một cái cây là cô, mặc dù là một cái cây vô cùng xinh đẹp mà từ bỏ cả cánh rừng đâu. Lý Trạch Vũ nói một hơi, miệng cũng sắp khô khát. Nhưng Trần Thanh Tuyết chỉ th một tiếng. Sau này cô có thể bày tỏ thái độ cho ông nội Trần thấy, thề không lấy tôi làm chồng được không? Lý Trạch Vũ đáng thương hỏi. Tại sao lại là tôi? Sao anh không tự nói với người nhà của mình? Trần Thanh Tuyết hỏi ngược lại. Lý Trạch Vũ gãi đầu, nói, tôi không dám. Bởi vì nếu như tôi không cưới cô, ông cụ nhà tôi sẽ thật sự quất chết tôi. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Lý Viễn Sơn rất yêu thương hắn, cầm trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng mà... Tính cách của Lý Viễn Sơn nói một không nói hai, chuyện mà ông đã quyết định thì dù có 9 con trâu cũng không kéo lại được. Ai dám thử không nghe lời xem? Cháu trai cũng đánh. Anh đang cầu xin tôi sao? Trần Thanh Tuyết lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng những ngày qua. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ nhướng mày một cái. Sau này kết hôn. Tôi không thể ăn chơi đàng điếm nữa, hoàn toàn cách xa một cuộc sống trụy lạc, vậy còn không bằng giết tôi luôn đi. Tôi không muốn vì một cái cây là cô, mặc dù là một cái cây vô cùng xinh đẹp mà từ bỏ cả cánh rừng đâu. Lý Trạch Vũ nói một hơi, miệng cũng sắp khô khát. Nhưng Trần Thanh Tuyết chỉ th một tiếng. Sau này cô có thể bày tỏ thái độ cho ông nội Trần thấy, thề không lấy tôi làm chồng được không? Lý Trạch Vũ đáng thương hỏi. Tại sao lại là tôi? Sao anh không tự nói với người nhà của mình? Trần Thanh Tuyết hỏi ngược lại. Lý Trạch Vũ gãi đầu, nói, tôi không dám. Bởi vì nếu như tôi không cưới cô, ông cụ nhà tôi sẽ thật sự quất chết tôi. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Lý Viễn Sơn rất yêu thương hắn, cầm trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng mà... Tính cách của Lý Viễn Sơn nói một không nói hai, chuyện mà ông đã quyết định thì dù có 9 con trâu cũng không kéo lại được. Ai dám thử không nghe lời xem? Cháu trai cũng đánh. Anh đang cầu xin tôi sao? Trần Thanh Tuyết lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng những ngày qua. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ nhướng mày một cái. Hắn từ trước tới nay chưa từng cầu xin người khác, huống chỉ đối phương còn là một người phụ nữ. Khụ khụ, đây không phải là cầu xin, tôi chỉ đang hợp tác với cô mà thôi, chỉ cần cô đồng ý điều kiện với tôi, đừng nói là tập đoàn Thanh Dương. Muốn khoa học kỹ thuật Vân Dương của cô phát triển thành tập đoàn hàng đầu nước Hạ cũng không có vấn đề gì. Lý Trạch Vũ tuét miệng cười nói. Tập đoàn hàng đầu nước Hạ, ồ, Trần Thanh Tuyết khinh miệt cười một tiếng. Hiển nhiên, cô xem lời nói của Lý Trạch Vũ là đang khoác lác. Chị, anh rể thật sự không khoác lác. Đột nhiên Trần Thanh Giao xuất hiện. Cô đã biết thân phận thật sự của Lý Trạch Vũ, thái tử của gia tộc giàu có nhất, thế nên cô có thể khẳng định đối. Phương không phải đang mạnh miệng. Cho dù anh có khoác lác hay không, tôi chỉ muốn biết ban nãy có phải anh đang cầu xin tôi hay không. Trần Thanh Tuyết kiêu ngạo như chim công. Sắc mặt của Lý Trạch Vũ sầm xuống, không vui nói, ông đây cầu xin cô cọng lông, nếu cô dám gả cho tôi, ông đây 3 ngày 2 bữa đều trói cô lại đánh một trận. Anh dám? Cô thử đi. Thử thì thử. Trần Thanh Tuyết trợn to đôi mắt xinh đẹp, dáng vẻ bất chấp tất cả. Con mẹ nó. Dù sao cô cũng quyết tâm muốn gả cho tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử gia pháp nhà họ Lý của tôi một chút. Ô xì, Lý Trạch Vũ đột nhiên ra tay chế trụ hai tay Trần Thanh Tuyết,
ngay sau đó xoay mình ấn người lên bức tường phía sau. Bốp! Một tiếng tát giòn giã vang lên. Trần Thanh Giao ở một bên trợn to cặp mắt, không thể tin mà che cái miệng nhỏ nhắn lại. Bốp bốp! Chỉ thấy Lý Trạch Vũ vung bàn tay đánh lên cái mông của Trần Thanh Tuyết, hết cái này đến cái khác. Hu hu, khốn nạn, hu hiu. Trần Thanh Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Anh rể, anh không thể đối xử với chị tôi như vậy. Trần Thanh Giao hồi phục tinh thần, vội vàng chạy tới can ngăn. Tôi là chồng của chị cô không giúp tôi thì thôi, lại còn dám đi giúp người ngoài. Lý Trạch Vũ tựa như đánh đến mù quáng, mặc kệ tất cả, nhấc chân đè hai cánh tay của Trần Thanh Giao lại, một tay khác lại vỗ thẳng xuống. Bốp bốp. Trong lúc nhất thời, tiếng bốp bốp vang lên không ngừng trong phòng rửa tay, ngoại trừ cái này ra thì còn có tiếng nức nở của hai người phụ nữ. Cũng may không có người ngoài dám lên tầng 32, nếu không nhất định sẽ cho rằng bên trong có một nam hai nữ đang làm chuyện gì đó mờ ám. Hồi lâu sau, anh rể khốn kiếp, hu hu hiu, Lý Trạch Vũ, tôi hận anh, hu hu hiu. Trần Thanh Giao và Trần Thanh Tuyết ôm nhau khóc không ngừng. Hừ, đây chính là kết quả không nghe lời tôi. Sau này phải biết nghe lời, hiểu chưa? Sau khi Lý Trạch Vũ tỉnh táo lại thì không hề có một chút tỉnh ngộ nào, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có hơi áy. Náy! Dù sao hai chị em người ta đều là những cô gái nhỏ nũng nịu, mình làm như vậy thật sự có hơi tàn nhẫn. Đặc biệt là Trần Thanh Giao vô tội nhất. Đứng giữa chị gái và anh rể, người bình thường cũng sẽ chọn giúp chị mình. Đinh đong! Có lẽ là vì chột dạ, Lý Trạch Vũ, sợ tội nên bỏ trốn ấn thang máy. Chị có sao không? Một tay Trần Thanh Giao xoa mông, một tay đỡ Trần Thanh Tuyết lên. Cái tên khốn nạn, chị sẽ không tha cho anh ta. Trần Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Từ trước đến nay không có người nào dám đối xử như thế với hai chị em các cô, vào lúc này, cô đột nhiên có hai ý tưởng đi tìm Lý Trạch Vũ lấy mạng đổi mạng. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ vào thang máy trở lại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, đầu tiên là ngậm một điếu thuốc vào miệng. Ngay sau đó là móc điện thoại ra thuần thục gọi cho dãy số đầu tiên. Tử Ngục Tội Thành, xin hỏi ngài là ai? Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh lạnh như băng. Tôi, Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ lời ít ý nhiều. À, hóa ra là đại đương ra sao? Ngài có gì cần dặn dò? Không phải Mai Hưu tự xưng là thần tài sao? Để ông ta lăn đến nước Hạ gặp tôi trong vòng một ngày. Buổi chiều, Tuyên Thành mưa lớn tầm tã. Trong một phòng tập quyền Anh dưới tầng hầm ở ngoại thành, Lý Tu bị bịt kín mắt bằng vải đen, hai tay hai chân bị trói chặt. Tao là người nhà họ Lý, đi em, rốt cuộc ai cho mày cái gan này, đến cả ông đây mà cũng dám trói. Đợi tao thoát khỏi đây, không chỉ mày phải chết, tất cả người có liên quan đến mày cũng sẽ được chôn cùng với mày. Tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng Lý Tu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hơn nữa còn thể hiện nét ngang ngược rất mượt mà. Sói đen đứng ở một bên vẫn giữ im lặng, rõ ràng không thèm đếm xỉa tới lời hăm dọa của đối phương. Sau một hồi lâu không được đáp lại, Lý Tu không thể giữ vững sự bình tĩnh nữa. Chỉ cần bây giờ mày thả tao ra, tao sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. Giọng điệu của anh ta bắt đầu dịu đi. Sói đen nhổ đầu lọc điếu thuốc trong miệng xuống đất, lạnh lùng nói, mày mà còn ăn nói rông dài, tao không ngại cắt lưỡi mày đâu. Nghe vậy, Lý Tu không khỏi nuốt nước bọt. Nếu mất đi cái lưỡi, không chỉ không thể cảm nhận mùi vị thức ăn mà còn chẳng được hưởng niềm vui thú khi hôn đàn bà con gái. Người anh em à, miễn là cậu thả tôi đi, tôi sẽ ban cho cậu quyền lực tối cao, đứng đầu một thành phố có được không? Tôi là người nhà họ Lý, tôi có khả năng ấy. Lý Tu cố ép bản thân trấn tĩnh lại. Nếu đối phương đã biết thân phận của mình, sao gã còn dám bắt cóc nữa? Điều đó chứng tỏ gã không phải hạng xoàng hay tầm thường gì. Gần như không có thứ gì có thể thỏa mãn được đối phương. Chỉ có quyền lực. Một khi được hưởng thụ đãi ngộ từ thứ này thì khó từ bỏ lắm. Sông sinh quá nhỉ, đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vọng lại. Lý Trạch Vũ tiến vào cùng cậu Phú Quý và Vật Tương Vong. Sói đen lập tức đứng dậy một cách cung kính. Lý Trạch Vũ phất tay với anh ta, tiếp tục giả giọng khàn khàn, chẳng phải ngay cả gia chủ nhà họ Lý cũng chưa chắc nắm được vị trí đứng đầu của một thành phố hay sao? Mày chỉ là con cháu dòng thứ của nhà họ Lý, mày có bản lĩnh này à? Tôi có, chắc chắn có. Lý Tu thề son sắt, không bao lâu nữa tôi sẽ trở thành gia chủ nhà họ Lý, đến lúc ấy tôi sẽ dốc hết toàn lực để nâng đỡ cậu bằng được.
Ha ha, vậy à? Đôi mắt Lý Trạch Vũ lóe lên sát khí. Lý Tu chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, không khỏi rùng mình. Nói miệng không có bằng chứng, mày lấy gì để chứng minh mày sẽ lên làm gia chủ nhà họ Lý? Giọng nói khàn khàn của Lý Trạch Vũ tỏ rõ vẻ khinh thường. Ngâm nghĩ một chốc, trán Lý Tu dần dần túa ra mồ hôi lạnh. Anh ta bỗng ý thức được bản thân mình nhỡ mồm. Vừa rồi, dưới tình thế nguy ngập, anh ta đã sổ tuệt bí mật luôn. Chôn sâu trong lòng vì muốn giữ mạng. Nếu mấy lời này bị đối phương ghi âm lại, anh ta không dám tưởng tượng đến hậu quả sau này. Không bao lâu nữa tôi sẽ trở thành gia chủ nhà họ Lý, đến lúc ấy tôi sẽ dốc hết toàn lực để nâng đỡ cậu bằng được. Lo cái gì thì cái đó sẽ tới, một đoạn ghi âm lặng lẽ vang lên bên tai Lý Tu. Các người là ai? Rốt cuộc các người muốn làm gì? Vả lại, mấy lời nói nhăng nói cuội vừa nãy chỉ là để lừa các người tin tôi mà thôi. Các người cứ tưởng như vậy là có thể uy hiếp tôi hả? Mặt mũi Lý Tu tái nhợt, cố gắng đổi trắng thay đen để che đậy sự hoảng loạn trong lòng. Đột nhiên, xoe xtl miếng vải bịt mắt Lý Tu bị người ta giật xuống. Ngay lập tức, anh ta thấy rõ đám người đứng trước mặt mình. Lúc nhìn thấy Lý Trạch Vũ nhếch mép cười tà, anh ta suýt nữa ngất đi vì sợ. Em họ, sao lại là em? Lý Tu cả kinh. Lý Trạch Vũ vẫn giữ nụ cười, anh họ thân mến của tôi, gặp tôi anh có vui không, có bất ngờ không? Vui con mẹ mày, suýt nữa dọa ông đây chết khiếp. Mặc dù trong lòng chửi tục nhưng Lý Trạch Vũ vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói, em họ, niềm vui bất ngờ của em làm anh giật cả mình. Ha ha ha, anh biết rồi. Chắc hẳn em buồn chán quá nên muốn đùa giỡn anh đúng không? Bị anh nhìn ra mất rồi. Lý Trạch Vũ bĩu môi, bực bội nói, ôi, từ bé đến lớn anh họ đều thông minh hơn tôi, thật sự rất nhàm chán. Hắn vừa nói vừa lấy tay cởi dây trói trên người Lý Tu. Phù! Lý Tu thở phào một tiếng nặng nề, định mở miệng nói. Bụp! Một cú đấm dữ dội thụi trúng bụng anh ta, lập tức khiến anh ta nôn sạch đồ ăn từ đêm qua. Anh thông minh thật đấy, nhưng mà... Lý Trạch Vũ hừ lạnh, nói, đờ mờ, đừng tưởng ông đây là đồ ngu. Lý Tu cố nén cơn khó chịu trên người, giải thích, em họ đừng hiểu lầm mà. Lúc nãy anh nói đùa với em thôi, em tin anh đi, anh luôn trung thành hết mực với em và chú mà. Mẹ kiếp, bớt nói đi, tiếp sau đây tôi hỏi anh đáp, nếu dám lừa tôi, hừ. Lý Trạch Vũ nở nụ cười bất thiện, Lý Tu giơ ba ngón tay lên thề thốt. Anh nhất định sẽ trả lời mọi câu hỏi của em một cách chân thật, tuyệt đối không nói dối nửa lời. Được, tôi hỏi anh, 3 năm trước ai đã sai khiến anh xúi giục tôi đi nhúng chàm Diệp Khuynh Thành? Lý Trạch Vũ nghiêm nghị hỏi. Tuy Lý Tu có chút dã tâm nhưng trí tuệ anh ta không bì kịp với tham vọng đó. Chiêu mượn đao nhà họ Diệp để xử lý hắn nhất định là tác phẩm đến từ kẻ khác. Không có ai xúi anh, lúc ấy anh cũng uống say, nhất thời hồ đồ. Vì vậy mới làm hại em họ. Khiến em họ mắc phải sai lầm lớn. Lý Tu biết Lý Trạch Vũ quay lại chắc chắn sẽ hỏi mình về sự việc năm đó, vậy nên anh ta đã chuẩn bị trước câu trả lời. Thiếu gia, kẻ này không thành thật, chỉ bằng tương vong, cẩu phú quý liếc sang vật tương vong. Dẫu sao Lý Tu cũng là người nhà họ Lý, cho dù anh ta phạm sai lầm cũng không tới phiên hai người họ ra tay. Đó là quy tắc. Lý Trạch Vũ hiểu rõ điều này, vì vậy mới bỏ qua bọn họ. Cố tình để sói đen xuống tay bắt cóc Lý Tu. Đại đương gia, hay là tôi cho gã nếm thử cảm giác bị róc xương? Sói đen chủ động xin đi, xử lý giặc, đừng, chỉ hai chữ lóc xương, cũng khiến Lý Tu kinh hồn bạt vía, vội vàng giải thích, em họ, em tin anh đi, anh thật sự không lừa em. Tin anh, à, Lý Trạch Vũ khẽ phì cười, nhưng ngay sau đó lại chỉ tay về phía ba người cậu phú quý, nói, anh chọn một người trong số họ để đấu tay đôi đi. Nếu thắng thì tôi sẽ tin. Ơi! Lý Tu hơi há miệng, vẻ mặt ngẩn ngơ. Ấy, tôi nhớ ra rồi. Hồi nãy anh bị tôi đấm một cú, đang bị thương. Nghe thế, Lý Tu tưởng Lý Trạch Vũ sẽ đổi ý, không ngờ. Bụp! Lý Trạch Vũ bất thình lình giáng một quyền lên bụng Lý Tu. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Lý Tu run lên, không kìm nổi cơn giận. Lý Trạch Vũ cười ha hả, đáp, anh họ thông minh như vậy. Chẳng lẽ chưa từng nghe âm cộng âm thành dương à? Bây giờ tôi đánh anh tổng cộng 2 đấm, thế là thương tích trên người anh gần như không thành vấn đề nữa rồi. Mẹ nó! Lời giải đáp này không chỉ khiến Lý Tu bất mãn mà cả đám cậu phú quý cũng phải cạn lời.
Lý Tu nén giận, nhìn Lý Trạch Vũ chằm chằm, rất muốn hỏi đối phương học toán từ giáo viên hóa học hay sao. Âm cộng âm thành dương, mà có tác dụng thì bác sĩ trên toàn thế giới ra đê hết rồi, thế gian này không còn bệnh tật gì cả. Anh họ, mau chọn đi. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ, lòng kiên nhẫn của tôi là có hạn. 3 năm không gặp, Lý Tu phát hiện người em họ trước mặt còn thâm hiểm, đề tiện, vô sỉ hơn xưa. Nếu ánh mắt có thể giết người thì anh ta đã hóa kiếp đối phương không ngừng không nghỉ hàng trăm nghìn lần. Tôi đếm đến 3, nếu anh họ không chọn, vậy chứng tỏ anh chột dạ, những lời vừa nói ra đều là dối trái. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ sắp hết kiên nhẫn. Lý Tu giận đến mức cả người run bần bật. Cầu phú quý và vật tương vong được nhà họ Lý Thu nhận từ bé, theo học các bậc thầy võ học, rèn thành bản lĩnh. Bề ngoài họ là đầy tớ của Lý Trạch Vũ nhưng thật ra là vệ sĩ thân cận. Lý Tu là người nhà họ Lý, vì vậy đây không phải là bí mật gì. Còn về sói đen thì khỏi nói, có thể thần không biết quỷ không hay bắt cóc mình từ nhà họ Lý tới đây, đủ để nói rõ bản lĩnh của đối phương cao cường tới mức nào. Kết luận lại, bất kể mình đấu với ai thì mình cũng sẽ nếm trái đắng. Em họ, em không thể làm thế, anh là anh họ em. Chát, Lý Tu muốn chơi bài tình cảm, nói tình nói lý để khuyên nhủ Lý Trạch Vũ, không ngờ chưa kịp nói dứt lời đã bị đối phương cho ăn bạt tai. Anh thật sự nghĩ tôi không dám động vào anh. Ánh mắt Lý Trạch Vũ bỗng trở nên lạnh lẽo, giọng điệu vô tình, 3, 2, 1. Lý Tu bị đánh choáng váng, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Mày không chọn thì tao chọn hộ. Lý Trạch Vũ nhìn 3 người cẩu phú quý, vật tương vong, sói đen một lượt, nói một cách quang minh chính đại, anh họ tôi muốn đấu sâu lâu với 3 người các cậu, chứng tỏ anh ta không coi 3 người các cậu ra gì, vậy thì 3 người phải hợp lại dốc hết sức ứng phó. Rõ, rõ, 3 người đồng thanh đáp, tiếp đó nhìn Lý Tu với ánh mắt thương cảm. Cái đéo gì thế, Lý Tu lập tức tỉnh cả người, khóe miệng không khỏi co giật. Một người anh ta đã không đánh nổi. Thế mà còn cho 3 đấu 1. Tổ sư nó, thế chẳng khác nào giết quách anh ta cho xong. Lý Trạch Vũ, mày đừng khinh người quá đáng. Lý Tu nổi cáu. Nếu được, anh ta thực sự rất muốn đấu tay đôi với Lý Trạch Vũ. Quả thực, anh ta không có gan đấu với 3 người cẩu phú quý, nhưng anh ta tràn đầy lòng tin rằng bản thân đủ sức hạ gục Lý Trạch Vũ kẻ bị ăn mòn bởi rượu chè gái gú. Nếu đám tử tù và tội phạm dã man biết được suy nghĩ này của anh ta, chắc chắn bọn chúng sẽ khen Lý Tu một câu, anh bạn nhỏ, mày gan dạ thật đấy. Bốp, 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 tôi đang bắt chẹt anh đấy, sao nào, không phục thì xông lên đi. Lý Trạch Vũ vung tay vào mặt Lý Tu, sau mấy phát xuống tay, mặt mũi đối phương đã sưng như cái thủ lợn. A An quân tử thà bị giết chứ không chịu nhục, tao liều mạng với mày. Lý Tu mất kiểm soát, nheo mắt, tấn công Lý Trạch Vũ. Phi trồ. Sói đen tung cước đá văng Lý Tu khỏi lôi đài, sau đó anh A cũng nhảy xuống theo Lý Tu. Giữ lại chút hơi tàn. Lý Trạch Vũ hở hững dặn dò. Bịch bịch. Ư, A. Sói đen ra tay rất có chừng mực, chuyên né chỗ hiểm trên người Lý Tu. Những tiếng kêu rên không ngừng vang lên từ sàn phòng tập quyền anh. Liệu chúng ta có tàn nhẫn quá không? Cẩu phú quý lặng lẽ thở dài. Vật tương vong lắc đầu, đáp, tôi không thấy thế. Dù sao kẻ này đã hại thiếu gia mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái kia 3 năm trời. Cẩu phú quý nghe vậy cũng thấy đồng tình, không khỏi hô lớn, anh sói đen, tàn nhẫn thêm chút đi. A, a, đừng đánh nữa sẽ chết người đấy. Em họ, cầu xin em tha cho anh khai. Anh khai là được chứ gì? Lý Tu không đủ ngang ngạnh, ít nhất thì sói đen cho là vậy. Sói đen còn muốn cho đối phương nếm thử phương thức ép cung của mình. Ai dè kẻ này lại chịu đòn kém như vậy? Bịch! Lý Trạch Vũ nhảy khỏi lôi đài, đứng đối diện Lý Tu bị đánh bầm dập, nói đi, ai đã xúi giục anh? Là cha anh. Lúc nói ra những lời này, Lý Tu cảm thấy sức lực trên người đều bị rút cạn, nằm gục dưới đất như một con chó chết. Lý Tông Bình! Lý Trạch Vũ nghe vậy nhưng không bất ngờ lắm, hơn nữa hắn có thể khẳng định ngoại trừ Lý Tông Bình thì vẫn còn những kẻ khác đứng sau. Tuy hai cha con đối phương có quyền thế khá lớn nhưng chắc chắn không có gan dở trò trước mặt ông nội và ông cố nội của hắn. Trừ phi có người chống lưng cho họ. Ngoài cha anh, có phải còn có cả Tân Hạo Nhiên không? Lý Trạch Vũ nheo mắt lại. Lý Tu ngẩn người, tiếp đó gần như buột miệng hỏi ngược lại, sao em biết? Ha ha! Lý Trạch Vũ nhếch mép cười. Tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn.
Mặc dù nhà họ Tần hơi thua kém nhà họ Lý đang như mặt trời ban trưa, nhưng bọn họ cũng là một trong số 6 gia tộc lớn ở Hoàng Thành. Tần Hạo Nhiên vốn có thù oán với hắn, đương nhiên gã sẽ tính kế hãm hại hắn. Và lại, Lý Trạch Vũ có thể đoán ra rằng âm mưu của Tần Hạo Nhiên có lẽ còn nhận được sự ủng hộ từ trưởng bối nhà họ Tần. Chung quy lại, nếu hai nhà Diệp Lý khai chiến với nhau thì nhà họ Tần và ba gia tộc lớn còn lại sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Em họ, bây giờ cậu có thể thả tôi chưa? Tôi thề, tôi sẽ đích thân tới tả tội với hai cụ. Khi ấy dù bị đánh mắng ra sao, thì tôi cũng xịn chịu tất. Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Lý Trạch Vũ, Lý Tu bỗng cảm thấy không rét mà run. Anh ta thực sự không dám đối mặt với Lý Trạch Vũ một giây phút nào, thà rằng quay về nhà họ Lý nhận tội xin chịu phạt còn hơn. Dẫu sao thế hệ người đi trước rất hay niệm tình cũ, dù thế nào thì Lý Viễn Sơn cũng tha cho cha con họ một mạng thôi. Đến xin tội trước mặt ông tôi, cha con nhà anh xứng hả? Lý Trạch Vũ cười lạnh, ngay sau đó hô lớn, lấy ra đây. Nếu Lý Tu chỉ đơn thuần là dở trò với hắn, niệm tình cảm lớn lên cùng nhau từ bé và cùng chảy chung huyết mạch nhà họ Lý, có lẽ hắn sẽ tha mạng cho đối phương. Xong, người này trăm triệu lần đừng nên ăn cây táo rào cây sung. Vậy nên, cha con bọn họ phải chết. Xoạch, sói đen nhanh chóng tìm được một cây đại đao dài chừng 1 mét, hỏi, đại đương gia, hay là để tôi làm? Giết thứ súc sinh này sẽ làm xúc phạm tới địa vị của cậu. Lý Trạch Vũ lắc đầu, đáp. Người nhà họ Lý phạm sai lầm, chỉ có người nhà họ Lý mới có quyền xử tội. Nói đến nước này, sói đen không nói thêm nữa, dâng thanh đao bằng cả hai tay. Em họ, mày muốn làm gì? Mày không thể giết tao, chúng a có chung dòng máu. Phực, Lý Trạch Vũ không cho Lý Tu cơ hội nói tiếp, hắn vung tay chém xuống. Một cái đầu người đầm đìa máu chảy rơi xuống mặt đất. Không lâu trước đó, Lý Tu còn đang ảo tưởng đến viễn cảnh tốt đẹp khi bản thân sẽ trở thành gia chủ, anh ta nghĩ kiểu gì cũng không ngờ giờ khắc này mình sẽ phải chết. Đến chết vẫn không nhắm mắt. Tôi sẽ đưa cha anh tới gặp anh nhanh thôi, anh yên tâm lên đường đi. Lý Trạch Vũ đích thân nhặt chiếc đầu người lên, lấy tay vuốt mắt Lý Tu. Cảnh tượng này có chút sợ người. Ít hầu cẩu phú quý hơi chuyển động, thì thầm, tương vong, 3 năm không gặp, thiếu gia hoàn toàn thay đổi rồi. Cậu đang nói nhảm gì đấy? Vật tương vong liếc nhìn đối phương. Ngày trước, Lý Trạch Vũ là kẻ không dám giết một con gà, thậm chí nhìn thấy máu còn choáng váng khó chịu, vậy mà hôm nay lại tự mình ra tay chém đầu người khác. 3 năm qua thiếu gia đã nếm trải những gì? Câu hỏi này quẩn quanh trong đầu hai người Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong một thời gian dài. Cuộc tấn công của tập đoàn Thanh Dương đối với khoa học kỹ thuật Vân Dương không những không hề yếu đi mà thậm chí còn mạnh tay hơn. Hở ra là đầu tư hàng tỷ vào thị trường chứng khoán khiến tất cả mọi người thấy được thực lực của tập đoàn tài chính lớn. Phòng họp của khoa học kỹ thuật Vân Dương. Mười mấy thành viên cấp cao và hội đồng quản trị tập trung lại, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hoang mang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vài ngày nữa công ty của họ hoặc là sẽ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thanh Dương hoặc là tuyên bố phá sản. Chỉ có 2 kết cục này. Tổng giám đốc, sức khỏe của chủ tịch thế nào rồi? Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest phẳng phiu, đeo chiếc kính gọng vàng lên tiếng. Ông ta tên là Lưu Phong, ngoại trừ nhà họ Trần, ông ta là cổ đông lớn nhất của khoa học kỹ thuật Vân Dương. Trần Thanh Tuyết bình tĩnh nói, cảm ơn chú Lưu đã quan tâm, ông nội tôi sắp được xuất viện rồi. Lưu Phong gật đầu, sau đó đổi chủ đề, nếu chủ tịch không có ở đây, vậy thì có lẽ tôi có tư cách đứng ra dẫn dắt các vị. Ông ta vừa dứt lời, mọi người có mặt dường như đều ngửi thấy mùi âm mưu. Chú Lưu, ông nội tôi từng nói trong thời gian ông không ở công ty, mọi chuyện lớn nhỏ đều sẽ do chị tôi xử lý, chú làm như vậy e là không thích hợp. Trần Thanh Giao bất mãn nói. Lúc này, cô nhất định phải đứng ra ủng hộ chị gái mình. Lưu Phong cười lạnh, năng lực của Tổng Giám đốc như thế nào ai cũng rõ ràng, nhưng tại sao lần này tập đoàn Thanh Dương lại vô cớ tấn công khoa học kỹ thuật Vân Dương? Có lẽ mọi người có mặt ở đây cũng ít nhiều đoán được nội tình. Nói đến đây. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai chị em Trần Thanh Tuyết, nói, vì vậy tiếp theo, tôi đề nghị hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu ra người lãnh đạo mới. Trần Thanh Tuyết không ngốc mà còn rất thông minh, từ trong vài câu nói của Lưu Phong, cô có thể đoán được đối phương đang muốn đoạt quyền. Bộp! Chú Lưu, có phải chú hơi quá đáng rồi không? Trần Thanh Giao đập bàn đứng dậy, nghiêm nghị hỏi, hiện tại,
thay vì nghĩ cách đưa làm thế nào để công ty vượt qua khó khăn thì chú lại đang chia rẽ, xung đột nội bộ. Xin hỏi chú có dụng ý gì? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi này, Lưu Phong vẫn bình tĩnh nói, mọi người đều biết lý do tại sao tập đoàn Thanh Dương lại ra tay với công ty chúng ta. Tôi nghĩ chỉ cần giám đốc giao lại quyền quản lý công ty, tập đoàn Thanh Dương nhất định sẽ dừng lại. Ha ha! Trần Thanh Tuyết im lặng hồi lâu bỗng cười khẽ, tại sao chú Lưu lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ là có người của tập đoàn Thanh Dương đã nói với chú sao? Nghe vậy, trong mắt Lưu Phong hiện lên chút hoảng sợ, sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Trước mắt tập đoàn Thanh Dương đã đầu tư hàng tỷ vào thị trường chứng khoán. Nếu lúc này dừng lại, họ sẽ mất tất cả. Nói đến đây, ánh mắt sắc bén của Trần Thanh Tuyết bắn thẳng về phía Lưu Phong, cô hỏi, chú Lưu, nếu chú là người điều hành tập đoàn Thanh Dương, lúc này chú có dừng lại không? Sẽ không. Hai chữ này hiện lên trong đầu mọi người. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tập đoàn Thanh Dương hùng hục khí thế, rõ ràng là muốn nuốt chửng toàn bộ công nghệ Vân Dương, cho dù không thể nuốt hết thì cũng phải gặm được một miếng thịt lớn từ bọn họ. Không thấy thỏ không thả diều hâu. So với Lưu Phong, rõ ràng lời nói của Trần Thanh Tuyết có sức thuyết phục hơn. Hơn nữa, hội đồng quản trị bỏ phiếu. Ha ha! Trần Thanh Tuyết cười vô cùng tự tin, các người thích bỏ phiếu thì cứ bỏ phiếu, dù sao, ngay từ khi thành lập công ty đã quy định rằng ông nội tôi có quyền phủ quyết cuối cùng. Nói xong cô đứng dậy, định rời đi. Đợi đã! Lưu Phong cũng đứng dậy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông ta. Tổng giám đốc, tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho công ty. Nếu cô không cảm kích thì thôi, vậy thì bây giờ tôi sẽ rút cổ phần. Cô sẽ không có ý kiến gì về chuyện này chứ? Khi nói, trên mặt Lưu Phong hiện lên một nét gian xảo. Khoa học công nghệ Vân Dương hiện đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng. Lúc này Lưu Phong với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao muốn rút cổ phần tương đương với việc khiến công ty trở nên khó khăn hơn. Rất nhiều người nhìn Lưu Phong với ánh mắt tức giận và bất mãn. Tổng giám đốc, tôi thấy giám đốc Lưu nói đúng. Chỉ cần cô giao quyền quản lý của công ty ra, chúng ta có thể đàm phán với tập đoàn Thanh Dương. Đúng vậy, lúc này tôi nghĩ để giám đốc Lưu quản lý công y sẽ thích hợp hơn. Nếu tổng giám đốc không đồng ý, chúng tôi và giám đốc Lưu sẽ cùng nhau rút cổ phần. Lần lượt có thêm hai nam một nữ bày tỏ ý kiến. Rõ ràng bọn họ đã âm thầm về cùng một phe với Lưu Phong. Các người, đúng là thứ ăn cháo đá bát. Trần Thanh Giao tức giận chỉ vào bọn họ. Các người muốn rút cổ phần đúng không? Vậy cứ rút đi, một giọng nói đầy ý cười vang lên. Cạch cạch. Ngay sau đó, cửa phòng họp bị đẩy ra, một thanh niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn bước vào, phía sau là một ông cụ người da trắng. Anh rể. Đôi mắt của Trần Thanh Giao sáng lên. Cô phấn khích đến mức hoàn toàn quên mất việc ngày hôm qua đã bị ai đó đánh đòn. Trần Thanh Tuyết ở bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên, cô không ngờ Lý Trạch Vũ lại xuất hiện vào lúc này. Lý Trạch Vũ nhìn mọi người xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Lưu Phong, nếu thông tin của tôi chính xác, ông sở hữu 10% cổ phần của khoa học kỹ thuật Vân Dương, theo giá trị thị trường hiện tại có trị giá khoảng 1 tỷ 2. Mặc dù Lưu Phong không biết trước mắt là ai, nhưng vẫn gật đầu cười nói. Thông tin của người anh em rất chính xác. Lý Trạch Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người còn lại, cổ phần mà các người nắm giữ cộng lại có lẽ chiếm khoảng 15%. Ba người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cách ăn ý. Lý Trạch Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn ông già da trắng, ông ta hiểu ý, đặt chiếc túi màu đen lên bàn rồi lấy ra một bản tài liệu đã chuẩn bị từ trước. Ký tên đi, tôi mua cổ phần của các người. Lời nói này khiến mọi người sửng sốt. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Vũ với vẻ mặt không thể tin được. Hai mắt Trần Thanh Tuyết trợn tròn, cô dùng tay kéo nhẹ tay áo của Lý Trạch Vũ, anh có biết mình đang làm gì không? Tôi không phải là trẻ con, đương nhiên tôi biết mình đang làm gì. Lý Trạch Vũ nhún vai. Trần Thanh Tuyết muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị em gái Trần Thanh Giao ngăn lại. Chị cứ mặc kệ đi, mọi chuyện cứ giao cho anh rể xử lý. Trần Thanh Giao tự tin khuyên nhủ. Đồng thời nhìn Lý Trạch Vũ với ánh mắt cảm kích và sùng bái. Ha 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 ha! Lưu Phong không khỏi cười lớn. Ba người còn lại cũng cười xem thường, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Người anh em, dựa vào anh mà cũng có thể lấy ra được vài tỷ sao. Lưu Phong cười khinh thường. Theo ông ta thấy, tổng số tiền quần áo trên người Lý Trạch Vũ có lẽ còn không vượt quá 1.000 tệ.
một kẻ như vậy mà dám nói một cách dứt khoát về việc mua cổ phần trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ sao? Có phải xã hội này quá điên rồi không? Vài tỷ à, hình như là được. Dáng vẻ Lý Trạch Vũ không tự tin lắm. Thấy vậy, bốn người Lưu Phong càng cười vui vẻ hơn. Tổng giám đốc, đây không phải là màn kịch mà cô cố ý bày ra để trêu chọc tôi đó chứ? Trong số họ, nữ cổ đông kia chế nhạo hỏi. Lý Trạch Vũ nhếch môi vẻ khinh thường. Cô cũng không phải gái điếm, ai thèm trêu chọc cô. Đối mặt với sự sỉ nhục của Lý Trạch Vũ, nữ cổ đông đột nhiên nổi giận, nhưng không đợi cô ta lên tiếng. Soạt, một tấm màu thẻ vàng xuất hiện trong tay Lý Trạch Vũ, trên đó có khắc hai vật tổ sống động như thật, nhìn vô cùng cao quý. Thẻ Kim Long, một nhân viên cấp cao buột miệng nói. Sao có thể chứ? Nữ cổ đông trước đó đã không còn bình tĩnh được nữa. Thẻ Kim Long đến từ ngân hàng Đại Hạ, cũng là thẻ ngân hàng quý giá nhất ở nước Hạ từ trước đến nay, không gì có thể sánh bằng. Người sở hữu tấm thẻ này có thể rút số tiền lên tới 10 tỷ từ bất kỳ ngân hàng nào ở nước Hải. Là giả, tấm thẻ này nhất định là giả. Lưu Phong cũng không dám tin. Vẻ mặt Lý Trạch Vũ thiếu kiên nhẫn, các ngươi đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, mau chóng ký rồi nhận tiền đi. Được, chỉ cần nhận được tiền, tôi sẽ ký ngay. Lưu Phong lên tiếng. Ba cổ đông còn lại cũng gật đầu đồng tình với thái độ tương tự. Lý Trạch Vũ đưa thẻ ngân hàng cho ông già da trắng phía sau, Mai Hưu, có thể xong trong 5 phút được không? Mai Hưu làm động tác tay, ok, rồi lấy laptop từ trong túi ra. Thao tác vô cùng nhanh chóng. 2 phút sau. Sếp, đã xong rồi. Mai Hưu đưa lại thẻ Kim Long cho Lý Trạch Vũ bằng cả hai tay. Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt, ngoại trừ Trần Thanh Giao, người biết thân phận thực sự của Lý Trạch Vũ. Trần Thanh Tuyết há hốc miệng, bất ngờ đến mức suýt sái quai hàm. Hơn 2 tỷ chứ không chỉ 20 tệ, nói đưa là đưa ư. Hơn nữa, thẻ Kim Long. Lúc này, Lý Trạch Vũ trong lòng cô trở nên cực kỳ thần bí. Trong phòng họp, một bầu không khí im ắng. Si, ha. Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng nói, có thể ký được rồi chứ. Nghe vậy, lúc này đám người Lưu Phong mới định thần lại, nhìn Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt kinh hãi. Người anh em, trả lại tiền cho anh, chúng tôi không bán số cổ phần này nữa. Lưu Phong hối hận. Bởi vì chỉ nội bộ của khoa học kỹ thuật Vân Dương Lục Đục, tập đoàn Thanh Dương sẽ cho họ những lợi ích rất lớn, nếu lúc này bán cổ phần, đối với tập đoàn Thanh Dương, họ sẽ không còn giá trị sử dụng nữa. Không bán thử xem L. Ánh mắt Lý Trạch Vũ lạnh lùng, giọng điệu thể hiện sự uy hiếp rõ ràng. Tôi không bán nữa, lẽ nào cậu dám đánh tôi ư? Nữ cổ đông kiêu ngạo nói. Ha ha, Lý Trạch Vũ cười khẩy. Không phải hắn không biết cách thương hoa tiếc ngọc mà còn tùy vào việc đối phương là ai, nếu là một người phụ nữ khiến hắn chán ghét vậy thì xin lỗi. Bốp! Lý Trạch Vũ tát cô ta một cái, sau đó đưa tay nắm lấy cổ ai nữ cổ đông rồi vặn một cái thật mạnh. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên. A, à, tay của tôi, a! À. Nữ cổ đông lập tức nằm dạp xuống đất như chó chết, rên rỉ thảm thiết. Cảnh tượng bạo lực này khiến tất cả mọi người trong phòng họp sợ hãi. Đặc biệt là đám người Lưu Phong. Anh còn dám đánh người. Giọng Lưu Phong run rẩy. Lý Trạch Vũ rít một hơi thuốc, nhẹ nhàng nói, hậu quả của việc chọc giận tôi, các người cũng đã thấy rồi. Hoặc là ngoan ngoãn ký tên, hoặc là đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cửa này. Mặc dù rất muốn lợi ích của tập đoàn Thanh Dương nhưng so với cái mạng này mọi thứ chỉ là mây mù. Sau khi cân nhắc được mất, Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi ký tên vào thỏa thuận, hai người còn lại nhìn nhau. Sau khi thở dài cũng lần lượt ký tên. Lý Trạch Vũ cầm bản thỏa thuận lên xem qua, hài lòng gật đầu, sau đó đi tới phía nữ cổ đông, ngồi xổm xuống, tay trái còn có thể ký được không? Được, tôi ký được. Nữ cổ đông tóc tai rối bù, vẻ mặt kinh hãi, nhanh chóng dùng tay trái không bị thương của mình ký dòng chữ ngoạch. Ngoạc! Thấy vậy, Trần Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Anh rể thật quyền uy, Trần Thanh Giao vỗ tay khen ngợi. Lý Trạch Vũ mỉm cười với cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sắc mặt Lưu Phong tái nhợt, âm thầm nắm chặt nắm đấm, sau đó xoay người rời đi. Chờ đã, Lý Trạch Vũ đột nhiên hét lớn. Lưu Phong dừng bước, quay người nói, cổ phần đã bán cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Vừa rồi chỉ là giao dịch cổ phần, bây giờ phải từ từ tính sổ với ông. Lý Trạch Vũ cười trêu chọc nói, theo như tôi biết, trong những năm qua,
với tư cách là giám đốc của khoa học kỹ thuật Vân Dương, ông đã đút túi riêng được một khoản. Có phải ông nên giải quyết những vấn đề này trước khi rời đi không? Anh đừng có ngậm máu phun người. Lưu Phong cau mày, kích động nói, nếu anh còn dám vu khống tôi, cẩn thận tôi sẽ kiện anh tội vu khống đó. Ôi, ông muốn kiện tôi ư, tôi sợ quái. Lý Trạch Vũ vẫn cười rất tươi, bình tĩnh lấy USB từ trên người ra đưa cho Trần Thanh Giao, không cần tôi dạy cô phải làm thế nào nữa chứ. Trần Thanh Giao có chút bối rối, Trần Thanh Tuyết ở bên cạnh giật lấy USB, lập tức cắm nó vào máy chiếu. Trong phút chốc, mặt Lưu Phong đột nhiên biến đổi, trong lòng ông ta dâng lên một loại dự cảm không lành. Giám đốc Lưu, tôi đã chuyển nhượng 2 bất động sản ở nước Anh Hoa cho ông hãy nhớ đóng dấu đơn đặt hàng của tháng trước. Yên tâm đi, việc này cứ để tôi lon. Giám đốc Lưu, gần đây chúng ta đừng đi cùng nhau nữa. Chồng em đã nghỉ ngờ rồi. Còn nữa, anh còn hứa cho em làm trưởng phòng hành chính mài. Được rồi em yêu, lát nữa anh sẽ đuổi việc Lục Chính Hằng, ngày mai em sẽ là trưởng phòng hành chính mới. Nào, cởi quần áo ra để anh vui vẻ một chút. Mặc dù hình ảnh trên máy chiếu được làm mờ nhưng mọi người đều có thể nghe rõ giọng của người nói. Lúc này, sắc mặt Lưu Phong tái nhợt, yếu ớt ngồi xuống ghế bành. Ông ta không dám nghĩ đến hậu quả nếu những bằng chứng này được giao cho cơ quan pháp vụ. Lưu Phong, bây giờ chú còn có gì muốn giải thích không? Trần Thanh Tuyết tức giận mắng, ông nội tôi tin tưởng chú như vậy, không ngờ chú lại đối xử với ông ấy như vậy. Tổng giám đốc, tôi sai rồi, Lưu Phong hoảng sợ nói, nể tình tôi đã làm việc cho chủ. Tịch nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, xin hãy tha cho tôi một lần. Trần Thanh Tuyết do dự, có chút mềm lòng. Tuy nhiên, Lý Trạch Vũ ở bên cạnh đã lên tiếng trước, nếu nhận sai có tác dụng thì cần tới pháp luật làm gì. Hắn vừa dứt lời, soạt soạt soạt. 5-6 người mặc đồng phục của cơ quan pháp vụ lần lượt bước vào. Người đứng đầu là Phùng Thương lễ phép gật đầu với Lý Trạch Vũ, sau đó nhìn sang Lưu Phong, ông Lưu, hãy đi cùng tôi một chuyến. Tôi muốn tố cáo, vừa rồi tên này cố ý làm tổn thương người khác, lại còn uy hiếp chúng tôi. Vẻ mặt Lưu Phong hung dữ, nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Vũ. Tất cả là do tên này, nếu không phải tại hắn thì sao mình lại có kết cục như thế này chứ? Nếu đã vậy thì cùng nhau chết đi. Phùng Thương quay lại nhìn Lý Trạch Vũ, rồi bình tĩnh nói, người của bộ phận pháp lý chúng tôi luôn chú ý đến tình hình bên trong và không thấy anh Lý đánh ai cả. Nói rồi anh ta lại nhìn về phía mọi người xung quanh. Mọi người có ai nhìn thấy không? Có thể cùng tôi về cơ quan pháp vụ để phối hợp điều tra. Thái độ của Phùng Thương đã rất rõ ràng, có quan hệ mật thiết với Lý Trạch Vũ. Không ai trong phòng hội nghị dám đứng lên làm chim đầu súng. Cho dù là mấy vị cổ đông cùng một đám với Lưu Phong đều không dám lên tiếng. Đội trưởng Phùng, vừa rồi là do tôi vô tình chật tay, không có ai đánh tôi cãi. Nữ cổ đông nơm nớp lo sợ mở miệng. Ngay khi những lời này được nói ra, Lưu Phong đã hét lên với cô với vẻ hoài nghi, Chu Lệ, con mẹ nó cô điên rồi hả? Ông Lưu, khi nói chuyện xin ông chú ý một chút, vừa nãy tôi vô tình bị chật tay, không liên quan gì với người khác cả. Chu Lệ quăng ra một ánh mắt chán ghét. Người sáng suốt cũng nhìn ra được phòng pháp vụ đang hướng về Lý Trạch Vũ, mà có thể lộ ra loại đồ như thẻ kim long, đại diện cho thân phận tôn quý đã đủ để chứng minh người ta có lai lịch rất lớn. Chính ông muốn chết thì đừng có mà kéo theo bà đây. Dưới ánh mắt của mọi người, Lưu Phong vô cùng không cam lòng bị người của phòng pháp vụ dẫn đi. Chu Lệ và hai vị cổ đông khác cũng xám xịt rời đi. So sánh với Lưu Phong thì chỉ ít bọn họ không cần ăn cơm quốc gia, mà bán cổ phần cho Lý Trạch Vũ chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dù sao ai cũng có thể dự liệu được kết cục của khoa học kỹ thuật Vân Dương, lúc này bán cổ phần ra ngoài tương đương với việc kịp thời cắt lỗ. Bên trong văn phòng tổng giám đốc, Trần Thanh Tuyết phức tạp nhìn Lý Trạch Vũ, nếu như không phải vừa rồi có hành động phía sau thì Phong Ba mâu thuẫn nội bộ không biết làm như thế nào mới lắng xuống được. Chỉ là... Vừa nghĩ tới Lý Trạch Vũ đánh mông mình, cô lại rất muốn báo thù. Chị ngàn vạn lần phải bình tĩnh một chút, chúng ta không đấu lại anh dễ đâu. Trần Thanh Giao thấp giọng nhắc nhở. Em ngậm miệng, Trần Thanh Tuyết ôm hận lườm cô một cái. Cô nhóc chết tiệt không có chút cốt khí nào. Hôm qua khi bị đánh còn trái một câu, phải một câu tên khốn, hôm nay thì cứ anh dễ ơi anh dễ à ngọt xuất vậy đó. Chị à, em đi ra ngoài trước đi. Chị muốn nói chuyện riêng với hắn một chút. Trần Thanh Tuyết ngắt lời nói.
Hắn này tự nhiên là chỉ Lý Trạch Vũ đang ngồi ở trên ghế sofa hít mây nhả khói kia, Trần Thanh Giao liếc mắt nhìn hai người bọn họ một chút rồi lập tức ngượng ngùng rời khỏi văn phòng. Cạch, cánh cửa bị khép lại. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Lý Trạch Vũ cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì một nam hai nữ ở chung một phòng, hình như cũng khiến cho người ta dễ liên tưởng giống như vậy. Tôi cảnh cáo anh, không được đánh chủ ý đến em gái của tôi. Trần Thanh Tuyết dùng giọng điệu rét lạnh cảnh cáo nói, nếu như anh còn dám tổn thương Thanh Giao, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua anh. Chậc chậc, Lý Trạch Vũ liếc mắt đảo qua cô một cái, tức giận nói, lời này của cô. Người không biết còn tưởng rằng tôi đã làm gì bội tình bạc nghĩa với cả hai chị em cô, xin nhờ, anh đây trông có giống loại người đó không? Không phải giống, mà hoàn toàn là loại người đó. Trần Thanh Tuyết liếc mắt, cảnh tượng tối hôm qua chị em hai người bị đánh đòn còn rõ mồn một trước mắt, trong lúc nhất thời cô vừa thẹn vừa giận. Khụ khụ, dường như Lý Trạch Vũ cũng nhớ tới hành vi cầm thú của mình, không khỏi nói sang chuyện khác, nói đi, cô muốn nói chuyện gì với tôi? Hừ. Trần Thanh Tuyết chép miệng, nói, tôi là người ân oán rõ ràng, chuyện của công ty cảm ơn anh. Không cần thiết. Lý Trạch Vũ xua tay, ngắt lời nói, tôi chỉ xem trọng tương lai của khoa học kỹ thuật Vân Dương, lại vừa vặn có người muốn bán cổ phần ra, vậy có lý do gì mà tôi lại không mua đây? Hả? Trần Thanh Tuyết nghe lời này thì giật mình. Khoa học kỹ thuật Vân Dương còn có tương lai, phá sản chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cổ đông người ta đã không chờ nổi mà vội bỏ chạy, chỉ có người cái gì cũng đều không hiểu, tục xưng đồ đần mới mua cổ phần khoa học kỹ thuật Vân Dương ở thời điểm này. Cô không nói tôi cũng quên mất, hiện tại tôi là đại cổ đông của khoa học kỹ thuật Vân Dương đấy, có chức vị nào thích hợp sắp xếp cho tôi một chút không? Lý Trạch Vũ bình tĩnh hỏi. Trần Thanh Tuyết lần nữa khẽ giật mình, nói, anh còn định đi làm. Lý Trạch Vũ gãi đầu một cái, hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Hừ, Trần Thanh Tuyết cũng sẽ không tin chuyện ma quỷ của đối phương, thế là thuận miệng qua loa nói, tổ bảo vệ thiếu một cái đội trưởng, nếu anh có hứng thú thì tôi có thể tự mình xử lý thủ tục nhậm chức cho anh. Tổ bảo vệ, nghe cô nói vậy, khóe miệng Lý Trạch Vũ co quắp mấy lần, dùng tay chỉ cái mũi của mình, cô nói cái gì? Để ông đây đi làm bảo vệ. Thấy hắn phản ứng lớn như thế, Trần Thanh Tuyết nhất thời có chút chột dạ. Bất kể nói thế nào thì Lý Trạch Vũ tốt xấu gì cũng đại cổ đông của công ty, mặc dù tổ trưởng tổ bảo vệ cũng là lãnh đạo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một bảo vệ. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Tuyết vốn định đổi giọng, nhưng mà... Bảo vệ cũng được, Lý Trạch Vũ phấn khởi nói, công việc nhẹ nhàng lại đơn giản, mà hiện tại tôi mới 21 tuổi, ít đi 40 năm đường vòng so với người khác. Trong mắt của Trần Thanh Tuyết sắp rơi xuống mặt đất, nhắc lại hỏi, anh thật sự muốn đến tổ bảo vệ nhậm chức? Lý Trạch Vũ cười he he nói, đúng, ý tôi đã quyết, ai cũng đừng hòng khuyên tôi. Thấy dáng vẻ hắn không giống như đang nói đùa, Trần Thanh Tuyết thoáng chốc nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có thì tôi giới thiệu một người với cô. Lý Trạch Vũ thu hồi vẻ đùa cợt. Ai, vẻ mặt Trần Thanh Tuyết tràn đầy nghi ngờ. Cô chờ một chút. Lý Trạch Vũ nói rồi đi ra khỏi văn phòng. Một lát sau... Mai Hiu cung cung kính kính đi theo phía sau hắn trở về. Cô biết ông ta không? Lý Trạch Vũ chỉ vào Mai Hiu hỏi. Mai Hiu lập tức sửa sang lại đồ vest của mình một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn qua trông khá tự hào. Cho dù Trần Thanh Tuyết hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghiêm túc đánh giá Mai Hiu vài lần, cuối cùng chậm rãi lắc đầu nói, không biết. Bộp! Vừa dứt lời, Lý Trạch Vũ thưởng cho Mai Hiu một hạt rẻ, tức giận nói, không phải ông nói mình rất nổi danh sao? Giới tài chính toàn thế giới không có ai là không biết ông, dám lừa gạt ông đây à? Lúc đầu hắn tính giả bộ một chút trước mặt Trần Thanh Tuyết, không ngờ đến thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Lý Trạch Vũ nổi giận, hận không thể ném luôn Mai Hiu qua cửa sổ ra bên ngoài. Đại đương gia bất giận. Mai Hiu âm thầm dùng mình một cái, nhíu mày nhìn về phía Trần Thanh Tuyết, dùng tiếng quốc ngữ nước hạ lưu loát nói, Tổng Giám Đốc Trần, làm phiền cô bật máy tính lên tra một chút về thần tài chính. Sau đó cô sẽ biết thân phận của tôi. Thần tài chính. Vẻ mặt của Trần Thanh Tuyết thay đổi trong nháy mắt, ông là quý ngài Mai Hiu. Không thể giả được. Sự tự tin của Mai Hiu lại trở về. Trong giới tài chính toàn cầu có hai vĩ nhân, một người là Lafitte tiếng tăm lừng lẫy, được mệnh danh là bàn tay vàng ở phố Uôn, một vị khác chính là thần tài chính Mai Hiu.
Trần Thanh Tuyết vẫn không thể tin được, cô ngay lập tức lấy máy tính ra để tra cứu thông tin liên quan đến thần tài chính này. Nhìn vào bức ảnh trên máy tính, so sánh với người đàn ông da trắng trước mặt này một chút. Không thể nói giống, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Trần Thanh Tuyết thay đổi vẻ lạnh lùng trước đó và nói xin lỗi, ngài Mai Hưu, rất xin lỗi vì vừa rồi không thể nhận ra là ngài. Mai Hưu xua tay, cười nhạt nói, Tổng Giám Đốc Trần quá lời rồi. Khụ khụ. Một bên Lý Trạch Vũ ở bên cạnh cảm thấy mình bị phớt lờ, vì vậy hắn hăng giọng một cái. Mai Hưu, hiện tại tôi là đại cổ đông của công ty này, nếu như ông khiến tôi thua lỗ tiền, vậy thì tôi không ngại ném ông đến hầm cầu ngâm 3 ngày 3 đêm đâu. Với việc Lý Trạch Vũ rót vào hàng chục tỷ tiền đầu tư, lại thêm thần tài chính Mai Hưu tự mình ra tay, khoa học kỹ thuật Vân Dương đã khởi tử hồi sinh sau chưa đầy nửa ngày. Hành động này đã trực tiếp gây nên rúng động cực lớn trong giới kinh doanh nước Hạ. Buổi chiều, cuộc chiến trên thị trường chứng khoán vẫn còn tiếp tục. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Thanh Dương đã lỗ hàng chục tỷ tiền vốn, không những không ăn được khoa học kỹ thuật Vân Dương, mà bản thân còn mất một miếng thịt lớn. Kim Lăng Thành, tòa nhà Thanh Dương. Chủ tịch Hà Thư Hoa ngồi ở văn phòng, mặc dù đã qua 70 nhưng vết tích 5 tháng trên mặt không rõ ràng, nhìn qua không khác gì 50 tuổi. Cha cảm thấy ai đang trợ giúp nhà họ Trần. Mặt mũi Hà Vân Phi tràn đầy vẻ nghi ngờ, còn thoáng mang theo phẫn nộ. Có người dám chống lại tập đoàn Thanh Dương của bọn họ, đây không phải là tìm chết sao? Ánh mắt Hà Thư Hoa trống rỗng, trầm ngâm nói, đã không biết, vậy còn không mau đi thăm dò. Cảm nhận được sự bất mãn của cha mình, Hà Vân Phi vội vàng gật đầu đáp, con sẽ đi ngay bây giờ. Dứt lời anh ta định đứng dậy rời đi. Khoan đã! Hà Thư Hoa đột nhiên mở miệng. Hà Vân Phi theo lời dừng bước, cung kính nói, cha còn có gì dặn dò. Dừng tay đi. Hà Thư Hoa nói xong lời này, ông ta buông ra một tiếng thở dài. Đưa ra quyết định này tương đương với việc tuyên bố tập đoàn Thanh Dương thất bại, thua một khoa học kỹ thuật Vân Dương vốn không lọt vào mắt. Không chỉ những tổn thất trước đó sẽ không được phục hồi mà còn trở thành trò cười của giới kinh doanh. Hà Vân Phi khuyên nhủ, cha, con cảm thấy không thể buông tay. Chỉ cần chúng ta rót thêm tiền vào thì sớm muộn gì cũng có thể nắm được khoa học kỹ thuật Vân Dương. Con đang dạy cha làm việc à? Ánh mắt Hà Thư Hoa lạnh lẽo. Con không dám. Hà Vân Phỉ cúi đầu không dám lên tiếng. Hà Thư Hoa lần nữa thở dài, nói, phía sau khoa học kỹ thuật Vân Dương có người tương trợ, trước khi biết rõ đối phương là thần thánh phương nào thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vâng. Mặt khác, con lại đến Tuyên Thành một chuyến. Cho dù phải xài bao nhiêu tiền cũng phải cứu được em rể và cháu trai con ra ngoài. Em gái của con không có ở đây, không thể để cho con bé ở phía dưới còn phải lo lắng. Cha ngài yên tâm đi, con sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Mặt khác, Hà Vân Phi nói đến đây thì giọng điệu đột nhiên thay đổi trở nên tàn nhẫn, con sẽ không buông tha cho kẻ đã dám làm Đông Dương bị thương. Hà Thư Hoa khẽ gật đầu, nhắc nhở, người bên dưới nói thằng nhóc đó được võ giả bảo vệ. Cha nghĩ sẽ không phải là hạng người hời hợt, tốt nhất là nên tìm hiểu thân phận của đối phương trước. Vâng. Hà Vân Phi cung kính lui ra ngoài. Hà Thư Hoa nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Ông ta có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phát triển tập đoàn Thanh Dương thành tập đoàn lớn nhất Giang Đông, ngoại trừ có được trí tuệ hơn người thì cũng không thể thiếu được tính tình cẩn thận của ông ta. Trong lúc mơ hồ, ông ta phảng phất đánh hơi được một mối nguy cơ khó tả không nói nên lời. Phật tổ, hy vọng người có thể tiếp tục phù hộ cho nhà họ Hà. Hà Thư Hoa âm thầm cầu nguyện trong lòng. Ban đêm, sơn trang nguyệt lạc ở Tuyên Thành. Trần Thanh Tuyết ở Trần ngâm mình ở trong bồn tắm, da thịt trắng nõn lộ ra, bầu ngực. 36D kiêu ngạo đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào điên cuồng. Cô nâng cẳng chân trắng thon dài lên, dùng ngón tay như nõn hành nhẹ nhàng xoa. Người phụ nữ này không có nửa điểm tì vết, thật sự quá hoàn mỹ. Đôi mắt Trần Thanh Tuyết ngốc trệ, cả người rơi vào trầm tư. Thông qua thông tin từ em gái Trần Thanh Giao, cô đã biết thân phận chân thực của Lý Trạch Vũ. Thái tử gia của nhà hào môn số 1. Không chỉ có như thế, cô còn điều tra được án phong lưu chấn động hoàng thành 3 năm trước đây. Lý Trạch Vũ chính là nam chính trong đó. Chỉ là, cô không biết trong 3 năm Lý Trạch Vũ biến mất. Rốt cuộc hắn đã đến nơi nào? Còn một điều nữa mà cô đặc biệt tò mò. Thần tài chính Mai Hưu, sau khi ông ta đứng trước mặt Lý Trạch Vũ lại khúm núm giống người hầu vậy?
cho dù đối phương là thái tử gia hào môn cũng không đến nỗi như vậy chứ. Chỉ cần Mai Hugh bằng lòng, dù là gia tộc số một toàn cầu như Rothschild cũng sẽ coi ông ta như thượng khách. Lý Trạch Vũ dựa vào cái gì? Này! Đột nhiên, một giọng nói hơi hưng phấn bỗng nhiên vang lên. A! À, Khỉ Trần Thanh Tuyết lấy lại tinh thần, tiếng thét chói tai vang vọng khắp biệt thự. Lý Trạch Vũ cuống quýt dùng tay che miệng cô lại, đồng thời uy hiếp nói, nếu cô còn kêu nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Trong nháy mắt đôi mắt Trần Thanh Tuyết đẫm lệ, ánh mắt lại giận không kìm được. Không phải tôi cố ý nhìn trộm cô, đây thật sự là trùng hợp thôi. Lý Trạch Vũ ngượng ngùng giải thích nói, tôi thả cô ra, cô đừng kêu được không? Trần Thanh Tuyết ép buộc mình tỉnh táo lại, gật đầu đồng ý. Lúc này Lý Trạch Vũ mới chậm rãi buông tay ra. Anh ra ngoài. Trần Thanh Tuyết cao giọng quát lên. Lý Trạch Vũ có chút chột dạ, lập tức mở cửa phòng tắm chạy đi. Một lát sau, Trần Thanh Tuyết thay quần áo xong, cô nổi giận đùng đùng đi ra nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng của Lý Trạch Vũ trên ghế sofa. Tên khốn, tôi liều mạng với anh. Trần Thanh Tuyết quơ lấy cây lau nhà rồi lao về phía Lý Trạch Vũ. Cô nghe tôi giải thích đã. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng kéo một cái đã cướp được cây lau nhà đến tay, sau đó vì hiểu lầm không cần thiết, hắn lần nữa lựa chọn đánh đòn phủ đầu bắt giữ Trần Thanh Tuyết trước, đồng thời nhấn người lên trên ghế sofa. Trần Thanh Tuyết khom lưng, Lý Trạch Vũ lại ngồi xổm ở phía sau của cô. Cái tư thế này nhìn kiểu nào cũng giống như cái kia. Đúng rồi, lão hán đẩy. Thả tôi ra, tên khốn kiếp. Trần Thanh Tuyết tức giận hét lên. Lý Trạch Vũ thở dài, nói, cô nghe tôi giải thích đã. Khi nãy tôi gõ cửa mãi mà không có ai trả lời, tôi lo cô đã gặp nguy hiểm gì đó, cho nên mới trèo tường bò qua cửa sổ vào, nhưng lại không ngờ sẽ ngẫu nhiên gặp cô ở phòng tắm. Tên khốn, anh còn dám nói. Trần Thanh Tuyết tức giận đến mức thân thể mềm mại run lên, nhưng mà nhìn vẻ mặt Lý Trạch Vũ không giống đang giả bộ nên đã tin mấy phần. Cô là vị hôn thê của tôi, ông đây nhìn cô vài cái thì thế nào? Phạm pháp sao? Đừng nói là nhìn cô có tin ông đây giải quyết cò ngay tại chỗ cũng không người nào dám nói nửa chữ hay không? Lý Trạch Vũ có chút mất kiên nhẫn, thái độ chuyển thành mạnh mẽ áp đảo. Anh dám? Muốn thử lại lần nữa không? Nghe hắn nói như thế, Trần Thanh Tuyết quả quyết ngậm miệng. Hôm qua chính là do cô muốn thử một chút, kết quả lại bị ăn trưởng từ bàn tay ma quỷ của đối phương. Cô gái tốt không ăn thiệt thòi trước mắt. Trần Thanh Tuyết tự nhắc nhở bản thân, món nợ này cứ để sau này chậm rãi tính. Sau một lúc lâu, cả hai dần bình tĩnh lại. Lý Trạch Vũ có chút bất đắc dĩ buông Trần Thanh Tuyết ra, không thể không nói hương thơm cơ thể trên người người phụ nữ này khiến hắn có chút tâm viên ý mã. Thân là chiến sĩ vương ngàn bụi hoa, chỉ vẻn vẹn bằng cái này thôi là hắn có thể phán định ngay đối phương vẫn là một con gà tơ. Anh tìm tôi có chuyện gì? Trần Thanh Tuyết tức giận, sụ mặt hỏi. Lý Trạch Vũ gãi ỉ đầu một cái, nói, tôi vừa mới đến bệnh viện thăm ông cụ Trần, ông biết tôi vẫn không có nơi đặt chân ở Tuyên Thành, nên đã bảo tôi đến ở chung với cô. Anh nằm mơ à? Trần Thanh Tuyết buột miệng thốt ra. Lý Trạch Vũ cười he he nói, chuyện này không phải do cô. Cho dù là đến nhậm chức ở khoa học kỹ thuật Vân Dương hay là đồng ý với đề nghị ở chung với Trần Thanh Tuyết của Trần Khánh An, thật ra hắn đều có mục đích khác. Bởi vì người phụ nữ này cứ chậm chạp mãi không chịu tỏ thái độ từ chối kết hôn, hắn muốn gần quan chứ không muốn nhận lộc. Nhất định phải khiến đối phương chán ghét mình. Tổ trưởng Lý, mời ngài hút thuốc. Gần đây Hoa Nguyệt có một nhóm kỹ sư mới tới, tư sắc và dáng người đều là hàng đầu, sau khi tan việc tôi làm chủ, tổ trưởng Lý nhất định phải nể mặt đấy. Một người đàn ông trung niên nịnh nọt lấy lòng. Lý Trạch Vũ phảng phất có một loại cảm giác mình đã trở lại tử ngục, nơi đó đám đàn em cũng sẽ xung xoe như vậy. Ông tên là gì? Tôi là Vương Đại Khai. Lý Trạch Vũ vỗ vỗ vai của ông ta, ông biết làm việc đấy, về sau ông chính là tổ phó tổ bảo vệ. À, Vương Đại Khai sững sờ một lúc lâu, sau đó lại càng nịnh nọt hắn hơn, cảm ơn tổ trưởng Lý đã thưởng thức, sau này tôi nhất định sẽ vì tổ trưởng Lý mà cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng, sông pha khói lửa không chối từ. Ra ngoài đi, đừng quấy rầy tôi nghỉ trưa. Lý Trạch Vũ không kiên nhẫn thúc giục nói. Vâng vâng vâng. Vương Đại Khai cúi người lui ra, như thể tiểu thái giám bên người hoàng đế. Nhưng mà ông ta vừa đóng cửa phòng bảo vệ đã bị một người ỉ che miệng, sau đó dùng sức kéo ông ta đến một góc nào đó. Khá lắm,
dám cướp cơ hội vuốt mông ngựa của hai anh em chúng tao, Phú Quý. Đến lượt cậu. Ai đây, mẹ nó dám đánh tôi lập tức sẽ là tổ phó tổ bảo vệ. Bôm bốp. Bang, bang. Ai nha, tôi sai rồi, hai vị hảo hán tha mạng. Vương Đại Khai được khuyến mại ỉ một đôi mắt gấu trúc, chắp tay cầu xin tha thứ với hai người vừa đập ông ta. Nhớ kỹ, về sau khi bọn tao ở bên cạnh thiếu gia thì đừng có mà cướp cơ hội vuốt mông ngựa. Ông có nghe thấy không? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong hung tợn. Uy hiếp. Vương Đại Khai biết rõ thân phận của hai người, vội vàng tỏ vẻ về sau mình sẽ không dám nữa, cho dù muốn vuốt thì cũng chỉ vuốt mông ngựa của hai anh em bọn họ. Quên đi, gã này cũng là kẻ biết việc, tha cho ông ta một lần đi. Cảm ơn anh Cẩu, cảm ơn anh Vật, một. Sau khi đưa mắt nhìn hai vị đại hiệp một, rời đi, Vương Đại Khai duỗi tay lau mồ hôi lạnh. Một lát sau, cánh cửa phòng bảo vệ bị người đay ra. Lý Trạch Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, không vui nói, hai người quấy rầy tôi ngủ chưa, nếu không có một lời giải thích hợp lý, hừ hừ. Vật Tương Vong nuốt một ngụm nước bọt, thấp thỏm nói, thiếu gia thứ tội, em thật sự có chuyện lớn muốn báo cáo với anh. Cẩu Phú Quý gật đầu phụ họa theo, vừa rồi. Phượng vệ bên kia truyền tin tức đến, đã tra được nhân vật lớn đằng sau sói đen. Vậy sao, rốt cuộc đối phương là nhân vật lớn nào thế? Lý Trạch Vũ hiếu kỳ hỏi. Tập đoàn Thanh Dương. Cẩu Phú Quý phun ra bốn chữ từ trong miệng. Hả, tập đoàn Thanh Dương. Quả nhiên, đúng là trùng hợp một cách kỳ lạ, không ngờ chuyện này cũng dính dáng đến đối phương. Vật Tương Vong nói bổ sung, theo tin tức mà Phượng vệ truyền đến. Bên tập đoàn Thanh Dương chính là cha vợ của Lâm Trung Hổ, người lãnh đạo của Hưng Nghĩa Các. Khóe miệng Lý Trạch Vũ cong lên một nụ lạnh lùng cười lùng. Trách không được tập đoàn Thanh Dương lại đột nhiên nhắm vào khoa học kỹ thuật Vân Dương trên thị trường chứng khoán, hóa ra còn là bởi vì đôi cha con không biết sống chết kia. Khoan đã! Lý Trạch Vũ nhìn bốn phía sau đó đột nhiên sầm mặt lại, nhíu mày hỏi, sói đen đâu? Hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên! Sói đen sốt ruột cứu con gái nên đã trực tiếp đi tìm đối phương. Vật Tương Vong ngượng ngùng đáp. Cốp, cốp. Lý Trạch Vũ thưởng cho mỗi người một hạt rẻ, quát lớn, hai cậu là heo à? Sao không ngăn người lại? Cẩu Phú Quý thở dài nói, anh ta là anh em của thiếu gia. Cho dù thân thủ của sói đen không tầm thường, nhưng so với hai bọn họ vẫn có một đoạn chênh lệch. Nhưng quan hệ giữa đối phương và thiếu gia nhà bọn họ còn ở đó. Hai người bọn họ không dám dùng sức mạnh với sói đen, chỉ có thể vội vàng trở về báo cáo. Tôi sẽ bị sự ngu xuẩn của hai người các cậu làm cho tức chết mất. Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, tức giận nói, các cậu ở đây chờ tòi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Hai phút sau, trong văn phòng tổng giám đốc, Lý Trạch Vũ như quen thuộc, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong văn phòng, một thanh niên áo mũ. Chỉnh tề đang ngồi ở trên ghế sofa, chừng 20 tuổi, đeo kính, nhìn qua rất nhã nhặn. Mà Trần Thanh Tuyết thì ngồi ở bên cạnh vừa nói vừa cười với đối phương. Khi nhìn thấy Lý Trạch Vũ đột nhiên đi vào, sắc mặt Trần Thanh Tuyết thay đổi, cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện trong mắt cô có vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy cảnh này, lông mày Lý Trạch Vũ hơi nhíu lại. Có việc gì thế? Trần Thanh Tuyết cố bình tĩnh hỏi. Lý Trạch Vũ liếc qua thanh niên một cái. Lập tức đi thẳng vào vấn đề nói, cho tôi mượn xe của cô dùng một chút. Trần Thanh Tuyết đứng dậy, đi đến ngăn kéo lấy chìa khóa ra, xe ở trong kho dưới tầng hầm, biển số xe là 98.105. Nghe thấy con số này, trong lòng Lý Trạch Vũ chấn động. Năm tháng 10 năm 98, là ngày cha mẹ hắn qua đời. Có chuyện gì vậy? Trần Thanh Tuyết thấy vẻ mặt hắn có gì đó không đúng lắm. Không sao. Sau khi nhận chìa khóa, Lý Trạch Vũ rời đi. Nhưng mà khi hắn vừa tới cửa thang máy, sau lưng chợt có tiếng giày cao gót truyền đến. Này! Trần Thanh Tuyết thở hồng hộc đuổi theo, cô muốn nói lại thôi. Lý Trạch Vũ cau mày nói, có việc cứ nói thẳng. Người vừa nãy là, quản lý Lạc phòng thị trường của tập đoàn Lạc Thị, tôi ỷ và anh ta chỉ đang nói chuyện hợp tác. Sau khi Trần Thanh Tuyết nói xong lời này, trên mặt cô lặng lẽ xuất hiện một vệt đỏ ửng. Lý Trạch Vũ chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, sau đó đi thẳng vào trong thang máy. Mãi cho đến khi cửa thang máy khép lại, Trần Thanh Tuyết đột nhiên cảm thấy cảm xúc mình lẫn lộn, chính cô cũng không biết vì sao mình lại sợ Lý Trạch Vũ hiểu lầm. Trở lại văn phòng, Lạc Trường Thanh thấy cô lơ đãng, không khỏi lo lắng hỏi,
Tổng Giám đốc Trần, cô không? Sao chú? Tôi không sao. Trần Thanh Tuyết lấy lại tinh thần, lập tức nói, quản lý Lạc, tôi đột nhiên có chút không thoải mái, chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác sau nhé. Tổng Giám đốc Trần có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Tôi có thể đưa cô đi. Không cần đâu, tôi chỉ hơi mệt mà thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Trần Thanh Tuyết mở miệng nhã nhặn từ chối. Nghe cô nói như vậy, Lạc Trường Thanh vô cùng thân sĩ nói, vậy tôi sẽ không quấy rầy Tổng Giám đốc Trần nữa, lần sau tôi sẽ đến gặp cô. Sau khi rời khỏi tòa nhà khoa học kỹ thuật Vân Dương, Lạc Trường Thanh hơi nheo mắt lại. Trước đó anh ta còn trò chuyện rất vui vẻ với Trần Thanh Tuyết, nhưng trong nháy mắt, thái độ của đối phương đã thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì nhân viên bảo vệ kia? Nghĩ đến đây, trong mắt anh ta lóe lên một chút xảo quyệt. Thành phố Kim Lăng. Trong một câu lạc bộ nổi tiếng, Hà Vân Phi đang cùng một người mẫu trẻ tuổi gợi cảm nghiên cứu làm thế nào để tạo ra đời sau. Dầm. Cửa phòng bị người đá văng. A. À, người phụ nữ bị dọa tái mặt, vội vàng dùng chăn che chắn thân thể của mình. Hà Vân Phi thì giận tím mặt, gầm lên, mẹ nó, là tên khốn không có mắt nào. Chuyện tốt bị quấy nhiễu vào thời khắc mấu chốt, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều phẫn nộ. Con gái của tao đang ở đâu? Bóng dáng sói đen đột nhiên xuất hiện. Lại là mày. Con ngươi Hà Vân Phi bỗng nhiên co lại, hiển nhiên anh ta đã nhận ra thân phận người đến. Sói đen từ trên cao nhìn xuống nhìn đối. Phương, giọng điệu rét lạnh nói, giao con gái của tao ra đây, nếu không tao sẽ làm thịt mày, một. Ha ha ha. Hà Vân Phi chẳng những không cảm thấy sợ hãi, mà anh ta còn thong thả mặc quần áo vào, chỉ cần mày dám tiến lên một bước thì con gái của mày nhất định sẽ chết, đến Chúa Giê-xu cũng không cứu được nó. Tôi không tin. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Phú Quý, thôi quên đi. Tôi cảm thấy mình còn hơn cả Chúa Giê-xu, các người cảm thấy thế nào? Bên trong căn phòng xa hoa, ánh mắt Hà Vân Phi có chút ngưng trọng, dù sao anh ta đã chứng kiến không ít sóng to gió lớn nên ánh mắt của anh ta vẫn khá bình tĩnh. Cô gái, nơi này không có chuyện của cô nữa, cô có thể rời đi trước. Lý Trạch Vũ nhìn về phía chim hoàng yến kia, hời hợt mở miệng. Nhưng mà người phụ nữ cũng không lập tức rời đi, mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hà Vân Phi. Sau khi thấy anh ta nhẹ nhàng gật đầu lúc này mới cuống quýt cầm quần áo lên rồi bỏ chạy. Các người là ai? Hà Vân Phỉ nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Bất kể là khí chất, lời nói hay là tác phong, anh ta đều có thể nhìn ra đối phương là thủ lĩnh của bốn người. Tự giới thiệu một chút, anh đây là Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ? Hà Vân Phỉ lẩm bẩm. Trong thoáng chốc, dường như anh ta cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ ra đối phương là ai. Hoàng Thành, nhà họ Lý, Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ bổ sung một câu. Cái gì? Trong chốc lát, con người của Hà Vân Phỉ mãnh liệt co rụt lại, trên trán trong nháy mắt toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hóa ra là Lý Thiếu. Thất kính, thất kính. Người bình thường không thể hiểu được hàm nghĩa của mấy chữ, nhà họ Lý ở Hoàng Thành, là gì? Nhà họ Hà có thể coi là danh môn vọng tộc ở toàn bộ Giang Đông. Thế nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ nước Hạ cũng chỉ miễn cưỡng lên được mặt bàn thôi. So với đệ nhất hào môn như mặt trời ban trưa kia, nhà họ Hà không theo kịp. Nói một cách dễ hiểu, nếu cho thêm 10 lá gan nữa, anh ta cũng không có tự tin đi trêu chọc nhà họ Lý. Đừng cười đùa thế, chúng ta không quen. Lý Trạch Vũ khinh bỉ quét qua đối phương một chút, lập tức vỗ vỗ bả vai sói đen, nói, đây là anh em của tôi, nghe nói con gái của người này đang trong tay anh. À chuyện này, trên mặt Hà Vân Phỉ hiện lên vẻ khó xử. Nhìn thấy cảnh này, sói đen đột nhiên trở nên táo bạo, chúng mày đã làm gì con gái của tao? Không có. Hà Vân Phi lau mồ hôi lạnh, nói, người anh em à, anh nghe tôi nói đi, thật ra. Anh vốn không có con gái. Cái gì? Những lời này không khỏi làm cho sói đen giật mình. Lý Trạch Vũ ở bên cạnh trợn tròn mắt, giống như vừa nghĩ ra điều gì đó, không khỏi lắc đầu cười khổ. Thật ra sói đen không ngu ngốc, chỉ là làm người không để bụng chuyện gì, còn rất trọng tình cảm. Cái này xem như ưu điểm nhưng cũng coi như là một khuyết điểm, một khi đụng phải người lòng mang ý đồ xấu sẽ rất dễ bị lợi dụng. Ví dụ như nhà họ Hà. Mấy năm trước, nhà họ Hà thấy sói đen thân thủ bất phàm nên muốn kéo về sử dụng, tổn hao không ít tiền tài để bảo vệ tính mạng sói đen, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ bị lưu đày tới nhà tù ở nước ngoài, hơn nữa còn là giam giữ vô kỳ hạn.
Bọn họ vốn cho là mình đã lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng, không nghĩ tới sói đen lại được ra ngục. Rõ ràng nhận thấy, nhà họ Hà không muốn lãng phí đầu tư của mình mấy năm trước, bọn họ muốn sói đen làm việc cho mình, chỉ là sói đen làm người chính trực, khinh thường làm chuyện vi phạm lương tâm. Vì bất đắc dĩ, nhà họ Hà đã nói dối rằng trước khi tự tử vì tình, vị hôn thê của sói đen đã để lại một đứa con gái. Lúc này mới có chuyện phát sinh sau này. Nghe những lời hùng hồn của Hà Vân Phi, sói đen dần dần cảm thấy có chút mất mát. Anh ta vô cùng hy vọng Hà Vân Phi đang lừa mình, mong rằng vị hôn thê thật sự để lại cho mình một đứa con gái, chí ít còn có thể có một cái gì đó để tưởng niệm. Thế nhưng vào giờ phút này, tưởng niệm đã vỡ vụn. A! À, sói đen ngửa mặt lên trời phẫn nộ thét lên. Lý Trạch Vũ vỗ vai của anh ta, an ủi, làm người phải hướng về phía trước. Tôi nghĩ vị hôn thê của cậu cũng không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đâu. Sói đen chất phác gật đầu, nhẹ nhàng ừm một tiếng. Lý Thiếu, hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ, tôi có thể đi được chưa? Hà Vân Phi ở bên cạnh ngượng ngùng hỏi. Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn anh ta một cái, dáng vẻ như đang nhìn một thằng ngốc, hừ lạnh nói, nghe nói cha anh Hà Thư Hoa là người thông minh, sao lại sinh ra một kẻ ngu như anh vậy? Hà Vân Phi nghe thấy những lời sỉ nhục. Anh ta giận mà không dám nói gì, còn phải cười làm lành nói, là tôi ngu muội, mong Lý Thiếu chỉ rõ. Anh lừa gạt anh em tôi, món nợ này tính. Như thế nào đây? Lý Trạch Vũ lười nói nhảm, nói thẳng, như vậy đi, bồi thường 18 tỷ thì chuyện này sẽ kết thúc. 10, cái gì? Hà Vân Phỉ há hốc mồm, hai mắt trợn to. Hiển nhiên, anh ta không ngờ đường đường đại thì yếu ra nhà họ Lý mà lại bắt chẹt mình. Yên tâm đi, tính tiền. À không, tính sổ sách tôi là dân chuyên nghiệp đấy. Lý Trạch Vũ chỉ vào sói đen, nói với vẻ mặt chân thành, tôi và anh ta đã đốt giấy vàng, chặt đầu gà kết bái thành anh em. Anh lừa gạt anh em của tôi thì chẳng khác nào lừa gạt tôi, đòi anh 18 tỷ đã là có lương tâm lắm rồi. Khóe miệng Hà Vân Phi co giật hai lần. Mặc dù đúng là nhà họ Hà đã lợi dụng sói đen, nhưng mà... Năm đó nếu như không có nhà họ Hà ra tay thì có lẽ sói đen cũng sớm ngủm củ tỏi rồi. Làm người thì phải có đạo lý chứ. Nói một câu đi, cho hay là không cho. Không cho thì ông đây sẽ dùng phương thức của mình để tự lấy tiền từ trên người anh. Hừ hừ. Lý Trạch Vũ hừ hai tiếng, nói, mà khẩu vị của tôi tương đối lớn, nếu để tôi tự mình ra tay thì đến lúc đó 18 tỷ sẽ không còn là biện pháp giải quyết vấn đề nữa đâu. Uy hiếp, chân trụi uy hiếp. Hà Vân Phỉ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mặc dù nhà họ Hà giàu có. Nhưng 18 tỷ chắc chắn không phải là một số tiền nhỏ đối với bọn họ. Tôi đếm đến 3, anh không lên tiếng tôi sẽ coi như anh đồng ý. 3, 1. Trong một giây đồng hồ, 3 con số đã được đếm xong trong miệng Lý Trạch Vũ. Vẻ mặt Hà Vân Phi ngơ ngác. Được rồi, tiếp theo chúng ta lại tính toán một khoản sổ sách khác. Lý Trạch Vũ lạnh lùng mở miệng. Lý Thiếu, ngài không nói đùa chứ? Hà Vân Phi lập tức giật nảy mình. Con mẹ nó, món nợ của sói đen coi như xong, bọn họ còn cái gì nữa mà tính toán? Giả ngu đúng không? Lý Trạch Vũ ra vẻ giận dữ, nói, tập đoàn Thanh Dương các người ngắm vào thị trường chứng khoán, đồng thời có ý đồ nuốt chửng công ty vị hôn thê của tôi, chẳng lẽ anh tính không thừa nhận? Vị hôn thê của ngài? Sắc mặt Hà Vân Phi đột nhiên thay đổi, hỏi, chẳng lẽ là? Nhà họ Trần? Wow, tôi còn tưởng rằng anh ngu ngốc không có thuốc chữa. Không nghĩ tới anh có chút đầu óc đây. Lý Trạch Vũ cười hắc hắc nói, anh đoán đúng rồi, Trần Thanh Tuyết nhà họ Trần chính là vị hôn thê của tôi. Hà Vân Phi không biết chuyện này, nếu không sao anh ta lại dám đánh chủ ý lên khoa học kỹ thuật Vân Dương được. Mẹ nó, tất cả đều tại em rể và cháu trai ngu xuẩn kia của anh ta. Giờ phút này, anh ta hận không thể tự tay chơi chết hai cha con Lâm Trung Hổ. Hai con hàng vô dụng. Lý Thiếu. Mặc dù trong chuyện này là do chúng tôi không tử tế, nhưng mà người ta thường nói người không biết không tội, ngài xem. Mẹ nhà mày. Lý Trạch Vũ bá đạo ngắt lời anh ta, nói, tôi cũng không biết vợ anh là ai, lát nữa tôi sẽ đi ngủ vợ anh, dù sao người không biết không tội mà. Lời này khiến Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ở bên cạnh yên lặng giơ ngón tay cái lên. Hai người nghĩ thầm, khả năng ăn nói của thiếu gia trở nên tốt như vậy từ lúc nào thế? Quả thực là mẫu mực của chúng ta. Tôi cũng không cần nhiều, bồi thường 10 tỷ thì chuyện này coi như bỏ qua. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói.
sắc mặt Hà Vân Phí tái xanh, anh ta tức giận đến mức nói không nên lời. Nếu như quả thật nuốt sống được khoa học kỹ thuật Vân Dương thì bồi thường số tiền kia chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mẹ nó, bọn họ không những không ăn nổi tập đoàn Thanh Dương của đối phương, mà còn phải vứt vào đó 10 tỷ, bây giờ lại còn phải bồi thường thêm 10 tỷ. Thiên lý ở đâu? Được rồi, tiếp theo chúng ta lại tính toán món nợ các anh phái Na ơi ám sát tôi. Vẫn còn nợ nần gì nữa? Sắc mặt Hà Vân Phi triệt để đen xì, anh ta rất muốn tiến lên liều mạng với Lý Trạch Vũ. Nhưng mà anh ta cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi. Bỏ qua thế lực của nhà họ Lý, hiện tại đối phương có 4 người, mà anh ta chỉ có 1. Vốn không thể đánh lại được. Tí thiếu, người không biết, 1. Hà Vân Phi nói được nửa câu lập tức im ngay, anh ta thật sợ Lý Trạch Vũ lại nói về vợ mình, thế là sửa lời, nhà họ Hà chúng tôi có rất nhiều lần hợp tác với nhà họ Tân Hoàng Thành, mà thiếu gia Tân Hạo Nhiên và con gái của tôi. Chát! Một cái tát giòn tan đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một bàn tay của Lý Trạch Vũ đáp trên mặt Hà Vân Phi mà không hề báo trước, hắn từ trên cao nhìn xuống nói, anh có ý gì? Muốn kéo nhà họ Tân tới để dọa tôi. Hiện tại ông đây cho anh thời gian gọi điện thoại, anh có thể gọi tất cả người nhà họ Tân tới, xem bọn họ có cứu được anh hay không. Dứt lời, hắn bình tĩnh ung dung ngậm một điếu thuốc, đồng thời ra dấu, mời. Phách lối, bá đạo. Bốn chữ này bị hắn nắm xít sao. Ánh mắt sói đen cực nóng, sự sùng bái Lý Trạch Vũ trong lòng lại tăng thêm mấy phần. Đại đương gia có thể trấn áp quần hùng ở tử ngục, ở thế giới ỉ bên ngoài cũng là một ngạo thế cuồng long. Hà Vân Phi cố nén tức giận trong lòng, rất muốn đưa tay đi sờ điện thoại, nhưng trong lòng lại có một giọng nói nhắc nhở anh ta tốt nhất đừng làm như vậy. Phù! Lý Thiếu, lần này Hà Mỗ nhận thua. Nói đi, ngài muốn bao nhiêu tiền thì nhà họ Hà sẽ đưa, nhưng mà... Nói đến đây, giọng điệu của Hà Vân Phi đột nhiên trở nên lạnh lùng, còn nhiều thời gian, chúng ta cưỡi lừa xem sổ sách, cứ chờ xem. Mẹ nó! Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong trợn mắt nhìn chằm chằm Hà Vân Phỉ, nghĩ thầm ai đã cho tên khốn kiếp này dũng khí thế, lại dám uy hiếp ngược lại thiếu gia nhà bọn họ. Bính, bốp, rầm rầm. Hai người không cần đợi Lý Trạch Vũ ra lệnh, dứt khoát vung tay đánh bẹp Hà Vân Phi. Nhưng mà lần này Hà Vân Phi không mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi, không phát ra một tiếng kêu rên nào. Bốp bốp, Cẩu Phú Quý không khỏi thoáng tăng thêm sức. Hắn không tin xương cốt của tên khốn kiếp này có thể cứng đến mức nào. Có gan thì giết tôi đi, các người dám không? Hà Vân Phi triệt để bộc phát, gào lên, nếu tôi chết, các người cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện còn sống rời khỏi Kim Lăng. Dừng tay. Lý Trạch Vũ xua tay ra hiệu cho hai người dừng lại. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lập tức. Ngừng tay, Hà Vân Phi đã chẳng chịt vết thương, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác. Làm sao, không dám à? Hà Vân Phỉ lạnh lùng cười một tiếng. Anh ta nhớ cha mình đã từng dạy bảo, hung ác sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Thân phận của Lý Trạch Vũ cao hơn anh ta mấy cái đẳng cấp, dạng người này tự nhiên sẽ càng sợ chết hơn anh ta, cho nên chỉ cần bày ra thái độ ác hơn, đối phương tất nhiên sẽ bị mình hù dọa. Kết quả đúng là như vậy. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, Hà Vân Phỉ đắc ý nở nụ cười. Thế nhưng một giây sau anh ta không cười nổi thành tiếng. Lý Trạch Vũ phất phất tay, ra lệnh, sói đen, cậu rời khỏi nơi này trước. Đại đương gia, sói đen muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lý Trạch Vũ, anh ta lập tức hiểu ra. Anh ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng Lý Trạch Vũ đã động sát tâm, nhưng dù thế nào. Thì trước kia nhà họ Hà cũng đã từng giúp anh ta, Lý Trạch Vũ bảo anh ta rời khỏi nơi này chính là vì không muốn khiến anh ta khó xử. Cạch, một. Cửa phòng bị một lần nữa khép lại. Lý Trạch Vũ từng bước đi tới trước mặt Hà Vân Phi, dùng chân dẫm lên cổ của đối phương, ở trên cao nhìn xuống nói, nếu anh đã muốn chết như vậy, nếu tôi còn không thành toàn cho anh, thì người khác sẽ tưởng rằng ông đây sợ phiền phức mất. Giờ phút này, Hà Vân Phi chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang hạ xuống nhanh chóng, một cơn lạnh lẽo thấu xương thẩm thấu toàn thân anh ta. Vẻ mặt hai người Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đều thay đổi. Bởi vì hai người bọn họ cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng trên người Lý Trạch Vũ. Hai người nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh hãi và khó hiểu trong mắt nhau. Sát khí là một thứ không thể diễn tả và cũng không giải thích được, bình thường chỉ có những người chân chính bỏ ra từ trong đống người chết mới có được. Không phải ba năm nay thiếu gia đi ngồi tù.
Sao? Đừng, tha. Ông đây thành toàn cho anh. Giáng rắc. Lý Trạch Vũ vừa dứt lời, dưới chân bỗng nhiên ra lực, cổ Hà Vân Phi bị đạp gãy bỏ mình ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lại lần nữa thay đổi sắc mặt. Một đạp làm gãy cổ một người sống sờ sờ, sức mạnh vừa vặn không quá nhiều cũng không quá ít, bởi vậy có thể nhìn ra khả năng khống chế lực chân của Lý Trạch Vũ đã vô cùng thỏa đáng. Chẳng lẽ thiếu gia thật sự là cao thủ? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đều âm thầm lắc đầu. Con mẹ nó làm sao có thể có chuyện này được? Đi em, ông đây làm bậy rồi. Lý Trạch Vũ đột nhiên lẩm bam. Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Vật Tương Vong không hiểu hỏi. Quên mất bảo tên chó chết này đưa tiền trước, 30 tỷ đấy. Vẻ mặt Lý Trạch Vũ đau lòng không thôi. Cẩu Phú Quý lau mồ hôi lạnh, nhắc nhở, thiếu gia, chúng ta có thể đến thẳng nhà họ Hà đòi mà. Đúng thế, tôi có thể tìm Hà Thư Hoa đòi tiền. Lý Trạch Vũ cười ha ha, sao mình lại thông minh như vậy chứ? Rõ ràng là hắn nghĩ ra chủ ý này được không? Cẩu Phú Quý khinh bỉ nhìn qua thiếu gia nhà mình, suýt chút nữa định giơ ngón tay giữ lên. Các cậu mang thi thể tên khốn này đến nhà họ Hà đòi tiền, nói cho bọn họ biết, nếu dám thiếu một xu nào thì ngày mai bản thiếu gia sẽ san bằng nhà họ Hà. Lý Trạch Vũ khí thế ngất trời nói. Đương nhiên là hắn biết nếu mình làm như vậy sẽ hoàn toàn kết thù với nhà họ Hà, nhưng thế thì sao? Đối phương ngay từ đầu không phải là người của nhà họ Lý của hắn, có gan thì cứ tới trả thù. Ai sợ kẻ đó là con rùa rụt đầu. Cứ như vậy, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đến nhà họ Hà đòi nợ, mà Lý Trạch Vũ thì dẫn theo sói đen trở về Tuyên Thành. Sau 2 giờ, Lý Trạch Vũ vừa trở lại tổ bảo vệ của khoa học kỹ thuật Vân Dương, tiếng chuông tan tầm vang lên. Tiền kiếm được hôm qua còn chưa xài hết, hôm nay lại thêm 100 nhân dân tệ. Quả nhiên, kẻ có tiền sẽ trở nên càng ngày càng có tiền. Lý Trạch Vũ thở dài. Ánh mắt sói đen đờ đẫn, khóe miệng co quắp mấy lần. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ đường đường là vương giả tử ngục, vậy mà lại làm bảo vệ ở một công ty nho nhỏ này. Nếu những kẻ ngang bướng trong tử ngục biết chuyện này, sợ là sẽ cười bay cả răng hàm mất. Thế nào, có muốn đi làm với tôi hay? Không. Lý Trạch Vũ nhiệt tình đưa ra lời mời. Sói đen không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, đại đương gia ở đâu thì tôi ở đó. Anh ta đã hạ quyết tâm từ trước. Chỉ cần Lý Trạch Vũ không chê, đời này anh ta sẽ đi theo phía sau người này. Anh em tốt. Lý Trạch Vũ vỗ vai của anh ta, nói, yên tâm, đi theo tôi bảo đảm cậu ăn ngon uống say, buổi tối tôi sẽ dẫn cậu đến khách sạn quốc tế Sa Huyền ăn trực một bữa. Đờ mờ. Sói đen suýt nữa ngã sấp xuống đất. Anh rể, anh rể. Đúng lúc này, Trần Thanh Giao người chưa đến tiếng tới ỉ trước. Lý Trạch Vũ nghe tiếng nghênh đón thì nhìn thấy Trần Thanh Giao chạy chậm tới. Đàn ông đều háo sắc, không háo sắc thì không phải là đàn ông. Nhìn qua dáng người thướt tha mềm mại của Trần Thanh Giao, Lý Trạch Vũ không khỏi cảm thấy có chút bối rối. Anh rể, anh đừng nhìn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thanh Giao ửng đỏ. Lý Trạch Vũ gãi đầu một cái, cười ha ha, không có cách nào, anh đây không kìm lòng nổi. Đêm nay chị gái em sẽ thay mặt ông nội đi tham gia một bữa tiệc giao lưu thương nghiệp, đến lúc đó sẽ có rất nhiều ruồi muỗi làm cho nửa ỷ ta chán ghét, anh đi cục chị em đi. Kim Lăng, trang viên nhà họ Hà. Hơn 10 thành viên nhà họ Hà tụ tập lại với nhau, người đứng đầu là Hà Thư Hoa, mặt mũi ông ta sầm xì, ánh mắt vừa đau thương vừa phẫn nộ. Kẻ nào làm? Hà Thư Hoa nhìn thi thể con trai, run rẩy lên tiếng. Ông ta không ngờ sẽ có một ngày bản thân mình phải nếm trải cảm giác người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Con trai thứ của nhà họ Hà là Hà Vân Long thấp thỏm đáp, nhà họ Lý ở Hoàng Thành. Cái gì? Nghe vậy, mí mắt dần giật, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng lạ thường. Cha, anh cả chết dưới tay Lý Trạch Vũ, tên đó còn nói. Hà Vân Long muốn nói lại thôi. Ánh mắt Hà Thư Hoa càng âm u hơn, hỏi, hắn còn nói gì? Hắn nói. Nếu hôm nay chúng ta không trả lại 30 tỷ tiền nợ thì ngày mai hắn sẽ san bằng nhà họ Hà. Hà Vân Long cố gắng kể lại đầu đuôi sự việc. Thành viên nhà họ Hà đang có mặt tức nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ha ha! Hà Thư Hoa giận quá hóa cười, giống như kẻ cuồng loạn. Cha! Hà Vân Long thoáng nhìn thi thể anh cả, tiếp đó đưa mắt nhìn cha, khẽ khuyên nhủ, nhà họ Lý. Chúng ta không thể dây vào họ. Không cần ai nhắc nhở,
Hà Thư Hoa cũng hiểu không thể chống đối nhà họ Lý, nhưng... Còn ông ta cứ chết oan ức như vậy sao? Vân Long ở lại đây, những người khác ra ngoài hết đi. Nghe theo lệnh Hà Thư Hoa, người nhà họ Hà lục tục trở ra phòng ngoài. Chỉ có một người phụ nữ ăn diện sang. Trọng Quỳ dạp xuống đất, nức nở nói, cha, Vân Phi không thể chết oan uổng như vậy, cha nhất định phải báo thù cho anh ấy. Chị dâu, chị ra ngoài đi đã, cha sẽ không để anh cả chết oan ức đâu. Hà Vân Long tiến lên đỡ người phụ nữ kia đứng dậy, len lén sờ soạng cặp đào nở nang của đối phương. May mà Hà Thư Hoa không phát giác cảnh này, ánh mắt ông ta vẫn tập trung vào Hà Vân Phi, trầm ngâm nói, Tiểu Vân, con cứ yên tâm, chuyện này sẽ không trôi qua như vậy đâu. Vâng, cảm ơn cha. Phùng Thục Vân lén lút liếc nhìn em chồng Hà Vân Phỉ rồi lau nước mắt rời đi. Cha, cha định xử lý chuyện này như thế nào? Hà Vân Phi thận trọng hỏi. Đôi mắt Hà Thư Hoa ánh lên vẻ thâm độc, đáp, con âm thầm đi liên lạc với đám thập tuyệt môn, chỉ cần bọn chúng có thể giết chết tên khốn kiếp kia thì cha sẽ trả cho chúng 10 tỷ. Cha, con biết cha muốn báo thù cho anh cả, nhưng đám thập tuyệt môn cũng không phải dạng tốt lành gì đâu. Một. Hà Vân Long nói với ỉ giọng thấp thỏm lo lắng. Thập tuyệt môn trông thì giống một tổ chức sát thủ, nhưng mạng lưới quan hệ của bọn chúng mới là điều kinh khủng nhất. Nếu lúc này nhà họ Hà tìm tới thập tuyệt môn cho người đi ám sát, sau khi sự việc thành công, người ta sẽ nắm thóp nhà họ Hà. Một khi thập tuyệt môn lấy việc này ra để uy hiếp, nhà họ Hà chắc chắn không dám không tuân theo. Đối phương mà tiết lộ chuyện này cho nhà họ Lý biết thì nhà họ Hà nhất định sẽ hứng chịu họa diệt môn. Thập tuyệt môn nắm thóp rất nhiều người quyền quý, vì vậy dù làm nhiều việc ác đến đâu thì chúng vẫn có thể đứng sừng sững, không bị quật ngã. Kể cả là cơ quan ban ngành cũng không thế dễ dàng đụng tới chúng. Ái ra! Hà Thư Hoa thở dài một hơi, ánh mắt kiên định, cứ làm theo lời dặn của cha đi, con không cần lo nghĩ về những chuyện khác đâu. Ông ta làm sao không hiểu rằng một khi móc nối quan hệ với thập tuyệt môn thì nhà họ Hà cũng sẽ bị người ta nắm mũi dẫn đi chú. Khổ nỗi, ông ta thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. Thấy cha vẫn giữ vững ý định, Hà Vân Long đành phải làm theo. Màn đêm buông xuống. Lý Trạch Vũ làm tài xế đưa hai chị em về Sơn Trang Nguyệt Lạc. Tôi tìm cho anh một căn nhà cho anh, cũng gửi địa chỉ qua điện thoại của anh rồi đấy. Một. Trần Thanh Tuyết ngắm người xe dòng đông nghịt ngoài cửa sổ, tự mình nói tự mình nghe. Xong, Lý Trạch Vũ lại bịt tai, làm như không nghe thấy. Trần Thanh Giao phì cười, chị, em thấy có anh rể vào ở chung là chuyện tốt mà. Trần Thanh Tuyết liếc nhìn em gái, lau bầu trách cứ, em đừng gác khuỷu tay ra bên ngoài được không? Hi hi. Trần Thanh Giao lẻ lưỡi, nói, chị suy. Nghĩ kỹ xem, trong nhà chỉ có hai cô gái như chúng ta thì không an toàn chút nào, anh rể vào ở chung lại khác. Cô nàng vừa nói vừa quay sang Lý Trạch Vũ ngồi trên ghế lái, anh rể, em nói đúng nhỉ? Đúng cái đầu cô. Tuy Lý Trạch Vũ nghĩ vậy trong lòng như trên mặt lại tỏ ra khen ngợi, Thanh Giao vẫn là người tỉnh tế nhất, luôn suy tính chu toàn. Tôi thật sự càng ngày càng thích cô rồi đấy. Nghe vậy, Trần Thanh Giao đỏ mặt. Trần Thanh Tuyết ở bên cạnh hừ lạnh, nói, anh đã thích Thanh Giao như thế thì đến nói với ông nội tôi đi, để nó cưới anh là được. Ây, Lý Trạch Vũ sẽ không làm vậy. Lý do hắn tìm cách phá rối mối hôn sự này không phải là vì hắn ghét Trần Thanh Tuyết và thích Trần Thanh Giao, mà vì hắn không thích hôn nhân sắp đặt thôi. Ngoài điều đó, còn có một nguyên nhân nữa. Năm đó, tuy rằng hắn là người bị mưu hại nhưng rốt cuộc người chịu tổn thương lại là người phụ nữ kia. Lần quay về này, hắn sẽ giành lại công lý cho cô. Tính toán thời gian, mối liên hôn giữa hai nhà Diệp Khương chỉ còn cách chưa đầy nửa tháng nữa. Chị nói linh tinh gì thế? Trần Thanh Doa gắt giọng, ngày xưa hai ta đã từng giao hẹn là chị sẽ kết hôn trước em. Ai trước ai sau thì có sao đâu, dù sao hai người cũng tình đầu ý hợp, chị sẽ đề cập chuyện này với ông nội sau. Giọng điệu Trần Thanh Tuyết có chút ghen tuông, nhưng chính cô cũng không phát hiện điều này. Lý Trạch Vũ cầm lái bằng một tay, tay còn lại gãi đầu, nói, đừng hiểu lầm, anh không có ý gì với Thanh Giao đâu. Hiểu lầm, hừ. Trần Thanh Tuyết khẽ hừ một tiếng, đáp, ai đã nói với tôi là thật ra rất thích em gái tôi. Sao nào, bây giờ không dám thừa nhận à? Lý Trạch Vũ càng thêm cạn lời, không biết phản bác thế nào. Trước đây hắn muốn Trần Thanh Tuyết chủ động từ hôn nên mới nói mấy lời đùa giỡn sau lưng đối phương, không ngờ hiện tại cô lại lôi chuyện này ra nói.
Chị đừng nói thế, anh rể đùa thôi mà. Trần Thanh Giao chỉ muốn kiếm một lỗ nẻ để chui vào. Khó xử chết đi được. Trần Thanh Tuyết khoanh tay trước ngực, nhìn Lý Trạch Vũ chằm chằm, cạnh khóe, không phản bác cơ à? Hay là cái tên củ cải lăng nhăng nhà anh con dô thì tiếc con giết cũng muốn, định hốt cả hai chị em tôi về làm vợ. Chuyện này, không hợp lý đâu. Lý Trạch Vũ nuốt nước bọt, làm bộ muốn từ chối nhưng kỳ thực lại rất mong chờ. Không hợp lý à, hai chị em tôi đều là đại mỹ nữ, nếu cưới hai bọn tôi thì anh được nở mày nở mặt cho xem. Trần Thanh Tuyết nhếch môi cười pha trò. Lý Trạch Vũ đang lái xe, hồn nhiên không để ý đến hành động này, hắn cười ha hả, hay tôi cân nhắc chút nhé. Khốn nạn! Trần Thanh Tuyết trở mặt nhanh hơn lật sách, cả giận mắng, xem kìa, cái đuôi cáo rốt cuộc đã lòi ra rồi nhỉ. Đàn ông các anh toàn lũ đốn mạt. Lúc này, Lý Trạch Vũ chợt nhận ra bản thân đang bị đối phương đùa bỡn, không khỏi nổi giận. Rõ ràng là cô cố tình dụ dỗ ông đây, còn dám lật lọng nữa. Đã thế ông đây ngả bài luôn. Tôi muốn cưới cả hai chị em cô, sao, không được à? Nếu không muốn thì đến chỗ ông cò báo hủy hôn đi. Sơn Trang Nguyệt Lạc. Về đến nhà, Trần Thanh Tuyết đã tự nhốt ở trong phòng, mặc cho em gái có gõ cửa như thế nào cũng không ra ngoài. Chắc là thật sự tức giận rồi, nhưng mà Lý Trạch Vũ lại không để ở trong lòng, hắn ra tủ lạnh cầm một lon bia rồi đi đến đình viện thưởng thức màn đêm. Sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, hắn không cần đoán cũng biết là ai. Anh rể, tại sao anh không đi dỗ chị của tôi? Trần Thanh Giao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dáng vẻ nhìn qua có vẻ lo lắng. Tôi đâu có sai, tại sao phải đi dỗ cô ấy? Lý Trạch Vũ hừ lạnh. Trần Thanh Giao ngẩng đầu nhìn lên phòng của Trần Thanh Tuyết một chút, lại quay đầu nhìn về phía Lý Trạch Vũ, nói. Thật ra tôi cảm giác được, chị của tôi cũng không chán ghét NHL. Lý Trạch Vũ nhún vai, đắc ý nói, đương nhiên. Phàm là phụ nữ bình thường thì đều sẽ không chán ghét soái ca. Phì! Trần Thanh Giao không nhịn được che miệng cười một tiếng. Cười cái gì, cô dám sờ lương tâm của mình nói tôi không đẹp trai không? Lý Trạch Vũ vô cùng tự tin. Lời này của Ha khiến Trần Thanh Giao từ chối cho ý kiến, cô thừa nhận trong số những tên đàn ông mà mình đã từng gặp, thì hoàn toàn chính xác không có người nào xuất chúng hơn Lý Trạch Vũ. Vẻ ngoài anh Tuấn, trên người đầy mùi đàn ông đích thực. Tính cách thì như du côn. Đàn ông như vậy đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào tim đập thình thịch. Lý Trạch Vũ vốn định trêu chọc cô gái nhỏ này một phen, đột nhiên có một bóng người bay đến. Là Vật Tương Vo Ngồ. Thiếu gia, anh mau đi với y mồ. Vật Tương Vong thở hồng hộc, trên mặt là vẻ lo lắng. Lý Trạch Vũ nhướng mày, nói, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có mấy cao thủ chui vào nơi này. Chúng em hoài nghi những người kia muốn gây bất lợi cho thiếu gia, phú quý ngăn cản bọn họ, còn em tới đưa thiếu gia rời đi trước. Vật Tương Vong báo cáo chi tiết. Cao thủ. Lý Trạch Vũ chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn nói, trò đùa quốc tế gì thế, Lý Trạch Vũ tôi mà cân trốn à. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng thì siêu cấp cường giả như mình cũng có cơ hội thi triển thân thủ trước mặt hai tiểu đệ gì. Đến lúc đó cầu phú quý và Vật Tương Vong nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thiếu gia, Vật Tương Vong giật mình, uyển chuyển nói, không phải chúng ta trốn, chỉ là tạm thời rời đi trước thôi. Trước mắt đối phương chỉ có mấy người, mặc dù gã và cậu phú quý có thể đối phó, nhưng chỉ sợ bọn người này sẽ đến liên tiếp. Không cần. Lý Trạch Vũ xua tay ngắt lời gã, nói, bảo phú quý cứ cho bọn họ vào, hôm nay để hai cậu mở mang một chút kiến thức về bản lĩnh của thiếu gia tôi. Thiếu gia, lúc này không thích hợp để trang bức, à không. Là không thích hợp cậy mạnh. Vật Tương Vong toát mồ hôi lạnh. Đối phương đã dám âm thầm phái người tới gây bất lợi cho Lý Trạch Vũ, thì người đến tất sẽ không phải hạng hời hợt. Bọn họ không thể khinh thường. Cậy mạnh. Lý Trạch Vũ hừ một tiếng, lập tức đưa tay chỉ sang Trần Thanh Giao, bá đạo nói, lát nữa cậu và phú quý bảo vệ hai chị em bọn họ cho tốt, còn những chuyện khác thì không cần các. Cậu quan tâm. Thấy hẳn khăng khăng như thế, Vật Tương Vong cũng không nói thêm gì. Yên lặng đi ra bên cạnh, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn đi. Một lát sau, cậu phú quý dính đầy máu tươi trên quần áo sải bước vào. Trong biệt thự, trong tay còn xách một người đàn ông đang thoi thóp. Cậu bị thương sao? Vật Tương Vong hốt hoảng. Cậu phú quý không trả lời mà hỏi đưa thiếu gia rời đi. Là vì tôi đã nói là không đi, giọng điệu của Lý Trạch Vũ rét lạnh. Giờ phút này,
vẻ mặt hắn lạnh lùng, sát khí trong mắt ẩn hiện. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong đã lớn lên với hắn từ nhỏ, nên từ lâu hắn đã coi hai người này là anh em. Kẻ dám động đến anh em của hắn, chết. Thiếu gia, cậu Phú Quý còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt âm thầm của Vật Tương Vong liếc tới, trong nháy mắt ngầm hiểu. Hắn vung tay ném người đàn ông trong tay xuống đất, lạnh như băng hỏi, người của Thập Tuyệt Môn phải không? Ánh mắt tốt đấy, nếu đã biết tao là người của Thập Tuyệt Môn, vậy sao còn chưa thả tao ran? Người đàn ông bình tĩnh đáp, bốp, con mẹ nó, mày đang nghĩ cái rằm gì thế? Vật Tương Vong vung một cái tát tới, tiếp tục ép hỏi, nói, ai sai chúng mày tới đây? Không thể trả lời. Người đàn ông khế vuốt căm, trông vô cùng kiêu ngạo. Bếp, lần này là Lý Trạch Vũ ra tay, hắn đá vào mặt người đàn ông, dám giả ngầu trước mặt ông đây hả? Quên đi, kéo tên này ra ngoài cho chó ăn. À, người đàn ông lập tức sững sờ, ngạc nhiên hỏi, theo như bình thường, chẳng lẽ các người không nên bức cung một chút sao? Tao nhìn ra mày không phải loại người tham sống sợ chết, chắc chắn thủ đoạn hạng hai nhưng nghiêm hình bức cung kia sẽ vô dụng với mày. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt nói, người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, nói, tao cảm thấy chúng mày có thể thử một chút, nhớ đâu tao không chịu. Được tra tấn rồi khai thì sao? Không cần phải vậy, tao tin tưởng cách làm người của mày. Mà mày đã bị thương thành như vậy, tao sợ chưa kịp làm gì thì mày đã ở ra rằm rồi. Nếu đã như vậy thì còn lãng phí thời gian làm gì? Lý Trạch Vũ vẫy tay, nhìn qua có phần không kiên nhẫn. Lúc này Vật Tương Vong tiến lên mấy bước, dáng vẻ như muốn động thủ. Sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi, đừng mà, xin hãy tha mạng cho tôi. Mặc dù theo nghề sát thủ đã sớm không còn để ý đến chuyện sinh tử, nhưng đến khi đứng trước tử vong thật sự, không có ai còn có thể giữ được bình tĩnh. Vậy mày nói đi, là ai đã sai chúng mày đến? Lý Trạch Vũ trêu tức hỏi. Hả? Người đàn ông ngẩn người, nói, tôi không biết chuyện này. Thập Tuyệt Môn chúng tôi có quy củ là tuyệt đối không thể bán tin tức của cố chủ. Phế vật vô dụng, kéo ra ngoài cho chó ăn. Lý Trạch Vũ khinh thường ra mặt. Người anh em, tha mạng. Người đàn ông hoảng loạn bị Vật Tương Vong kéo ra ngoài. Lý Trạch Vũ nhìn về phía cậu Phú Quý, vết thương của cậu là thế nào? He he, bị thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại. Cậu Phú Quý hoàn toàn không nghĩ như vậy. Trong nhà có băng gạc không? Lý Trạch Vũ nhìn về phía Trần Thanh Giao, có, tôi đi lấy nó ngay đây. Trần Thanh Giao lập tức trở về phòng, một lát sau cô cầm một bộ dụng cụ sơ cứu đi ra. Cậu Phú Quý tự băng bó, thủ pháp rất thuần thục, có vẻ là trước kia đã bị thương không ít lần. Xoạt, xoạt, xoạt. Đúng lúc này, hết bóng người này đến bóng người khác trèo thẳng vào tường của biệt thự. Trần Thanh Giao thấy cảnh tượng này thì giật nảy mình. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng khoác vai cô an ủi. Không cần lo lắng, đây là phượng vệ nhà họ Lý của tôi. Chào thiếu gia. Chào thiếu gia. 10 phượng vệ đều là nữ, bọn họ đều mặc quần áo đi đêm màu đen, xếp thành một hàng đứng trước mặt Lý Trạch Vũ. Người cầm đầu phượng vệ là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, ôm quyền nói, chúng tôi tới giúp chậm trễ, mong thiếu gia thứ tội. Lý Trạch Vũ nhìn qua rất hăng hái, xua tay nói, không sao, những kẻ vớ va vớ vẩn kia còn chưa làm tôi bị thương được. Phú Quý, là ai đã ám sát thiếu gia? Người phụ nữ dò hỏi. Chị Phượng, những tên kia là người của Thập Tuyệt Môn, chỉ là không biết cố chủ phía sau màn là yêu. Cậu Phú Quý giải thích. Lúc này chị Phượng nhìn về phía một đàn em, dặn dò, lập tức đi thăm dò. Không cần, Lý Trạch Vũ mở miệng ngăn lại. Đám người đồng loạt nhìn về phía hắn, bọn họ đều có chút không hiểu. Phú Quý, thôi bỏ đi. Hai người các cậu ở lại bảo vệ Thanh Tuyết và Thanh Giao. Lý Trạch Vũ lập tức nhìn lướt qua 10 phượng vệ, phân phó nói, chị Phượng, mấy người đi cùng tôi tới Kim Lăng. Thiếu gia dẫn theo chúng tôi tới Kim Lăng là muốn dẹp yên nhà họ Hài. Lý Trạch Vũ nói không lớn, nhưng lại vô cùng bá đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.